Ở tỉnh, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng bởi vì vị trí của Phương Tiến Giang mà lâm vào cục diện bế tắc, chắc chắn rất bức thiết cần có người đứng ra giải vây. Ở thành phố, Phó Tiên Phong và Vu Phồn Nhiên đã quay về Bắc Kinh, bắt đầu gia nhập vào trong công việc, lục đục triển khai công tác, xem như cũng tương đối bình lặng. Tuy nhiên, hệ thống chính pháp và công an thì bởi vì sự kiện Ngưu Kim nên đang triển khai một hồi lôi kéo và đấu tranh chính trị. Trần Ngọc Long nắm bắt lấy kỳ ngộ này đang muốn cài cắm các thân tín vào trong hệ thống công an, cùng tranh đoạt địa bàn với Tôn Định Quốc, đây cũng là sự kiện đã được dự kiến từ trước. Việc này cũng không cần hắn phải quan tâm, Tôn Định Quốc làm trong hệ thống công an nhiều năm, thế lực của y bao phủ rất rộng, rất thâm căn cố đế ý nói thực lực chắc chắn không thể lay chuyển được. Cho dù Trần Ngọc Long có thể lôi kéo được một vài người theo đuôi thì thế cờ cũng không thay đổi được nhiều. Thật ra vấn đề mấu chốt của thành phố và cục diện bế tắc của tỉnh là cùng một vấn đề, đây không phải là việc điều chuyển Phương Tiến Giang đi mà là chọn người thay thế Phương Tiến Giang trên vị trí trưởng ban tổ chức thành phố, đây mới chính là gốc rễ của vấn đề. Một vị trí trưởng ban tổ chức sẽ tác động rất mạnh đến thần kinh của nhiều người. Chính trị, mặc dù có khi dựa vào thực lực để nói chuyện mà cũng có khi phụ thuộc vào đủ loại cơ duyên, việc chọn đúng thời cơ hay không cũng là một nhân tố quyết định. Kể cả là mình có thực lực bành trướng một phương, tuy vậy ở thời điểm mấu chốt lại thể hiện ra chỉ như vòng trang sức thì cũng sẽ khiến người ta phải thất vọng. Ngay như một số người làm quan, nhậm chức ở nơi nào thì nơi đó đều mưa thuận gió hòa, có người thì số làm quan không tốt, đi đến đâu thì nơi đó tai ương không ngừng, bất kể ai có thực lực và năng lực mạnh đến thế nào thì sao. Cũng là phải gánh vác trách nhiệm chính trị. Ở thời cổ đại thì có một số người được bảo là có trời phù hộ. Thời đại này thì tuy rằng không ai nói ra, nhưng thật ra suy nghĩ của mọi người cũng như vậy. Thời điểm một đất nước hay một người làm cho lòng người oán trách, chính là cảnh thiên tai lầm than liên miên. Ngược lại, thì sẽ mưa thuận gió hòa, chính lệnh thông suốt, người dân cứ an cư lập nghiệp. Sự thật là trong cuộc sống có nhiều điều phải lệ thuộc cần phải xem xét, nhưng thật đáng tiếc rất nhiều người lựa chọn phương thức bỏ qua. Bởi vậy, Hạ Tưởng đối với việc chọn người vào đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, cuối cùng hoa lọt vào tay ai thì hắn cũng chỉ giữ một thái độ bình thản lạc quan. Không nhất định là sẽ khiến một người nào đó có được ưu thế, bởi vì sẽ có rất nhiều ngọn gió thổi làm cây cỏ lay động, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế cục. Nhất là vào thời điểm lúc này, khi Diệp Thạch Sinh đang ở tình trạng lắc lư, hắn có ra mặt thì cũng không nắm chắc là sẽ thuyết phục được một người đường đường là nhân vật số một của tỉnh ủy. Chủ yếu là không biết Trừng Phó Gia sẽ ra cả vốn lẫn gốc, đến lúc đó Phạm Duệ Hằng không chịu nhượng bộ thì cũng phải nhường bước. Vốn việc đánh giá trong chính trị là phải đánh giá ở lợi ích, khi giá phải trả và lợi ích thu được kém xa nhau thì không ai lại tiếp tục liều mạng kiên trì làm gì. Mà nếu vậy thì thế cục của quận Hạ Mã, ở trong con mắt của Hạ Tưởng lại là nơi trọng yếu trong thế cục của cả hai cấp tỉnh và thành phố. Theo hắn, tuy rằng trước mắt quận Hạ Mã xem ra là rất rối loạn, nhưng sau khi thế cục trở nên trong sáng thì quận Hạ Mã sẽ dẫn phát một loạt các dung chuyển, rất có thể lúc này trở thành nơi sẽ châm một mồi lửa vào trong thế cục của tỉnh và thành phố, làm kiếp nổ này nổ tung ra. Hiện tại thì mồi lửa đã châm, chỉ có điều không biết mất bao lâu nữa thì mới có thể bùng nổ, mà khi đã phát nổ thì sẽ làm dung chuyển cả một khoảng trời. Hạ Tưởng đang suy nghĩ thì Triều Vĩ Cương sau khi cơm nước xong xuôi đã quay trở lại. Vừa bước vào cửa thì đã phát hiện ra Hạ Tưởng đang ngồi ở trong phòng, y sợ đến ngây người, không thể tin vào hai mắt của mình, cái hộp cà mèn trong tay y rơi bịch xuống đất. Lãnh đạo! Triều Vĩ Cương còn dụi dụi cặp mắt. Sao mà ngài lại ở đây? Hạ Tưởng cười ha hả. Văn phòng của tôi đến đi làm chẳng lẽ không được sao? Triều Vĩ Cương tự biết mình lỡ lời, xấu hổ cười nói. Lãnh đạo, tôi, rất kích động. Tôi đã nói sai rồi ạ, ngài đừng để ý. Sao ngài không thông báo một chút để tôi và Chánh Văn phòng Kim đi đón tiếp ngài? Một chút việc nhỏ như vậy không cần phải làm phiền mọi người. Hạ Tưởng khoát tay, không muốn rằng co thêm ở trong việc này nữa. Hắn hỏi luôn, thuật lại tình huống của quận trong thời gian gần đây một chút đi. Các hạng mục công tác của quận Hạ Mã đang bị vây vào trong trạng thái bán đình trệ. Các công việc, các lĩnh vực do ủy ban phụ trách thì vẫn duy trì, xem như hoạt động vận chuyển bình thường. Riêng ở quận ủy thì công tác gặp lực cản thật lớn, lại cùng lúc Khang Thiếu Diệp đang nằm viện nên rất nhiều công tác không thể triển khai. Cùng lúc đó bởi vì Phó Hiểu Bân, Mộ Duẫn Sơn và đám người Đằng Phi đình công một cách tiêu cực,
lời nói của Bạch Chiến Mặc truyền đạt xuống liền thay đổi hương vị, không một ai dụng tâm chấp hành. Thật ra thì mọi người cũng ôm tâm tư chờ đợi, nghĩ rằng đợi Hạ Tưởng trở về xem thế cục chuyển biến như thế nào đã. Thậm chí, có người còn đoán bầu trời quận Hạ Mã có thể thay đổi. Cùng có ý tưởng đồng dạng như vậy thì không chỉ có một vài ủy viên thường vụ quận ủy mà còn có rất nhiều nhân viên làm việc trong trụ sở. Là một quận ủy, ủy ban nhân dân mới thành lập như quận Hạ Mã thì lực ngưng tụ còn chưa đủ, sự phối hợp giữa các nhân viên vẫn còn đang thiếu, trong cùng lúc lại thiếu vắng một chủ tịch quận và một phó bí thư, tuy rằng không đến mức làm cho lòng người hoảng sợ nhưng cũng có không ít người nhân dịp này bỏ đá xuống giếng hoặc là đang chờ đợi thời cơ cho mình. Dù sao, một sự kiện tày trời như vậy mà hiện tại hung thủ còn chưa bắt về quy án, ai mà biết được sau khi hung thủ xa lưới thì sẽ làm liên lụy tới ai. Cho nên, lúc này không nên vùi đầu để kéo xe, làm việc để cho ai xem. Nếu chẳng may lúc đó lãnh đạo cấp trên mình bị miễn chức, chẳng phải công sức của mình bị uổng phí hay sao? Lòng người, chính là khi hoàn cảnh thay đổi thì sẽ thay đổi theo. Thật ra việc này cũng có quan hệ rất lớn với Hạ Tưởng. Trong mắt rất nhiều người thì Hạ Tưởng mới là người đáng tin, mới là ông chủ tại quận Hạ Mã này. Bạch Chiến Mặc không nắm được đại cục trong tay, không quy hoạch được tương lai của quận Hạ Mã. Nếu chẳng may bí thư Bạch đưa ra quyết định mà sau đó chủ tịch quận Hạ trở về lại phủ định thì công sức trong giai đoạn trước ai sẽ ghi nhận. Vì thế không ai lại làm việc ngu ngốc đến như vậy. Bất kể người nào cũng tồn tại tâm tư của mình, tóm lại tất cả mọi người trong quận Hạ Mã đều ở trong trạng thái chờ đợi, nói trắng ra là đều đang đợi Hạ Tưởng trở về. Trong lúc Hạ Tưởng nằm viện thì trong quận Hạ Mã cũng không có nhiều người đi tới bệnh viện để thăm hỏi hắn. Bởi vì, Hạ Tưởng đã nói từ trước, không cần phải bày đặt lễ tiết làm gì, không cần phải đi một chuyến quá xa lên Bắc Kinh để thăm nom hắn. Bởi vì Hạ Tưởng hiểu rất rõ, bất kể là ai đi thăm hắn thì cũng đều tiêu phí tiền của đất nước, nếu vậy thì điều này không thực sự cần thiết mà lại còn quấy rầy sự nghỉ ngơi và sự suy nghĩ của hắn. Bạch Chiến Mặc cũng gọi một cuộc điện thoại, đề xuất việc muốn tự mình đi thăm Hạ Tưởng nhưng hắn cũng đã khéo léo từ chối. Vì thế về sau Bạch Chiến Mặc cũng không nhắc lại việc này. Hạ Tưởng đang cùng nói chuyện với Triều Vĩ Cương thì Kim Hồng Tâm từ bên ngoài đi ngang qua, thấy cửa phòng làm việc của chủ tịch quận không đóng cửa. Y nghĩ thầm rằng Triều Vĩ Cương bình thường không phải là một người sơ suất, thế mà sao hôm nay ngay cả cửa cũng không khép. Xem ra là phải nhắc nhở một chút, cho dù chủ tịch quận không có ở đây thì cũng không thể có chút qua loa. Bởi vì Triều Vĩ Cương là thư ký, y là chánh văn phòng, hai người đều là người thân cận nhất bên cạnh chủ tịch quận Hạ. Nhất cử nhất động của bọn họ là đại biểu cho hình tượng của chủ tịch quận Hạ. Kim Hồng Tâm không gõ cửa đi vào, khi đứng ở cửa liền nghe được giọng nói chuyện của Hạ Tưởng, lập tức trong lòng trở nên run rẩy, không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. Y tự hỏi có phải chủ tịch quận đã trở lại, bệnh của lãnh đạo đã tốt và đã xuất viện rồi sao? Trời đất, như thế nào mà lại lặng yên không một tiếng động ngồi an vị ngay tại trong văn phòng làm việc. Chương 620, ranh giới Sở Hàn. Kim Hồng Tâm đa mưu túc trí, chuyển biến nhanh, ngay lập tức suy đoán lãnh đạo âm thầm trở về chính là muốn khảo sát một chút xem bọn họ có làm việc chăm chỉ giống như lúc hắn có mặt ở đấy hay không. Y thấy hết sức may mắn vì bình thường quản lý cấp dưới rất nghiêm khắc, vẫn giống như lúc Hạ Tưởng có mặt, liền hy vọng Hạ Tưởng xem trọng y hơn một chút. Kim Hồng Tâm đứng ở trong hành lang, thấy xung quanh đều là người đi ăn cơm về, nghĩ nhanh, dùng giọng ngạc nhiên mừng rỡ hô to một tiếng. À, chủ tịch quận Hạ đã trở về đấy à? Mặc dù tiếng kêu không lớn nhưng có tiếng vọng trở lại trong hành lang khiến mọi người không khỏi giật mình. Chỉ nghe một hồi tiếng long cong vang lên khắp nơi, không ít người kinh động đến rơi cả cặp lồng cơm trong tay xuống đất. Oai danh của Hạ Tưởng giống như tiếng sấm bên tai, khiến không ít cán bộ nhân viên quận ủy khiếp sợ, hoảng hốt lúng túng. Đương nhiên, cũng có người bình tĩnh như thường, không để tâm, chẳng hạn như Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi sau khi ăn xong không có việc gì làm, đang chơi cờ ở trong văn phòng, tiếng Kim Hồng Tâm truyền tới tai, hai người nhìn nhau cười, Mộ Duẫn Sơn cười nói. Kim Hồng Tâm thật là khôn khéo. Đằng Phi gật đầu. Khôn khéo không bằng sự quỷ quyệt của Hạ Tưởng, con người Hạ Tưởng rất thâm sâu khó lường. Mộ Duẫn Sơn lại không tán thành nhận định của Đằng Phi. Hạ Tưởng thông minh đúng là thông minh, cũng có thủ đoạn. Nhưng hắn có một điểm khiến tôi khâm phục nhất, đó là chỉ ít hắn làm việc rất theo phép tắc, không hành động vô lý, không ngầm chơi bẩn, cũng rất ít khi chủ động hãm hại người khác. Cái này đúng.
Đằng Phi như thoáng suy nghĩ trong chốc lát. Anh nói xem ván cờ này của chúng ta, có khả năng hòa hay không? Mộ Duẫn Sơn biết điều Đằng Phi nói tới là cái gì, lắc đầu cười. Thật ra nếu một bên cứ khăng khăng muốn phân chia thắng bại, thì trên thế giới đã không có thế cờ hòa. Cho dù đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi tư lệnh, cũng có thể bắt đầu lại. Cứ nhất thiết phải phân thắng bại, cờ hòa là kết quả hai bên cùng thỏa hiệp, một bên mà không thỏa hiệp, nhất định không chết không thôi. Đằng Phi biết nhận định của Mộ Duẫn Sơn về thế cục, nói. Chúng ta chỉ còn cách ngồi xem hai con hổ đánh nhau sao? E rằng không được. Mộ Duẫn Sơn khoát tay, vươn tay xuất ra một quân cờ, là quân xe, nói. Lúc cả hai quân giao chiến, anh và tôi đều là đại tướng ngồi trong xe ngựa pháo. Nếu cả hai bên muốn phải phân định thắng bại, làm sao có chuyện đại tướng không ra trận? Điều quan trọng là, chúng ta đứng ở bên nào? Mộ Duẫn Sơn đem quân xe đặt ở giữa ranh giới Sở Hán, ha hả cười. Ở đây an toàn nhất, nhưng theo quy tắc, ở đây không thể hạ cờ. Cho nên chúng ta khi cần vẫn phải tỏ rõ lập trường. Đằng Phi trầm tư một lát. Duẫn Sơn, sau lưng sự kiện cao ốc Hỏa Thụ, thực sự có bóng dáng Bạch Chiến Mặc. Mộ Duẫn Sơn vỗ vỗ trán. Không ai dám khẳng định là có hay không, có thể cuối cùng cũng là không có. Không có, cũng có thể sẽ vụ oan cho ông ta. Cuối cùng vẫn phải xem ai thủ đoạn cao hơn. Tuy nhiên tôi thấy tâm trạng của Bí Thư Bạch gần đây có vẻ hơi lo lắng, có phải bởi vì bị người ta tra được cái gì hay không? Ha ha, tôi thấy không phải. Tâm trí của Bí Thư Bạch dường như không đặt vào chính trị. Nhìn dáng vẻ của ông ta, giống như có liên quan đến phụ nữ. Mộ Duẫn Sơn giỏi về nhìn mặt đoán lòng hơn so với Đằng Phi. Nhìn ra tâm tư Bạch Chiến Mặc ngẩn ngơ như là bởi vì kết quả của rung động tình cảm. Không thể nào. Đằng Phi cường điệu mỉm cười. Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn rung động tình cảm sao? Tìm đại một cô nào chẳng tốt sao? Nhìn xem, không phải chuyên gia chưa? Đôi mắt Mộ Duẫn Sơn giấu sau cặp kính khẽ lóe chớp. Đừng thấy y đeo một cặp kính vô cùng điềm đạm nho nhã, thực ra đối với việc nghiên cứu mối quan hệ nam nữ thì khá sâu sắc tinh túy. Mỗi người có một tiếng nói, mỗi người có một sở thích riêng. Có người thích một tay trao tiền, một tay quan hệ, xong việc thì du áo ra đi, giấu kín bản thân và tên tuổi, người xưa gọi đó là chơi bời trăng hoa. Kẻ phong lưu mà người xưa thường gọi, có kẻ thích tìm một người trong biển người, dù có nhiều phụ nữ thì ta cũng chỉ cần có một mình em. Có kẻ trong nhà có phụ nữ, ngoài kia cũng có phụ nữ, cái gọi là hoa hồng đỏ hoa hồng trắng chính là vậy thôi. Người xưa gọi là khách chơi hoa lạc dương, Bí Thư Bạch của chúng ta, cũng có ý định muốn làm một gã chơi hoa quý. Đằng Phi vô cùng thán phục. Duẫn Sơn quả nhiên có tài, nếu ở thời ngày xưa cũng phải xuất thân tiến sĩ. Ha ha! Mộ Duẫn Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Văn nhân theo chính trị, dù sao cũng có khí phách hơn kiến trúc sư theo chính trị. Mộ Duẫn Sơn nói Bạch Chiến Mặc làm khách chơi hoa, gần đây tâm trạng bất định. Quả thật là bởi vì kết quả của tình cảm rung động, không vì người nào khác, chỉ vì Chu Hồng. Chu Hồng từ sau lần gặp mặt trước, bỗng chốc biến mất như chưa bao giờ có, bặt vô âm tín. Lúc đầu, Bạch Chiến Mặc còn tưởng rằng Chu Hồng rụt rè, không tiện liên hệ với y trước. Y liền bỏ qua sự kiêu ngạo của bí thư quận ủy, dựa vào số điện thoại di động Chu Hồng để lại gọi tới, nhưng lần nào gọi cũng tắt máy. Bạch Chiến Mặc không từ bỏ ý định. Trong vòng một ngày gọi rất nhiều lần, vẫn tắt máy. Trong lòng Bạch Chiến Mặc suy nghĩ không yên, cái nhíu mày và nụ cười của Chu Hồng vẫn hiện hữu ở trước mắt, khiến y mong nhớ ngày đêm. Cũng khó trách, Bạch Chiến Mặc từ lúc theo chính trị tới nay, vẫn luôn cẩn thận dè dặt, tình cảm yêu mến với vợ con bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên dần dần trở nên có khoảng cách, y sớm đã không còn cảm giác yêu thương. Mặc dù hiện tại là thời kỳ quan trọng, trong lòng y lại dấy lên tình cảm mãnh liệt chưa từng có bao giờ. Lại nhớ tới hành động khiêu khích, ánh mắt ám chỉ của Chu Hồng, y liền càng nóng lòng sốt ruột khó nhịn. Chỉ có điều là tại sao đột nhiên lại không có tin tức gì nữa. Bạch Chiến Mặc cũng không tiện gọi điện thoại cho Lưu Đại Lai hỏi thăm tung tích của Chu Hồng. Thân là bí thư quận ủy, đâu có rảnh rỗi để đi quan tâm đến bà chủ thẩm mỹ viện như vậy. Y cũng không rõ lắm con người của Lưu Đại Lai. Không dám để Lưu Đại Lai có bất kỳ nghi ngờ gì đối với ý đồ của y. Lại qua một ngày, Bạch Chiến Mặc vẫn không nối được liên lạc điện thoại, trong lòng liền cảm thấy hơi lo lắng, bảo thư ký hỏi thăm cục quy hoạch một chút,
có phải trên đại lộ viễn cảnh có một viện thẩm mỹ vì vấn đề quy hoạch nên bị yêu cầu dừng hay không? Phí Lập Quốc làm việc nhanh nhẹn, sau một hồi trả lời nói, Cục Quy hoạch phủ nhận. Cục Quy hoạch không thừa nhận, Bạch Chiến Mặc cũng không nghi ngờ Chu Hồng lừa gạt y, mà là cho rằng Cục Quy hoạch ứng phó cho xong việc. Vốn định sẽ tìm vấn đề rắc rối của Cục Quy hoạch, lại nhớ ra Phó Tiên Phong dặn dò gần đây phải làm việc khiêm tốn, ít gây ra thị đoan, y liền kìm lòng lại. Hạ Tưởng đi vắng, Bạch Chiến Mặc cảm nhận được áp lực giảm đi nên nhẹ nhõm ung dung hơn rất nhiều, bởi vậy trong lòng càng thêm nhớ nhung vẻ đẹp của Chu Hồng, sự duyên dáng và phong tình của cô đều khiến y nhớ mãi không quên. Muốn tìm cũng tìm không thấy, trăn trở, tinh thần Bạch Chiến Mặc không chút khí thế, không lòng dạ nào làm việc. Cũng may công việc hiện tại cũng không nhiều lắm, ngược lại càng khiến cho y có thời gian nhàn rỗi mà phân tâm. Chỉ có điều kỳ lạ quá. Rõ ràng Chu Hồng cũng giống tiểu yêu tinh, làm sao mà thoáng cái đã mai danh ẩn tích. Bạch Chiến Mặc đắn đo suy nghĩ, rút ra được một kết luận, Chu Hồng là một người phụ nữ am hiểu sâu sắc tâm lý đàn ông, biết dùng phương pháp chợt gần chợt xa để khiến cho tâm trí đàn ông ngứa ngáy khó chịu. Càng dễ đạt được, đàn ông sẽ càng không quý trọng. Quá khó khăn để đạt được, đàn ông cũng sẽ biết khó mà lui. Chợt nóng chợt lạnh, khiến cho tâm tư đàn ông thấp thỏm chợt thấp chợt cao nhất. Bạch Chiến Mặc lại cố lấy lại ý chí chiến đấu, thấy hứng thú săn bắn, thay vào đó càng làm cho lòng y dấy lên ham muốn chinh phục. Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi, y gọi điện thoại cho Chu Hồng như thường lệ, vẫn tắt máy. Y trái lại không lo lắng nữa, ngầm cười chế giễu bản thân mình có phần nóng vội, mới có 2-3 ngày, gấp cái gì. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, huống hồ đậu phụ tươi ngon như Chu Hồng, phải chậm rãi chưng chậm rãi hấp mới có được hương vị không giống như bình thường. Bạch Chiến Mặc vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị ngủ một lát, Phó Hiểu Bân gõ cửa tiến vào báo cáo công việc, là về việc quận ủy điều chỉnh công tác vài nhân viên. Bạch Chiến Mặc thấy đều là việc nhỏ, cao nhất mới đến phó phòng, liền chẳng muốn can thiệp, lại là điều chỉnh trong nội bộ, chỉ đảo mắt xem qua bản báo cáo vài lần đã gật đầu. Phó Hiểu Bân thấy mọi việc xong xuôi, xoay người định đi, Bạch Chiến Mặc chớp mắt, gọi Phó Hiểu Bân lại, thử thăm dò hỏi thăm tình hình gia đình gã vài câu. Giọng điệu cấp trên quan tâm cấp dưới, tỏ vẻ quan tâm, định thử lôi kéo Phó Hiểu Bân. Khang Thiếu Diệp đi vắng, tránh văn phòng quận ủy lại không một lòng với y, Bạch Chiến Mặc liền cảm thấy quanh mình lạnh lẽo buồn tẻ. Không có phụ tá đắc lực cảm giác thật sự khó chịu, liền nghĩ vừa vặn lúc Hạ Tưởng đi vắng, chỉ bằng bày tỏ ý lôi kéo Phó Hiểu Bân một chút, xem gã phản ứng như thế nào. Bạch Chiến Mặc cho rằng Phó Hiểu Bân mặc dù khá gần gũi Hạ Tưởng, nhưng quan hệ cũng không phải rất chắc chắn thân thiết, cảm giác lúc gần lúc xa, lại không trung thành với Hạ Tưởng bằng Trần Thiên Vũ. Hơn nữa, con người Phó Hiểu Bân khôn khéo, nói không chừng y có thể nhân cơ hội câu kéo, bức tường, quanh Hạ Tưởng. Không ngoài dự tính của Bạch Chiến Mặc, Phó Hiểu Bân tỏ vẻ cảm tạ từ đáy lòng đối với sự quan tâm của y, chủ động kể tình hình gia đình, giống như tâm sự với bằng hữu. Mới nói mấy câu, Bạch Chiến Mặc đã cảm thấy gần gũi hơn nhiều với Phó Hiểu Bân. Trong lòng vui mừng, có thêm chút tự tin, nghĩ thầm rằng nếu y thả lỏng thái độ, tạo mối quan hệ tốt với mấy ủy viên thường vụ đứng giữa, thì chưa chắc đã thua Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ. Dù sao y mới là người nhân vật số một. Không ngờ vừa mới nói vài câu chi kỷ, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Kim Hồng Tâm. Phó Hiểu Bân mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn cười nói với y như cũ, nhưng Bạch Chiến Mặc lại nhìn ra Phó Hiểu Bân tâm trạng bứt rứt, người không còn tâm trí. Lỗ tai cũng lưu ý nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trong lòng Bạch Chiến Mặc thở dài một tiếng, vẫn là sức hấp dẫn của Hạ Tưởng lớn. Xem ra y nhìn lầm Phó Hiểu Bân, muốn lôi kéo gã sang đây cũng không phải là chuyện dễ. Phó Hiểu Bân nói thêm vài câu, vốn lúc đầu chỉ nghĩ đối phó qua loa với Bạch Chiến Mặc, không ngờ Bạch Chiến Mặc lại nói không ngừng. Gã nghe tin Hạ Tưởng trở về, tâm tư đã sớm bay đến bên người Hạ Tưởng, làm sao còn muốn phí thời gian ở chỗ Bạch Chiến Mặc. Nói tiếp hai câu, thấy Bạch Chiến Mặc không lên tiếng liền chủ động nói. Bí thư Bạch, tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa. Phó Hiểu Bân vừa ra khỏi cửa, liền vội vã đi xuống lầu, không hề chú ý tới Bạch Chiến Mặc đứng ở cửa dõi theo bóng dáng gã đang xuống lầu, ánh mắt nham hiểm. Lúc Phó Hiểu Bân tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, văn phòng chủ tịch quận đã kín hết chỗ. Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh, Biện Tú Linh, Hoàng Kiến Quân đều nghe được tiếng hô cố ý của Kim Hồng Tâm, cũng chạy đến đây trước tiên, bao vây Hạ Tưởng ở bên trong. Niềm vui bất ngờ, hạnh phúc,
vui sướng, cao hứng, các loại cảm xúc đan xen vào nhau đều được viết trên mặt mỗi người. Thậm chí Biện Tú Linh còn lặng lẽ lau nước mắt, cô tự nhận lớn hơn Hạ Tưởng vài tuổi, âm thầm tự cho mình là chị lớn hơn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị thương, cô tất nhiên là lo lắng không nguôi, căm thù đến tận xương tủy kẻ hành hung, cũng thấm thía sự hiểm ác trong chính trị. Trước đây cô công tác ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng thấy nhiều sự trả thù giữa các cán bộ, một số còn sử dụng bất cứ thủ đoạn nào có thể, thậm chí còn có trường hợp dùng nguyên tử phóng xạ chết người lắp ở trên bóng đèn, làm cho cán bộ bị hại dụng hết tóc, hệ thống miễn dịch bị phá hỏng mà dẫn đến tử vong. Nhưng dù sao những việc đó có vô cùng tồi tệ cũng không có can hệ gì đến bản thân cô. Hiện tại Hạ Tưởng bị thương, là sự việc xảy ra ngay bên cạnh, cô lại coi Hạ Tưởng là bằng hữu có quan hệ vô cùng tốt, về công thì hắn là lãnh đạo, về tư thì hắn giống như em trai, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm tư mấy người khác cũng như vậy, thấy Hạ Tưởng bình an trở về đều cảm thấy vui mừng, đều cảm thấy có chỗ dựa tin cậy rồi. Mọi người sau khi xúc động bùi ngùi mới bất chợt phát hiện, vô tình, Hạ Tưởng kém bọn họ nhiều tuổi, cũng là chủ tịch quận Hạ đã từng khiến cho bọn họ không tình nguyện công nhận lắm, hiện tại đã làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, trở thành người lãnh đạo mà tất cả bọn họ đều một lòng thừa nhận. Hạ Tưởng nhìn mấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc và tràn đầy niềm nở, trong lòng cũng xúc động, vẻ mặt phấn khởi. Các đồng chí, tôi Hồ Hán Tam đã trở lại rồi. Mọi người cho rằng Hạ Tưởng sẽ nói một câu nào đó tràn trề cảm xúc, không ngờ vừa mở miệng lại là một câu nói trêu đùa, lập tức cười vang. Trong tiếng cười, mọi người biết, người chỉ huy bình tĩnh, tự tin Hạ Tưởng kia đã trở lại. Hắn đánh không đổ, ép không cong, dọa không sợ, từ đầu chí cuối vẫn là Hạ Tưởng điềm tĩnh như thường, hắn là trung tâm của mọi người. Tin tức Hạ Tưởng trở về như một làn gió mát đảo qua. Sau khi mọi người ở trụ sở quận ủy nghe được, tinh thần lập tức trở nên hăng hái, không ai dám lười biếng nữa, bởi vì tất cả mọi người đều biết, chủ tịch quận Hạ làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Khi hắn trở lại, bầu không khí việc ít người nhiều của quận Hạ Mã hiện tại chắc chắn sẽ bị quét sạch. Quả nhiên mọi người đoán không sai. Từ lúc Hạ Tưởng vừa mới trở về, quận Hạ Mã liền lần lượt liên tục truyền ra tin tức khiến người ta kinh ngạc. Tin tức thứ nhất chính là Khang Thiếu Diệp khỏi bệnh xuất viện rồi. Hạ Tưởng xuất hiện ở trụ sở quận ủy lúc buổi trưa, buổi chiều chưa tan sở Khang Thiếu Diệp đã làm thủ tục xuất viện xong rồi, và thông báo với quận ủy. Phía quận ủy, dẫn đầu là Bạch Chiến Mặc, điều động 3 chiếc ô tô cùng 4, 5 người đi tới bệnh viện số 2 đón y xuất viện. Phía chính phủ không ai đi cùng, bởi vì Bạch Chiến Mặc căn bản là không chào đón. Trước giờ tan tầm, được Bạch Chiến Mặc đích thân nghênh đón, được mọi người chào mừng, Khang Thiếu Diệp xuất viện giống như anh hùng về tới quận ủy. Phía quận ủy cử hành nghi thức chào đón long trọng, so sánh với sự trở về lặng lẽ không một tiếng động của Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp xuất viện nhận được sự đối xử trọng đại như người anh hùng. Hạ Tưởng rất phóng khoáng, cũng dẫn đầu một nhóm người thuộc bộ máy chính phủ xuống lầu nghênh đón Khang Thiếu Diệp. Hạ Tưởng chủ động bắt tay với Khang Thiếu Diệp, còn nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng y, nói thâm ý sâu xa. Đồng chí Thiếu Diệp đã vất vả rồi, tuổi đã lớn. Nếu sức khỏe không chịu đựng nổi có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần xuất viện vội. Nếu tôi không phải cũng bị thương, thì cũng muốn đích thân đến bệnh viện mà thăm hỏi anh. Trong lòng Khang Thiếu Diệp tức giận, Hạ Tưởng đúng là cố ý chọc giận y. Rõ ràng buổi sáng mới từ bệnh viện trở về, ngay tại phòng bên cạnh còn lôi việc nhà ra nói với Lão Tiền, quay lưng liền nói dối không chớp mắt, rõ ràng là có ý khiến y khó chịu. Tuy nhiên tức giận thì tức giận, vẫn phải duy trì hòa khí trên mặt. Liền cười ha hả nói. Vì nhiệm vụ cách mạng, có nghiến răng cũng phải trụ vững. Đảng và nhân dân đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi, thì khi cần tôi, không thể lúc nào cũng mượn cớ ốm đau. Đa tạ chủ tịch quận Hạ quan tâm, tôi cảm thấy còn khỏe, còn có thể vì sự nghiệp của đảng mà cống hiến vài chục năm sức lực. Ý là tôi chưa già, về hưu còn quá sớm. Hạ Tưởng lách người, không nói lại mà đến bắt tay với Bạch Chiến Mặc. Không ít người cấp bậc chưa đủ đứng ở xa xa, nhìn thấy hai phe phía chính phủ và quận ủy, không, phải nói là hai phe do Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc cầm đầu, chia hàng hai đội bắt tay nhau, phân biệt rõ ràng, cũng không khỏi nghĩ thầm rằng, xem ra, không đứng vào hàng không được rồi, muốn làm phe trung gian, chỉ sợ cuối cùng sẽ không được lòng cả hai bên. Trước kia không ít người vẫn không quá xem trọng lực lượng của Hạ Tưởng, lòng người thay đổi, cảm thấy Hạ Tưởng khỏi bệnh trở về. Tuy rằng lặng yên không một tiếng động,
nhưng rõ ràng lực lượng càng gắn kết. Mà Khang Thiếu Diệp xuất viện mặc dù rầm rộ, trên thực tế hơi có cảm giác khoe mẽ. Nếu so sánh cao thấp mà nói, không ít người cho rằng Hạ Tưởng mới là người nắm chắc thắng lợi. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng từ chối khéo đề nghị tiếp đón của mọi người, trở về nhà. Đã lâu không về nhà rồi, hắn rất nhớ Tào Thù Lê và con trai. Vừa vào cửa, đã bị Tào Thù Lê ôm chặt lấy, cô bé khóc như hoa lê gặp mưa, oán giận nói. Anh thật đúng là chỉ một lòng vì công việc, về mà không về nhà gặp gia đình trước, cứ muốn quay lại cơ quan làm thêm nửa ngày. Chẳng lẽ rời anh ra thì quận Hạ Mã sẽ không động đậy nổi. Thật đúng là nói đúng, quận Hạ Mã giai đoạn vừa rồi không có Hạ Tưởng, thật đúng là bất động. Hạ Tưởng không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy cô bé Lê, an ủi cô nói. Đã là mẹ của trẻ con rồi mà động một tí là khóc nhè, cẩn thận để con nhìn thấy nó cười cho. Mặc kệ nó, em muốn giữ chặt lấy anh. Nó sớm muộn gì cũng là chồng người khác, anh mãi mãi là chồng của em. Nói chưa dứt lời, vừa nói, cô bé Lê đã càng tựa đầu vào sâu trong lồng ngực Hạ Tưởng. Anh mãi mãi là số một trong lòng em, nhưng em hiểu rõ, em không phải là vị trí số một trong lòng anh. Lam Miệt từ trong phòng đi ra, đang ôm Hạ Đông trong lòng, chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái, lè lưỡi. Thật buồn nôn. Sau đó lại nhanh chóng quay trở vào. Hạ Tưởng nói. Xem kìa, Lam Miệt cũng cười chúng ta buồn nôn, đừng làm trò cười cho cô ấy nữa. Thôi được rồi, đừng khóc. Không cần để ý cô ấy, phụ nữ sẽ không chê cười phụ nữ. Cô ấy và Phương Cách mà tình cảm với nhau, em thiếu chút nữa cũng ghen tị với cô ấy còn không biết xấu hổ nói em. Hơn nữa, phụ nữ việc gì mà phải làm khó phụ nữ. Lời cô bé Lê nói hiện giờ có vẻ rất triết lý, lời nói cũng hàm ý sâu sắc. Em chỉ hỏi anh, ngoại trừ em và chị Liên ra, trong lòng anh còn có người phụ nữ nào khác hay không? Có, đương nhiên là có. Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc. Cả đời của một người đàn ông, làm sao trong lòng chỉ có thể có mỗi vợ? Ý anh là, còn muốn có tình nhân nữa? Cô bé Lê tỏ vẻ rất bất mãn với vẻ mặt đương nhiên của Hạ Tưởng. Nhìn kia, lại nghĩ sai lệch chưa, tư tưởng của em không thể tử tế hơn một chút à? Hạ Tưởng liền châm biếm cô bé Lê, chẳng những châm biếm bằng ngôn ngữ, còn dùng tay cốc đầu cô. Ngốc ạ, mẹ anh là số một trong lòng anh, giống như em là số một trong lòng của Hạ Đông ấy. Thật biết ăn nói, mạnh hơn cái người kia của nhà tôi rồi. Tào Thù Lê còn chưa kịp cười ra tiếng, tiếng Lam Miệt từ trong phòng vang lên. Cô bé Lê, tôi thật ghen tị với chị, có được người chồng như thế, còn cầu gì hơn nữa. Hóa ra cô ấy vẫn giỏng tai lên nghe hai người nói chuyện. Cũng may một lát sau, cô bé Lê lại lấy lại tính tình hoạt bát đáng yêu, bắt đầu nói về tình hình gần đây của Hạ Đông. Hạ Tưởng đã lâu không được hưởng thụ sự ấm áp gia đình rồi, liền mỉm cười nhìn cô bé Lê vẫn còn giống như hồi còn con gái, nghiêng đầu, diện mạo chưa thay đổi, tính tình chưa thay đổi, kể lể với hắn về ngọt bùi cay đắng của cuộc sống. Hạ Tưởng bị đắm chìm vào trong đó. Chỉ tiếc, sự say sưa của hắn không kéo dài được bao lâu, lúc ăn cơm, điện thoại lại gọi tới. Là Lão Cổ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy số điện thoại Lão Cổ, trong lòng Hạ Tưởng liền giật mình. Một ý niệm trong đầu vô thức hiện lên, nhanh thật, Vương Đại Pháo đã có tin tức. Chương 621, nắm lấy mấu chốt. Hạ Tưởng chưa đoán đúng toàn bộ, nhưng cũng gần 80%, là Ngưu Kỳ trên đường đi về hướng Tây Bắc, tới nơi tiếp giáp hai tỉnh Thiểm, Ninh, đột nhiên dừng lại không đi nữa, trú ngụ ở một thị trấn nhỏ, tạm thời vẫn chưa thấy dấu hiệu ông ta và Vương Đại Pháo liên lạc. Ngưu Kỳ có kỹ năng chống bị phát hiện, có mấy lần còn đi đường vòng, nhưng thủ đoạn của ông ta rất sơ đẳng, không hề phát hiện có người theo đuôi. Tâm trạng Lão Cổ đang tốt, cười ha hả nói. Theo phân tích của tôi, ông ta hẳn là đã liên lạc với Vương Đại Pháo, nhưng lý do vẫn chưa gặp mặt có thể là chờ đợi cấp trên sai khiến. Hạ Tưởng lập tức trong lòng cảnh giác. Có thể muốn giết người bịt miệng. Cũng có thể. Lão Cổ hơi trầm ngâm. Có thể có người lưỡng lự, bởi vì Vương Đại Pháo rất không nghe lời, không biết kiềm chế, chỉ bằng giết chết luôn. Nhưng giết Vương Đại Pháo, hậu quả để lại sẽ trở thành Ngưu Kỳ. Tuy rằng Ngưu Kỳ đáng tin cậy hơn so với Vương Đại Pháo, nhưng Ngưu Kỳ kiềm chế không tốt bằng Vương Đại Pháo, tôi đoán chừng có người chưa đưa ra được quyết định. Lão Cổ phân tích không phải không có lý, tình cờ lại trùng hợp với cách nghĩ của Hạ Tưởng,
Hạ Tưởng suy nghĩ, nói. Chỉ cần Vương Đại Pháo lộ diện, thì lập tức bắt ngay, dù sao quân đội cũng có rất nhiều lý do, bất kể là vì lý do gì bắt được Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ, cứ bình yên mà áp giải về tỉnh Yến trước đã rồi nói sau. Lão Cổ, ông thấy thế nào? Hiện tại Hạ Tưởng nói chuyện với Lão Cổ không tùy tiện như trước kia, lúc nào cũng cố ý hoặc vô ý nhớ tới quan hệ với Cổ Ngọc, nên tâm trạng đối với Lão Cổ rất là phức tạp. Lão Cổ thật ra không phát hiện ra vẻ khác thường của Hạ Tưởng, sảng khoái mà trả lời. Tôi đến thành phố Yến Trấn giữ chỉ huy, chính là muốn tự tay bắt lấy Vương Đại Pháo, nếu không cái bộ xương cốt già nua này của tôi, chẳng phải là quá vô dụng sao, ha ha. Tiếng cười vừa dứt, Lão Cổ nói tiếp. Đúng rồi, lần trước Cổ Ngọc dẫn theo Trịnh Nghị, cậu cũng gặp, thấy con người cậu ta như thế nào. Hạ Tưởng tuy rằng không quen biết với Trịnh Nghị, nhưng cũng cảm thấy có phần hơi áy náy. Người ta vừa định theo đuổi Cổ Ngọc, hắn và Cổ Ngọc liền xảy ra chuyện không ngờ đến, nếu Trịnh Nghị biết, thì trong lòng chịu sao nổi. Nhưng Lão Cổ hỏi, không thể không trả lời. Ấn tượng không sâu, không thể kết luận được, cảm thấy điều kiện cá nhân của cậu ta cũng không tệ lắm. Tuy nhiên đối với Cổ Ngọc mà nói, không nằm ở vấn đề điều kiện cá nhân cao hay thấp, mà nằm tính cách của cậu ta có hợp với Cổ Ngọc hay không. Lời Hạ Tưởng nói là lời nói thật, với điều kiện bản thân Cổ Ngọc, cô có của cải đủ để cho mình sống vinh hoa phú quý cả đời, cũng có diện mạo xinh đẹp, còn có một ông nội quyền thế. Cô cái gì cũng không thiếu, cho nên lúc lựa chọn đàn ông, chắc chắn không cần suy xét xem người ấy có tiền hoặc có quyền hay không, chỉ cần xem họ có thể lọt vào mắt xanh của Cổ Ngọc hay không. Hạ Tưởng liền rất sầu não mà nghĩ, khả năng Trịnh Nghị lọt được vào mắt của Cổ Ngọc vô cùng ít ỏi. Với lại, nói đi nói lại còn phải được Cổ Ngọc thấy hợp nhãn mới thành. Hiện giờ đàn ông có thể làm Cổ Ngọc vui quả đúng là rất ít, nó ngày nào cũng chỉ nhắc đến cậu. Lão Cổ cũng không biết là thở dài hay là bất đắc dĩ, chỉ nói một câu, rồi chuyển đề tài. Biệt thự ven sông Hạ Mã xem ra không thể hoàn thành trong năm nay được, nên tôi tạm thời ở viện điều dưỡng vậy. Sau khi Lão Cổ đến thành phố Yến, thì đến ở tại viện điều dưỡng công viên rừng rậm. Hạ Tưởng cũng đồng thời phát hiện, bởi vì chuyện của hắn, trạng thái tinh thần Lão Cổ so với trước kia rõ ràng tốt hẳn lên. Chẳng lẽ nói, tình hình nguy hiểm chính là mệnh lệnh, chỉ cần là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người, mới có thể khiến Lão Cổ con ngựa chiến cả đời dấy lên ý chí chiến đấu. Ngày thứ hai vừa đi làm, Hạ Tưởng đã trở thành người bận rộn nhất toàn bộ quận ủy. Không có cách nào khác. Đầu tiên là các hạng mục công việc quận Hạ Mã đã tạm dừng đều bắt đầu vận hành hết tốc lực, đều cần hắn hạ mệnh lệnh, ra chỉ thị. Sau đó là lãnh đạo các cục đến báo cáo công việc, cả một ngày liên tục gần như không dừng lại một chút nào. Trong các cục trưởng đến báo cáo công việc thì thị trường nhạc diễn trò nhất, không ngờ ngay trước mặt Hạ Tưởng lại có thể lấy nước mắt để biểu lộ lòng trung thành. Bị Hạ Tưởng cười mắng vài câu, y lại cười đùa, nói là quả thật là thật lòng quan tâm đến lãnh đạo. Hy vọng lãnh đạo từng bước thăng chức, nâng đỡ y theo. Coi như là lời nói thật, Hạ Tưởng lại nói vài câu với y, bảo y khẩn trương rời đi, bởi vì quá bận, không rảnh nói vớ vẩn với thị trường nhạc. Trong lúc nghỉ trưa, Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện thoại cho đám người Trần Phong, điện thoại của Trần Phong, Lý Đinh Sơn, Phương Tiến Giang và Cao Hải đều lần lượt gọi tới. Nói chuyện không nhiều lắm, nhưng đều ngầm hiểu ở bên trong, nói sơ qua một chút tình hình trước mắt rồi cúp máy. Hạ Tưởng cũng chỉ nói vài câu với Phương Tiến Giang, về hướng đi sau này của hắn. Phương Tiến Giang chẳng hề lo lắng, cười ha ha. Tiểu Hạ đã trở lại, tình hình đã trở nên sáng sủa hơn. Buông điện thoại, Hạ Tưởng một mình cười ngây ngô một hồi rồi lại nhận được điện thoại của Vu Phồn Nhiên. Hạ Tưởng, kết quả khảo sát cao ốc Hỏa Thụ đã có, liên quan tới hai gã phó thị trưởng, ba gã chánh văn phòng, còn có một gã phó cục trưởng cục đất đai. Ý của Bí Thư Trần là, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, đều phải xử lý. Anh chắc là cũng biết phó thị trưởng Cao cũng có liên lụy. Vu Phồn Nhiên gọi điện thoại không hỏi, cũng không lôi kéo làm quen, mà là trực tiếp nói ra vấn đề Cao Hải, khiến cho Hạ Tưởng tâm tư khẽ động. Cao Hải trong quá trình thu hồi đất ở thôn Tiểu Đấu, quả thật tay chân không được sạch sẽ lắm, Hạ Tưởng cũng có thể hiểu. Thực ra đâu chỉ là Cao Hải, nếu đào bới sâu hơn, trong toàn bộ thành ủy, tất cả những người phụ trách đều không có một ai không có vấn đề. Việc thu hồi đất và xử lý đất là khâu dễ dàng sinh ra tham nhũng nhất trong toàn bộ dây chuyền công nghiệp bất động sản. Những người phụ trách muốn hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào ở môi trường trong nước,
là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bởi vì nếu anh không nhiễm bụi, anh sẽ bị tất cả các đoàn thể lợi ích đề phòng, bọn họ sẽ liên kết gạt anh sang một bên, thậm chí còn có thể đá anh ra khỏi vòng tròn. Cao Hải lội xuống nước, là chủ động cũng tốt, là bị ép cũng tốt, Hạ Tưởng không muốn truy đến cùng bởi vì không có ý nghĩa. Hắn không đủ tư cách yêu cầu tất cả mọi người phải quan thanh liêm như nước, bởi vì không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, có nhiều con đường phát tài. Lúc sự việc Cao Ốc Hỏa Thụ xảy ra, hắn đã nhắc nhở Cao Hải. Nếu Cao Hải đủ thông minh, và có thể thấy rõ tình hình, thì hiện tại y đã xử lý sạch sẽ tay chân. Cho dù làm không được thì cũng tuyệt đối không bị người ta lên án, chỉ ít bề mặt cũng phải coi cho được mới được. Phu Phồn Nhiên là người thông minh, gã ra mặt đề cập đến sự việc Cao Hải, thật ra là muốn thể hiện thiện ý với mình. Bởi vì nếu gã đã nói ra, thì chắc chắn gã đã có phương án giải quyết. Nếu không gã biết rõ quan hệ của Cao Hải và mình, chỉ đơn giản tung ra vấn đề mà không giải quyết vấn đề, thì gã sẽ không là Vu Phồn Nhiên vừa đến thành phố Yến đã xuất hiện trong bữa tiệc đầy tháng của Hạ Đông. Tôi quả thật có biết một chút. Nếu Vu Phồn Nhiên đã có thành ý, Hạ Tưởng cũng liền hơi lộ ra một chút. Hơn nữa tôi cũng đã sớm nhắc nhở chú Cao. Cố ý gọi, chú Cao, vào lúc này, tin rằng trong lòng Vu Phồn Nhiên sẽ hiểu rõ. Vu Phồn Nhiên bất chợt dừng lại, nói ra đáp án Hạ Tưởng muốn. Số tiền liên quan đến vụ án Cao Hải không lớn, hơn nữa tiền mà ông ấy nhận đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện, xem xét về thời gian, thì đều không lâu sau khi ông ấy nhận tiền. Bởi vậy có thể kết luận đồng chí Cao Hải không có hành vi nhận chủ quan hối lộ, không cấu thành hành vi phạm tội. Hạ Tưởng ngây người sửng sốt. Hắn lúc ấy chỉ nói bóng gió một chút với Cao Hải là có thể sẽ tiếp tục điều tra, cũng không cụ thể nói Cao Hải phải làm như thế nào. Lúc ấy không tiện nói, có một số việc cũng khó mà nói trong điện thoại. Sau đó khi xuống lầu liền xảy ra chuyện, hắn lên Bắc Kinh nằm viện, đến tận hôm qua mới quay về, nên càng không có thời gian cùng Cao Hải cụ thể thảo luận làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả công việc. Không ngờ Cao Hải cũng đủ thông minh, cách quyên góp cũng chỉ là thứ yếu, ý tưởng đánh vào sự khác biệt thời gian, quả thật là tuyệt vời được thần tiên chỉ bảo. Nếu là hai ngày gần đây mới quyên góp, thì sẽ bị nghi ngờ là được tạo nên sau khi sự việc xảy ra, tuy rằng có thể giảm bớt, nhưng ảnh hưởng đến ít nhất cũng là không tốt. Nhưng nếu đúng lúc ấy liền quyên góp luôn, thì bản chất lại hoàn toàn khác. Hoàn toàn có thể nhận định là không có bất kỳ ý định chủ quan phạm tội nào, nhiều lắm là phê bình miệng một chút mà thôi. Nếu Trần Phong thiên vị, thậm chí còn có thể bao che không đề cập tới. Cao Hải thật đúng là đủ thông minh, Hạ Tưởng âm thầm khen ngợi một câu. Tìm người ở tổ chức từ thiện thay đổi thời gian quyên góp cũng không phải việc khó, cái khó chính là, có thể nghĩ đến chủ ý đánh vào khác biệt thời gian thì không hề đơn giản chút nào. Hạ Tưởng đương nhiên không biết là, chủ ý đánh vào khác biệt thời gian là bút tích của Ngô Cảng Đắc, là kế sách Ngô Cảng Đắc nghĩ ra vào lúc ấy, bày mưu tính kế cho Cao Hải, thay Cao Hải giải quyết vấn đề hóc búa. Con người chú Cao cũng không tệ lắm, tin chắc là về sau chú ấy cũng sẽ có thể chung sức hợp tác với Phó Thị trưởng Vu. Hơn nữa tính chú ấy dễ chịu, cũng có khả năng cùng Phó Thị trưởng Vu trở thành bạn tốt. Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao cho tôi cành gỗ đào, tôi báo đáp cành quỳnh giao, Hạ Tưởng muốn báo đáp ân tình. Hơn nữa sau khi gặp chuyện không may, Vu Phồn Nhiên quay về Bắc Kinh để thông báo cho ông cụ trước tiên cũng khiến trong lòng hắn nảy sinh ấn tượng tốt, xem như là từ từ tiếp nhận thiện ý của y. Vu Phồn Nhiên trong lòng mừng thầm, biết rằng nếu Hạ Tưởng đứng ra giới thiệu, y và Cao Hải có lẽ có thể thiết lập quan hệ cá nhân tốt đẹp, chẳng khác nào cũng có khả năng tạo quan hệ cá nhân với Lý Đinh Sơn, bước đầu tiên của y tại thành phố Yến có thể nói là vô cùng thuận lợi. Một phó thị trưởng thường trực, một phó thị trưởng ủy viên thường vụ, lại cộng thêm một trưởng ban thư ký thành ủy, nếu trở thành một phe phái, cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, tưởng tượng ở trên chỉ là kế hoạch lâu dài của Vu Phồn Nhiên, giai đoạn hiện tại y chỉ muốn đóng vững đánh chắc mà đi từng bước một. Nhưng mặc kệ những bước đầu tiên như thế nào, Hạ Tưởng vẫn là nhân vật mấu chốt. Thậm chí có thể nói, không có Hạ Tưởng ra mặt, tương lai của y tại thành phố Yến không thể rộng mở, trừ phi y hoàn toàn đảo hướng sang Hồ Tăng Chu hoặc Trần Phong. Nhưng bất luận đảo hướng sang người nào, cũng không phải dự tính ban đầu của y. Vu Phồn Nhiên đạt được kết quả mong muốn, mới cúp điện thoại của Hạ Tưởng, rồi lập tức bấm số điện thoại của Ngô Tài Giang. Trong lúc Hạ Tưởng nằm viện, Ngô Tài Giang cũng vài lần điện thoại tới. Bởi vì Ngô Tài Giang biết Ngô Gia ra tay, ông cũng không nói thêm nữa,
chỉ trấn an Hạ Tưởng vài câu rồi không nói thêm nữa. Buổi chiều vừa vào làm, Hạ Tưởng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Thạch Sinh, Trần Cẩm Minh xuất hiện. Trần Cẩm Minh sớm đã mong ngóng Hạ Tưởng trở về. Ngày hôm qua mới nghe nói Hạ Tưởng đã về tới quận Hạ Mã, y kiềm chế tâm trạng cấp bách, không dám đến quấy rầy Hạ Tưởng. Bởi vì y biết Hạ Tưởng vừa trở về, chắc chắn có rất nhiều việc phải làm, không thể quan tâm đến chuyện của y. Y tính là vào hôm nay, khi vào làm buổi chiều hẳn là không bận quá, liền đúng lúc đến báo cáo tình hình với Hạ Tưởng ngay. Hạ Tưởng cũng biết việc đình công của cao ốc Hỏa Thụ, sau khi trở về cũng chưa quan tâm hỏi han đến. Trần Cẩm Minh xuất hiện thật đúng lúc, tiện thể nghe y thuật lại tình hình luôn. Trần Cẩm Minh đầu tiên là khách sáo vài câu, sau đó vẻ mặt thần bí mà đem một chiếc máy ghi âm mini ra. Chủ tịch quận Hạ, lần trước bí thư Bạch tìm tôi nói chuyện, đã xảy ra một chút xung đột không hay. Tôi lúc ấy vừa đúng dịp mang theo một cái máy ghi âm, không cẩn thận ấn nút ghi âm, đã thu lại hết đoạn đối thoại lúc đó. Đang nói chuyện, Trần Cẩm Minh lấy máy ghi âm ra định bật nghe, Hạ Tưởng lại phất tay ngăn y, nghiêm trọng nói. Thu âm lén là cách làm không phù hợp với quy tắc, tôi sẽ không nghe. Đại khái là tình hình như thế nào, anh nói cho tôi nghe là được. Hạ Tưởng nhất thiết phải bày tỏ thái độ, Trần Cẩm Minh là thương nhân, nhưng không phải chính khách. Y có thể ghi âm, nhưng nếu việc Hạ Tưởng và y ở cùng một chỗ nghe ghi âm, truyền ra ngoài, lại trở thành Hạ Tưởng xúi dục Trần Cẩm Minh ghi âm để chơi xấu Bạch Chiến Mạc ở sau lưng. Chỉ cần có lời đồn là có thể bôi nhọ người ta, Hạ Tưởng sẽ không làm bất cứ cái gì để khiến cho cuộc sống chính trị của chính mình bị vấy bẩn. Trần Cẩm Minh trong phút chốc tỉnh táo lại, mang vẻ mặt xấu hổ mà thu hồi máy ghi âm. Rất xin lỗi, Chủ tịch quận Hạ, là tôi sơ sót. Hạ Tưởng đảo mắt cười. Anh nói, tôi nghe. Sau đó lại chỉ máy ghi âm. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta chắc sẽ không thể lại sơ suất bị thu âm chứ phải không? Trần Cẩm Minh xem như là đã phục Hạ Tưởng, khi nghiêm túc thì nắm vững cục diện, khi mỉm cười thì nắm tiết tấu trong tay, dù ít tuổi hơn so với y, nhưng cách giải quyết vấn đề êm dịu không thiếu sót, cẩn thận chót lọt. Lần trước là không cẩn thận, hơn nữa máy ghi âm là mới mua, tôi còn chưa biết sử dụng, nên lỡ tay. Bây giờ quen tay rồi, lãnh đạo yên tâm, tôi có chừng có mực. Trần Cẩm Minh vội cười, y đương nhiên là có chừng có mực, cũng biết đạo lý ai gần ai xa. Hạ Tưởng tin rằng Trần Cẩm Minh là một thương nhân thành công, bình thường cũng sẽ không làm những việc quá giới hạn. Việc thu lén cuộc nói chuyện của Bạch Chiến Mặc cũng là hành động bất đắc dĩ. Bí thư Bạch lại đề xuất để cao ốc Hỏa Thụ đình công. Tôi tranh luận với ông ấy, dưới tình thế cấp bách, bí thư Bạch đã nói lỡ miệng, nói là cao ốc Hỏa Thụ xây quá cao, chặn mất ánh sáng mặt trời của ủy ban quận ủy, tạo ra ngăn cách giữa quận ủy và thành ủy, ảnh hưởng tới phong thủy của quận ủy. Hạ Tưởng choáng váng cả người, không ngờ tới Bạch Chiến Mặc ẩn trốn khá sâu. Lý do đường hoàng của cán bộ như y, không ngờ là bởi vì tầng lầu cao ốc Hỏa Thụ xây quá cao gây ảnh hưởng đến phong thủy của quận ủy, thật sự là cực kỳ buồn cười. Giữa việc có thể tin tưởng hay không tin tưởng phong thủy mà nói, Hạ Tưởng giữ thái độ tạm thời lắng nghe. Dù sao môi trường và bầu không khí trong nhà tốt hay xấu đối với tâm trạng của một người, cũng có yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Mà một người có thành công hay không, cũng có quan hệ rất lớn với việc sinh lực dồi dào và tâm tình vui vẻ. Bởi vậy phong thủy nếu đặt trong một phạm vi nhỏ như môi trường sống và làm việc, thậm chí việc sắp đặt đồ nội thất, cũng không phải không có lý. Người trong quan trường tin tưởng vào phong thủy không phải số ít, quả thật là vị trí thì quá ít, mà người cạnh tranh thì rất nhiều. Tất cả mọi người đều muốn, tự nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều liên tưởng. Có khi tranh giành một vị trí, cơ hội thành công cũng giống như cảm giác mua vé số. Nếu nói mỗi cán bộ đều là một con bạc mặc dù có phần hơi cường điệu hóa, nhưng nếu như nói mọi người đều trong canh bạc, cũng không hề sai, đều là đánh cuộc tiền đồ, đánh cuộc ngũ quan. Sau khi Hạ Tưởng biết được sự thật, chẳng những không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại cảm thấy một tia đau xót thay cho Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc là quân cờ của Phó Tiên Phong, bản thân y không có nhiều quyền tự chủ cho lắm, lại thích nhiều chuyện gây sự, kết quả là bị người ta lén ghi âm. Nếu được biết đến với danh tiếng là bí thư phong thủy, thì cho dù sẽ không hủy diệt tiền đồ, cũng là một vết nhơ chính trị thật to. Hạ Tưởng trầm tư không nói. Công bằng mà nói, việc ghi âm không quá quang minh chính đại, sẽ không tiện để làm lớn chuyện, làm không tốt có khi còn khiến cho cấp trên bất mãn. Hắn không thể ra mặt, nếu ra mặt, sẽ rơi vào miệng người đời,
cũng dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh sự đề phòng trong lòng đối với hắn. Vừa nghĩ, Hạ Tưởng vừa cười. Gần đây có thường xuyên đi lại với Hồng Tâm hay không? Trần Cẩm Minh sửng sốt, sao đang nói về sự việc Bạch Chiến Mặc, đột nhiên lại nhắc tới Kim Hồng Tâm, chủ tịch quận Hạ có ý tứ gì? Vừa nghĩ lại, y ít nhiều cũng hơi hiểu ra ý tứ của Hạ Tưởng. Ý là việc ghi âm tới đây là hết, xử lý ra sao là chuyện của y, chủ tịch quận Hạ nghe qua thì thôi, không phát biểu ý kiến. Mà nói đích danh Hồng Tâm, hiển nhiên cũng là ám chỉ việc này có thể tìm Kim Hồng Tâm thương lượng cách làm như thế nào, Trần Cẩm Minh liền ngầm hiểu mà mỉm cười. Gần đây Hồng Tâm cũng bận, tôi cũng không quấy rầy anh ta. Anh không có ở đây, anh ta bận tối mặt tối mày, tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Anh ấy là tổng quản của Ủy ban Nhân dân quận, việc gì cũng phải tự làm lấy. Hạ Tưởng mỉm cười, thấy Trần Cẩm Minh tiếp thu được ý đồ của hắn, liền nói. Hôm nay công việc của Hồng Tâm không nhiều lắm. Vậy tôi được dịp đi gặp và ngồi cùng cậu ấy. Trần Cẩm Minh nếu nghe không hiểu ngụ ý của Hạ Tưởng, thì mười mấy năm hỗn chiến trên thương trường của y coi như là vô ích. Hạ Tưởng khẽ cúi người, xem như ngỏ lời tạm biệt. Hắn tin tưởng Kim Hồng Tâm cũng sẽ có đủ phương pháp để đưa sự việc ghi âm ra ánh sáng, hơn nữa còn có thể làm một cách bí mật, và để hắn đứng ngoài sự việc. Nếu ngay cả việc nhỏ ấy cũng làm không xong, Kim Hồng Tâm sẽ không xứng làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận. Hạ Tưởng nhìn người luôn rất chuẩn xác, sau khi Trần Cẩm Minh gặp Kim Hồng Tâm, hai người đã rất ăn nhịp với nhau, nghĩ ra một diệu kế. Lúc Hạ Tưởng cầm điện thoại lên định gọi cho Diệp Thạch Sinh, lại bị người khác cắt ngang, là Triều Vĩ Cương. Triều Vĩ Cương nhận được một cú điện thoại, đối phương muốn tìm chủ tịch quận Hạ, còn nói là bạn của chủ tịch quận Hạ. Y vốn không định chuyển máy, nhưng đối phương kiên trì nói có sự việc quan trọng, y cũng biết Hạ Tưởng từ trước đến nay rất nhiều bạn bè, quan tâm lo lắng tới nỗi khổ của dân gian, điện thoại của người thường cũng sẽ tự mình tiếp, vẫn là nên xin chỉ thị Hạ Tưởng trước. Hạ Tưởng không suy nghĩ nhiều, để Triều Vĩ Cương chuyển tiếp qua, vừa cầm điện thoại lên nghe, không ngờ là Tùng Phong Nhi. Chào ngài chủ tịch quận Hạ, nghe nói sức khỏe của ngài đã bình phục rồi. Hy vọng ngài mọi việc bình an thuận lợi. Giọng Tùng Phong Nhi nghe hơi có phần xúc động. Tôi không nghĩ tới là ngài lại đích thân tiếp điện thoại của tôi. Bình thường các chủ tịch quận đều là quan lớn ngự ở trên cao, làm sao có thể tiếp điện thoại của một thường dân nhỏ nhoi. Ngài thật đúng là một vị quan tốt. Hạ Tưởng ha hả cười. Cô cũng không phải không biết số điện thoại di động của tôi, trực tiếp gọi tới là được rồi. Tôi cũng không phải quan lớn ngự ở trên cao gì cả, có thể làm một quan phụ mẫu khiến dân chúng nói một tiếng tốt, cũng đã là không tồi. Có việc gì vậy, nghe Lý Thấm nói gần đây cô làm việc rất hiệu quả. Tốt, cố gắng vào. Phải rồi, người nhà cô đã khỏe chưa? Điện thoại im lặng trong giây lát. Lại truyền đến giọng nói có phần run rẩy của Tùng Phong Nhi. Ngài thật đúng là một người tốt, mọi việc nhỏ đều ghi nhớ trong lòng, tôi biết, việc tôi đã làm là lựa chọn chính xác. Cảm ơn ngài chủ tịch quận Hạ, nếu không phải ngài, tôi hiện giờ đã sa đọa, là ngài đã kéo tôi một phen vào thời khắc mấu chốt, tôi mãi mãi ghi nhớ ân tình của ngài. Chương 622, điểm tựa. Buông điện thoại, Hạ Tưởng ngẩn người. Lời Tùng Phong Nhi nói hơi có phần khó hiểu. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Về phần cô nói việc hắn kéo cô một phen là chỉ việc nào? Hạ Tưởng trong phút chốc suy nghĩ không ra, liền chẳng buồn suy nghĩ sâu thêm nữa. Vừa mới buông điện thoại của Tùng Phong Nhi, Triều Vĩ Cương vẻ mặt khẩn trương mà gõ cửa nhắc Hạ Tưởng. Lãnh đạo, có điện báo của tỉnh ủy. Hạ Tưởng vừa nhìn đến số điện thoại thì biết đúng là phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy gọi tới, thầm giễu cợt nghĩ, có việc làm chậm trễ. Diệp Thạch Sinh không thể chờ được mới bỏ qua sự kiêu ngạo của một bí thư tỉnh ủy, chủ động gọi điện thoại tới. Xem ra, sự mạnh mẽ, cứng rắn của Phạm Duệ Hằng đã mang đến cho Diệp Thạch Sinh không ít kích động. Quả nhiên, điện thoại vừa được nối, Diệp Thạch Sinh liền nửa oán trách nói. Hạ Tưởng, xuất viện rồi cũng không chịu chủ động gọi điện thoại cho lão lãnh đạo này một tiếng, có phải có điều gì không nói được hay không? Giọng điệu nửa thân tình nửa trách cứ. Hoàn toàn khác với giọng điệu giải quyết công việc khi hắn còn nằm viện. Bí thư tỉnh ủy cũng là người, vì lợi ích trước mắt, cũng rất khó giữ tâm bình thường. Cho dù lên tới tầng cao nhất, cũng có tầng tầng lớp lớp những băn khoăn lo lắng, cũng có những mệnh lệnh không thể không tuân theo của thủ đô, cũng có những chính sách khi xuống tới địa phương thì liền biến chất thành hữu tâm vô lực có lòng mà không có sức.
Diệp Thạch Sinh không phải bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ, cứng rắn, nên móng tại tỉnh Yến lại mỏng, bị Cao Thành Tùng áp chế quá lâu, quen nếp cẩn thận giặt rè. Khi tiếp cận phó gia, bên ngoài là tác động lôi kéo phó gia, thật ra cũng là hành động tất yếu do dự bất lực của y. Trước khi phó gia chưa tăng thêm lợi thế, Hạ Tưởng hoàn toàn tự tin thuận lợi triển khai kế hoạch của hắn, thành công đập tan tính toán của Phó Tiên Phong. Cho dù tính toán của Phó Tiên Phong có bằng sắt, cũng phải dùng búa đại lực kim cương đập nát. Tất nhiên, nếu phó gia liều lĩnh được ăn cả ngã về không, lại gia tăng lợi thế và hoạt động, việc Diệp Thạch Sinh tạm thời bị ép buộc đánh nhịp cũng chưa biết được. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế, việc gì tính trước cũng linh, không toan tính cũng thành dở dang. Hạ Tưởng liền vội cười nói. Bí thư Diệp phê bình rất đúng, quả thật là sai sót của tôi. Đáng ra trước tiên phải đến gặp lão lãnh đạo, nhưng thật sự là không thể thoát thân. Một loạt sự việc của quận Hạ Mã khiến cho cả người bẩn túi bụi, đầu cũng bự ra, tôi từ ngày hôm qua trở về đến giờ, ngoại trừ ngủ ở nhà ra thì cũng chưa đi đâu cả, vừa ngồi ở văn phòng là không động đậy được gì. Vừa rồi đã định gọi điện thoại cho ngài, không ngờ rằng, không phải có điện thoại thì có người đến, bây giờ mới được thở phào một cái. Hạ Tưởng bóng gió rất rõ ràng, là nói cho Diệp Thạch Sinh biết tầm nhìn của hắn hiện giờ chỉ đặt ở quận Hạ Mã, không liên quan gì tới việc qua lại với lãnh đạo ở thành phố, ở tỉnh, ngụ ý là, quan hệ với bí thư Diệp vô cùng chặt chẽ. Diệp Thạch Sinh nghe xong liền vô cùng thoải mái dễ chịu, ha hả cười. Cực kỳ phức tạp, bắt đầu mọi việc lại từ đầu, nhiệm vụ cách mạng làm mãi cũng không xong, đừng để cơ thể kiệt sức. Đầu tiên là quan tâm vài câu. Lại hỏi tình trạng sức khỏe của Hạ Tưởng, mới chuyển đề tài. Có thời gian đến tỉnh ủy một chuyến, đã lâu không gặp cậu, gặp mặt rồi tha hồ tâm sự. Sách lược đánh vào tình cảm của Diệp Thạch Sinh tuy rằng cũ, ý tưởng không có gì mới, nhưng dù sao ông ta là bí thư tỉnh ủy, người bình thường nói ra có lẽ không có hiệu quả gì, nhưng từ miệng một bí thư tỉnh ủy nói ra, thì hương vị rất khác. Hạ Tưởng mặc dù hiểu rõ sau lưng chiêu bài tình cảm của Diệp Thạch Sinh có mục đích rất lớn, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút ấm áp. Dù sao cũng là sự quan tâm của bí thư tỉnh ủy, không khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp cũng không được. Cấp bậc càng cao, cảm giác ôn hòa càng ít, một chút ôn hòa sẽ khiến cho người ta cảm động. Lãnh đạo đã có mệnh lệnh, chắc chắn phải nghe theo. Hạ Tưởng cũng lấy giọng điệu nhẹ nhõm thoải mái nói. Hắn biết hiện tại Diệp Thạch Sinh đặt kỳ vọng rất cao đối với hắn. Biểu hiện của hắn càng ung dung, Diệp Thạch Sinh lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm mới tốt, nếu bí thư tỉnh ủy lo lắng bất an, cũng không phải chuyện gì tốt, tình thế sẽ không tiện kiểm soát. Quả nhiên Diệp Thạch Sinh cười ha hả. Trước khi đến thì gọi điện thoại trước, tránh khỏi tôi bận họp hoặc có việc phải ra ngoài. Hạ Tưởng chắc hẳn phải đáp ứng rồi, bí thư tỉnh ủy dặn đi dặn lại, hiển nhiên là phải coi trọng việc gặp mặt với ông ta, hắn sao có thể không cung kính mà tuân mệnh. Sau đó, điện thoại của Tống Chiêu Độ cũng gọi tới. Tống Chiêu Độ vốn không hay vòng vo nhiều, mà trực tiếp hỏi. Hành động của Chủ tịch tỉnh Phạm, có phải là chủ ý của anh hay không? Việc Tống Chiêu Độ hỏi hiển nhiên là việc Phạm Duệ Hằng đột nhiên gây khó dễ cho Diệp Thạch. Quả thật phía sau sự việc đúng là có bóng dáng của Hạ Tưởng, chẳng qua lần này Hạ Tưởng che giấu khá kỹ thôi. Nếu muốn Hạ Tưởng thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể nói là do Phạm Tranh gây nên. Lần trước Phạm Tranh đến bệnh viện thăm hỏi hắn, tuy rằng lúc ấy cũng không nói gì nhiều, nhưng sau đó Phạm Tranh lại từ chỗ Cốc Lão gọi điện tới. Lúc đầu Cốc Lão cũng ân cần hỏi thăm Hạ Tưởng vài câu, sau đó Phạm Tranh liền thảo luận với Hạ Tưởng về tình hình tỉnh Yến. Phạm Tranh vừa đúng dịp có một đề tài phải nghiên cứu về sự tương tác giữa kinh tế và chính trị dưới tình hình kinh tế hiện tại. Rốt cuộc là kinh tế đi trước lợi ích chính trị, hay là chính trị đi trước lợi ích kinh tế? Y tranh luận cả nửa ngày với Cốc Lão, không ai thuyết phục được ai, liền gọi điện thoại thảo luận cùng Hạ Tưởng. Vừa đúng lúc Hạ Tưởng mới tiến chân một đám khách mời, nhàn hạ không có việc gì làm, liền cùng Phạm Tranh thảo luận hết nửa ngày. Thật ra lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế từ trước đến nay vẫn không thể tách rời, không phân chia cái nào trước cái nào sau. Nhưng trong tình hình hiện nay thành quả xây dựng kinh tế càng ngày càng định đoạt hết thảy mọi việc trước mắt, ảnh hưởng của phương diện kinh tế ngày càng lớn, có xu hướng dần dần vượt xa lực ảnh hưởng của chính trị. Suy cho cùng vẫn là vấn đề chế độ, lấy nước Mỹ mà nói, tất cả các chính sách đối nội và đối ngoại tuyệt đối là gia tăng lợi ích kinh tế. Nhưng ở trong nước thì khác, người trong nước có quá nhiều ý tưởng và nhiều điều cần bận tâm, có
có rất nhiều chỗ gút mắc về lợi ích chính trị, quan hệ ân oán, lợi ích đoàn thể, vấn đề thể diện, mạng lưới quan hệ, vân vân. Mỗi nhân tố lại quy định một chính sách riêng, thậm chí còn xuất hiện tình huống trung ương có lệnh nhưng địa phương không theo, vì sao? Bởi vì lợi ích đã bị các tập đoàn giữ chặt không buông, không muốn buông tay lợi ích vừa đạt được trước mắt, còn ảnh hưởng xấu về lâu dài, không ai suy xét. Tầm nhìn của nhiều người trong nước vẫn còn rất hạn hẹp. Ví dụ như thị trường bất động sản rầm rộ sôi nổi, dưới sức nóng hừng hực, là số tiền thâm hụt ngân hàng và khoảng trống đốt cháy giai đoạn không thể che giấu. Còn có một thiếu sót chết người chính là phần lớn các công trình xây dựng trong nước đều là công trình xây dựng có tuổi thọ rất ngắn, tuổi thọ bình quân dưới 30 năm. Mà nước ngoài, tuổi thọ của các công trình xây dựng dài đến 100 năm. 30 năm, ba thế hệ làm việc cực khổ tích góp từng tí một của cải để mua một căn nhà, nghĩ rằng có thể ở được cả đời. 30 năm sau lại thành ngôi nhà nguy hiểm, những người mua nhà năm đó trên có 80 người già, dưới có 20 trẻ nhỏ. Bảo họ tiêu tiền thêm một lần nữa mua một ngôi nhà, không thực tế cũng không có khả năng. Thử nghĩ 30 năm sau, giang sơn cả nước đều là tiếng tháo dỡ nhà cửa, hoặc đơn giản xuất hiện sự kiện nhà sập chết người, nhà nước cũng được, dân chúng cũng được, làm sao đối mặt với nguy cơ nhà sập. Nếu trở tay không kịp, xử lý không phù hợp, gây nguy hiểm cho an nguy xã hội không phải là nói để dọa người, mà thật sự là vô cùng cấp bách. Chẳng lẽ dưới cơn sốt của bất động sản, chính quyền địa phương đều là thằng ngốc, cán bộ địa phương không biết chân tướng sự thật về tuổi thọ ngắn ngủi các ngôi nhà. Bọn họ đương nhiên biết, trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ. Tuy nhiên càng hiểu rõ hơn là, ngôi nhà hiện tại là chiến tích của bọn họ, 30 năm sau nhà sập, là xui xẻo của người khác, đâu phải việc của họ. 30 năm sau, hoặc là đã sớm về hưu, hoặc là cũng lên địa vị cao, ai kiện gì họ. Đúng là bởi vì chỉ lo lợi ích trước mắt, bất chấp hành vi thiển cận về sau, hay có thể nói, theo đuổi chiến tích và tăng trưởng kinh tế một cách phiến diện. Có bao nhiêu GDP tăng cao là lâu đài trên không? Chính trị và kinh tế là anh em sinh đôi, là trợ thủ đắc lực, anh em ruột đánh trận, không phân biệt anh hay em. Trong trận đấu quyền anh, bất kể là cú móc trái hay cú móc phải, đều cần là quyền chủ quản trong chính trị và quyền lũng đoạn trong kinh tế. Chỉ có quyền phát ngôn trên chính trị, mới có thể lấy được quyền kinh doanh lũng đoạn một ngành sản xuất. Trái lại nói, nếu thực lực chính trị không đủ, nhưng lại có năng lực tài chính huy động hàng chục tỷ, thì vẫn có thể có được sức ảnh hưởng tương tự đối với mọi chính sách của chính quyền địa phương. Tương tự như vậy, khi lũng đoạn hình thành quy mô, sau khi hình thành đầu sỏ, đằng sau cần phải có nền tảng chính trị mạnh mẽ. Trên thế giới không có bất kỳ một doanh nghiệp có lực ảnh hưởng toàn cầu nào mà sau lưng không có bóng dáng chính phủ. Không nói đâu xa, chỉ nói ngành dầu mỏ Trung Quốc và ngành hóa dầu Trung Quốc, mấy chục năm nay dựa vào hành vi lũng đoạn đã cướp đoạt bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, vì sao vẫn hoành hành ngang ngược ở trong nước, không kiêng nể gì mà đùa giỡn dân ý trong lòng bàn tay. Không có họ, thì chỉ là một tập thể lợi ích của tập đoàn chính trị kết thành mà thôi. Phó gia hiện giờ hao tâm tổn phí ở tỉnh Yên, là muốn mở rộng phạm vi, mục đích cũng không gì khác ngoài lợi ích lâu dài hai lợi ích quan trọng của chính trị và kinh tế. Trước khi Hạ Tưởng tái sinh thì vòng kinh tế Bắc Kinh vừa mới đưa ra lịch trình, nhưng hiện tại bởi vì hắn hồi sinh, tỉnh Yên trên phương diện thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đạt được những bước tiến đáng mừng, tương đương với việc hoàn thành tái cơ cấu ngành công nghiệp trước thời hạn vài năm. Bởi vậy trong tương lai có thể dự kiến, vòng kinh tế Bắc Kinh có thể sớm đưa ra lộ trình. Mặc dù Hạ Tưởng hiện tại vẫn chưa thật sự nắm rõ ý tưởng xây dựng vòng kinh tế ở Bắc Kinh, nhưng đã hoàn thành giai đoạn luận chứng ở nội các chính phủ, cũng có bước đầu tiếp xúc với tỉnh Yên. Tống Chiêu Độ vừa mới họp ở Bắc Kinh trở về, cũng bước đầu tiến hành tham vấn với các nhân viên nội các chính phủ có liên quan về vấn đề này. Nhưng Hạ Tưởng cũng có thể mơ hồ đoán được, bất kể là xem xét từ việc Ngô Gia ra tay sắp xếp, hay là Phó Gia muốn khẩn cấp nắm trong tay thế cục tỉnh Yên và thành phố Yên, địa vị của tỉnh Yên trong suy nghĩ của tầng lớp cao, đang tăng lên nhanh chóng. Tỉnh Yên là một tỉnh mạnh mà chính trị bình lặng, nếu lại phát triển trở thành tỉnh lớn về kinh tế, bí thư tỉnh ủy tiến vào bộ chính trị, cũng là hợp lý. Bởi vậy giai đoạn hiện tại là Ngô Gia và Phó Gia đang đánh cờ thế cục tỉnh Yên, nhưng có thể khẳng định là, việc Mai Gia và Khâu Gia nhúng tay vào tình hình tỉnh Yên, cũng sẽ không quá xa. Hạ Tưởng liền phân tích chi tiết một chút về mối quan hệ mật thiết không thể tách rời giữa chính trị và kinh tế với Phạm Tranh, bởi vì hắn biết nếu Cốc Lão ở bên cạnh Phạm Tranh, chắc chắn cũng có ý kiểm tra hắn.
hắn thao thao bất tuyệt khiến Phạm Tranh nghe đến tâm phục khẩu phục, cuối cùng bảo hắn phải cho thêm ví dụ chứng minh. Hạ Tưởng liền cố ý hoặc vô ý lấy ví dụ về Phó gia. Ví dụ như, trước kia bí thư Diệp bất hòa với bí thư Thôi, nhưng hiện giờ lại tiếp cận bí thư Thôi, đều là vì cần lợi ích chính trị. Còn Phó Tiên Phong muốn tận dụng vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến, bên ngoài là muốn nắm quyền về nhân sự, cũng chính là quyền có tiếng nói trong chính trị, về bản chất vẫn là việc nhân sự trước, việc kinh tế sau. Nếu không có lợi ích kinh tế, Phó gia cũng sẽ không bất chấp mọi khó khăn trở ngại phải cài người vào thành phố Yến cho bằng được. Phạm Tranh cho dù không phải nhân vật chính trị, cũng là con trai của chủ tịch tỉnh. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường chính trị, y sao có thể nghe không ra ngụ ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nêu ví dụ là như thế, quả thật cũng là gợi ý rõ ràng cho y. Về phần Phạm Tranh về sau kể lại với Phạm Duệ Hằng như thế nào thì Hạ Tưởng không được biết, nhưng Phạm Duệ Hằng đột nhiên nổi giận, chắc chắn là Phạm Duệ Hằng cũng ý thức được vấn đề mấu chốt. Điều Tống Chiêu Độ vừa hỏi hôm nay, Hạ Tưởng cũng sớm có tâm lý chuẩn bị. Hắn cũng tin tưởng với con mắt của Tống Chiêu Độ, chắc chắn có thể nhìn ra một chút gì đó, liền cười nói. Lần trước tôi và Phạm Tranh thảo luận một số vấn đề về quan hệ giữa chính trị và kinh tế, lúc nêu ví dụ thuyết minh, tiện thể liền nâng tầm quan trọng của vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy lên một chút, có thể Phạm Tranh đã để ý. Tống Chiêu Độ xác nhận được suy đoán của y là thật, cũng cười. Tôi đã nói hẳn là có bóng dáng của anh ở trong đó, quả nhiên có. Chuyện này hiện tại là tình hình bế tắc, nghĩ ra cách làm sao giải quyết cho xong việc chưa? Hạ Tưởng cũng nói thật. Điều kiện mặc cả đã chốt rồi, nhưng vẫn chưa cụ thể thực thi, chỉ chờ tôi gặp Bí Thư Diệp rồi hãy nói. Bí Thư Diệp vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến tỉnh ủy gặp ông ấy. Hạ Tưởng và Phạm Tranh hẹn hôm nay gặp mặt, để trao đổi ý kiến cụ thể. Cũng chính là lúc hắn và Diệp Thạch Sinh gặp mặt nói chuyện, mấu chốt là Phạm Duệ Hằng. Ha ha, anh bây giờ lại thành một điểm tựa, chú ý làm việc, tranh thủ tối đa hóa lợi nhuận. Tống Chiêu Độ đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Hạ Tưởng, cũng biết rõ tính cách Diệp Thạch Sinh, sau đó chuyển đề tài, lại hỏi. Vương Đại Pháo nếu bị bắt quy án, anh tính tạo ảnh hưởng như thế nào? Không giấu gì Phó Chủ tịch tỉnh Tống, tôi thật sự vẫn chưa muốn tạo ra hiệu quả chấn động gì. Vương Đại Pháo đương nhiên phải bắt giữ, nhưng cho dù bắt được gã, sự việc cũng chỉ có thể đến quận Hạ Mã mà thôi, tranh đấu về sau, còn rất gay gâu. Hạ Tưởng sở dĩ không vội bắt giữ Vương Đại Pháo, thứ nhất là sợ làm quá nhanh sẽ dễ dàng khiến Phó Tiên Phong trong tình thế cấp bách giết người bịt miệng, thứ hai là những việc Vương Đại Pháo biết cũng có giới hạn, không liên quan đến Phó Tiên Phong. Kể cả nếu y biết được một chút gì đó, thì sự việc cũng sẽ bị giới hạn trong một phạm vi được kiểm soát nghiêm ngặt. Phó Tiên Phong, sau lưng có ô dù khổng lồ, Phó gia vẫn có đủ khả năng bảo vệ Phó Tiên Phong tránh được khó khăn. Tống Chiêu Độ im lặng một lát, mới nói. Anh hiểu được là tốt rồi, tôi còn sợ anh nghĩ không thông, muốn làm ra trò cười ầm ĩ. Nếu chẳng may không đạt được hiệu quả, nói không chừng ngay chính anh cũng phải trả giá. Phải nhớ kỹ một điều, thành bại nhất thời không là cái gì cả, tầm nhìn phải nhìn xa một chút, từ từ hướng đối thủ lấy lại công lý. Hạ Tưởng lúc đó mới hiểu được Tống Chiêu Độ là muốn xoa dịu hắn, sợ hắn nhất thời nổi đoá, sẽ làm những việc không có lý trí. Cũng đúng thôi, có ai sau khi bị đánh lén, sau khi bắt được kẻ chủ mưu lại không muốn tra cho ra chân tướng rõ ràng. Nhưng Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, không phải người khác, hắn tự có chủ kiến, cũng tự có tính toán lâu dài. Sự xoa dịu của Tống Chiêu Độ cũng khiến hắn trong lòng ấm áp, mạch lạc bày tỏ sự cảm ơn. Cảm ơn ông đã ưu ái, tôi nhớ kỹ. Trong chính trị không nên kích động, nhượng bộ không phải là thể hiện sự bất lực, cũng là để phát triển tốt hơn. Ha ha, có thời gian rảnh rỗi đến nhà tôi ăn cơm, Tiểu Phàm suốt ngày nhắc tới anh. Tống Chiêu Độ trong lòng thoải mái, còn nói vài câu chuyện phiếm. Lúc 3 giờ chiều, Hạ Tưởng nhận được thông báo, mời dự một cuộc họp hội nghị thường vụ lâm thời. Hội nghị thường vụ là do Bạch Chiến Mặc đột nhiên nảy sinh ý tưởng, sau khi toàn bộ thành viên tập trung đông đủ. Bạch Chiến Mặc mới nói ra chủ đề thảo luận của hội nghị hôm nay. Mời mọi người đến cũng không có sự việc gì quan trọng lắm, chính là việc Chủ tịch Quận Hạ và Bí thư Khang đồng thời xuất viện, trở lại với cương vị công tác. Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận từ hôm nay trở đi tất cả mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp, các đồng chí đều phải xốc lại tinh thần, lấy nhiệt tình công tác dồi dào, trạng thái tinh thần tốt đẹp đưa vào sự tăng vọt xây dựng mới.
Khanh Thiếu Diệp đi đầu vỗ tay, mọi người cũng đều sôi nổi hưởng ứng. Thực ra ý định ban đầu mà Bạch Chiến Mặc mở hội nghị hôm nay là muốn lên giọng biểu dương Khang Thiếu Diệp một chút. Khang Thiếu Diệp trở về cùng lúc với Hạ Tưởng, tuy rằng cố làm ra bầu không khí hoan nghênh chào đón, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, Khang Thiếu Diệp quả thật chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. So với việc Hạ Tưởng xuất hiện gây xôn xao nhốn nháo, thì cảnh tượng chào đón Khang Thiếu Diệp trở về mà người ta cố tình tạo ra, chẳng những ít người hơn mà còn rõ ràng có cảm giác giả tạo, khiến cho Bạch Chiến Mặc trong lòng rất không thoải mái. Tại sao Hạ Tưởng thì được hoan nghênh nhiệt liệt, Khang Thiếu Diệp lại phải chịu sự lạnh nhạt? Y chính là muốn lên giọng khen ngợi Khang Thiếu Diệp một chút trong hội nghị thường vụ, về phần Hạ Tưởng, cũng tiện thể nói một câu. Y là bí thư, là người đứng đầu, lời nói của Y là đại diện cho sự khẳng định của quận ủy, người khác có ý kiến cũng phải nghe, cho dù phản đối cũng vô hiệu. Bạch Chiến Mặc đợi mọi người vỗ tay xong, trước hết tán thưởng Hạ Tưởng vài câu. Đồng chí Hạ Tưởng xung phong đi đầu, hành động dũng cảm quên mình cứu người, đáng được tán thành, đáng được khen ngợi. Tôi đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận đề xuất long trọng biểu dương khen ngợi những gì đồng chí Hạ Tưởng đã làm. Giả bộ khen Hạ Tưởng xong, y liền hướng ánh mắt về phía Khang Thiếu Diệp. Đồng chí Khang Thiếu Diệp trong sự kiện cao ốc hỏa thụ, chạy tới hiện trường đầu tiên, tinh thần cũng đáng khen. Cậu ta biết rõ mình có bệnh tim, bất chấp nguy cơ phát bệnh bất cứ lúc nào đe dọa tính mạng, không sợ đối diện với hiểm nguy, tại hiện trường bình tĩnh chỉ huy, ngăn cản sự việc tiến xa hơn, hoàn toàn khống chế được cục diện, ổn định lòng dân, đạt được sự đồng tình nhất trí của quần chúng tại đây, để đồng chí Hạ Tưởng sau đó có thể kịp thời tiếp tay chỉ huy hiện trường, tranh thủ được thời gian quý giá. Lời Bạch Chiến Mặc vừa nói ra, Biện Tú Linh liền lập tức làm ra vẻ mặt khinh miệt, bĩu môi, quay mặt đi, trong ánh mắt đầy sự khinh thường. Phó Hiểu Bân nhịn cười, cúi đầu vì sợ thất lễ. Hạ Tưởng ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, còn rất hứng thú mà tập trung tư tưởng lắng nghe, khẽ gật đầu thăm hỏi, dường như tỏ vẻ đồng ý đối với lời nói của Bạch Chiến Mặc. Đồng chí Thiếu Diệp bởi vì xử lý sự kiện cao ốc hỏa thụ, lao lực quá sức thành tật, không lâu sau đó thì bệnh tim tái phát, phải chuyển vào bệnh viện. Tại đây, tôi đã bày tỏ sự thăm hỏi chân thành với đồng chí Thiếu Diệp. Đồng chí Thiếu Diệp vì nước vì dân, là một đảng viên ưu tú, là một cán bộ tốt xứng với chức vụ, cũng là một đồng chí tốt, một đồng sự tốt đáng để chúng ta kính trọng. Tôi xin đi đầu bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ từ đáy lòng đối với đồng chí Thiếu Diệp. Bạch Chiến Mặc làm đủ điệu bộ, còn đứng lên, dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt. Bí thư đứng dậy, lại vỗ tay, ra mặt thể hiện, theo lý mà nói, mọi người cần phải lập tức đứng lên phụ họa mới đúng. Nhưng, một cảnh tượng hiện ra khiến cho người ta phải mở to mắt. Bạch Chiến Mặc vừa đứng lên, Khang Thiếu Diệp cũng tỏ vẻ khiêm tốn mà đứng lên, theo sau là Lý Ứng Dũng, sau đó là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng và Chính ủy ban Chỉ huy quân sự quan Khải Minh, cũng đều vẻ mặt tươi cười mà vỗ tay nhiệt tình. Nhưng những người còn lại, trong đó có cả Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh, Biện Tú Linh, Phó Hiểu Bân và Hoàng Kiến Quân, đều ngồi bất động, cùng hướng ánh mắt về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt khẽ cười, dường như chưa nhận ra hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì di động của hắn vừa kêu lên, nhận được một tin nhắn, chỉ có 5 chữ mà lại mang đến cho hắn một sự kinh ngạc vô cùng lớn. Vương Đại Pháo xa lưới. Chương 623, tình hình khẩn cấp. Trong giây phút thất thần khiến Hạ Tưởng không cảm thấy sự tương phản và sự chênh lệch to lớn trong hội trường. Hành động của hắn rơi vào trong ánh mắt của Bạch Chiến Mặc, trở thành sự thách thức lộ liễu với quyền uy của y, trắng trợn tới mức độ không nể mặt, ngay cả khách sáo xã giao mặt ngoài cũng không kiêng dè gì luôn. Bạch Chiến Mặc tức giận đến tái mét mặt mày, nổi giận ngay tại chỗ. Khang Thiếu Diệp trái lại vô cùng lạnh lùng, uy danh của Hạ Tưởng hiện tại đã hoàn toàn bao trùm lên bí thư, hắn ngồi ngay ngắn bất động, ngay cả các ủy viên thường vụ khác cũng không dám đứng dậy, sao có thể kiêu ngạo và khiêu khích như vậy. Quả thực là xem quyền uy của nhân vật số 1 không ra gì, dù có thể nhẫn nhịn, cũng không thể nhẫn nhịn hơn, Khang Thiếu Diệp đập bàn một cái, quát lên một tiếng giận dữ. Chủ tịch quận Hạ, bí thư Bạch đã đứng lên, anh còn ngồi bất động. Chẳng lẽ còn phải để Bạch Bí Thư mở miệng mời anh? Hạ Tưởng dường như mới giật mình tỉnh lại, xin lỗi mà cười, đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Thất lễ, vừa mới nhìn thấy một tin tức kinh hãi, trong phút chốc không kịp phản ứng, xin Bí Thư Bạch đừng lấy làm phiền lòng. Hạ Tưởng đứng dậy,
những người khác cũng nhao nhao đứng lên, động tác ngăn nắp chỉnh tề. Việc hành động theo Hạ Tưởng biểu hiện quá rõ ràng lại khiến cho Bạch Chiến Mặc cảm thấy thể diện nhân vật số một của mình vô cùng mất mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tin tức gì mà có thể khiến cho anh đường đường là đại chủ tịch quận Hạ thất kinh vậy? Tôi vẫn cho rằng đại chủ tịch quận Hạ từ trước đến nay vốn điềm tĩnh tự nhiên, chưa từng có thời điểm thất thố, cũng không biết tin tức vừa rồi là thật hay là giả. Rất rõ ràng là nghi ngờ Hạ Tưởng giả vờ, cố tình khiến y khó chịu. Hạ Tưởng ha hả cười, nhẹ nhàng mà quăng ra một quả bom tấn. Vương Đại Pháo đã xa lưới. Cái gì? Bạch Chiến Mặc lập tức thay đổi sắc mặt. Thiếu chút nữa không đứng vững, dùng mình một cái, nếu không dựa vào cái bàn, nói không chừng sẽ té ngã xuống đất. Y cố gắng ép người đứng vững vàng, không thể tin được lời Hạ Tưởng nói. Anh nghe tin tức từ đâu? Hạ Tưởng cười. Không cần vội, tôi tin chắc là bí thư Bạch cũng sẽ nhận được tin ngay lập tức. Còn chưa dứt lời, di động của Bạch Chiến Mặc liền vang lên. Sau khi y tiếp điện thoại sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không đứng thẳng nổi nữa, ngồi lại trên ghế. Sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, vẻ mặt hoảng sợ. Khang Thiếu Diệp càng lúng túng hoảng sợ, run giọng hỏi. Bí thư Bạch, là thật sao? Bạch Chiến Mặc vẻ mặt xám ngoét mà khoát tay. Rơi vào tay quân đội, hiện tại đang trên đường áp giải, ngay cả Ngưu Kỳ cũng cùng bị bắt. Hả? Khang Thiếu Diệp dường như mắt đã thấy ngày tận thế, y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau nhói vì lo lắng, sau đó mắt nhắm lại, miệng sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự. Bệnh tim đột phát. Khang Thiếu Diệp đáng thương, đầu tiên là bị Tạ Nguyên Thanh làm cho tức giận đến phát bệnh tim nằm viện vài ngày, hôm nay đang được Bạch Chiến Mặc lên giọng khen ngợi trước mặt mọi người, tâm trạng rất tốt, nét mặt rạng rỡ, quên đi xui xẻo trước kia. Không ngờ tới vui quá hóa buồn, Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo đồng thời xa lưới, chẳng khác nào y từ trên ngai vàng phó bí thư chỉ tay năm ngón, một bước đã tới bên vách núi, không hết hồn mới là lạ. Khang Thiếu Diệp lên cơn đau tim, lại lần nữa rơi vào hôn mê sâu. Mọi người cũng không dám nâng Khang Thiếu Diệp lên, đành phải đặt y nằm xuống, khẩn cấp gọi số 120. Bạch Chiến Mặc hiện tại cũng không quan tâm Khang Thiếu Diệp sống chết như thế nào, giải thích vài câu, liền vội vàng rời khỏi phòng họp. Y nóng lòng muốn nói chuyện với Phó Tiên Phong, phải cụ thể hiểu rõ một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tưởng cũng quay về văn phòng. Hiện trường có Trần Thiên Vũ và Phó Hiểu Bân trông coi là được, hắn cũng muốn hiểu rõ hơn một chút sự việc. Vừa tới văn phòng ngồi xuống, còn chưa kịp cầm lấy điện thoại, di động đã kêu vang, sau khi nhận mới biết là Cổ Ngọc điện tới. Này, có nhận được tin của em không? Ông nội nói, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, cũng coi như giúp được anh một lần, anh phải nhớ ơn đấy. Quả nhiên là sau chuyện nam nữ đó, quan hệ có sự thay đổi, giọng điệu Cổ Ngọc nói chuyện với hắn cũng thay đổi. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, Ngưu Kỳ đang muốn giết Vương Đại Pháo, người theo dõi phải ra tay kịp lúc mới cứu được tính mạng của Vương Đại Pháo. Hiện giờ đang áp giải bọn họ đến thành phố Yến, chờ nhé, khoảng 2 ngày là đến nơi. Cổ Ngọc nói một câu, Hạ Tưởng liền, một tiếng, chờ Cổ Ngọc nói xong, hắn nói thêm vào. Thay anh cảm ơn lão Cổ, nếu không có lão ra tay, Vương Đại Pháo nói không chừng đã bị giết chết rồi, vụ án sẽ càng phức tạp hơn. Ông nội nói, không cần khách sáo. Về sau anh có cơ hội hoàn trả lại là được, ông tin là anh sẽ không quên ơn. Cổ Ngọc cười hì hì nói xong, lại đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Nếu ông nội biết được chuyện đó giữa em và anh nói xem ông nội sẽ muốn anh hoàn trả như thế nào. Có thể nào cũng muốn đánh gãy chân của anh không ta? Hạ Tưởng liền nghiêm túc mà ho khan một tiếng. Đồng chí Cổ Ngọc, yêu cầu cô nghiêm túc một chút. Không nên thảo luận đề tài ngoài công việc, bây giờ đang trong giờ làm việc. Hứ, giả vờ nghiêm chỉnh, không thèm để ý tới anh. Cổ Ngọc dập điện thoại một cách vô cùng quyết đoán. Hạ Tưởng mỉm cười, nhìn chằm chằm điện thoại âm thầm đếm. 1, 2, còn chưa đếm tới 3, điện thoại lại kêu, sau khi hắn tiếp điện thoại, không hề ngạc nhiên hỏi. Lại làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là vừa rồi quên nói tạm biệt. Cổ Ngọc không hề chú ý mà cười. Tạm biệt. Nói chuyện với Cổ Ngọc xong, Hạ Tưởng vui vẻ trong chốc lát, ngẫm nghĩ một chút về tình hình trước mắt, thấy còn một khoảng thời gian trước khi tan tầm, liền gọi điện thoại cho Trần Phong. Bí thư Trần, tôi qua gặp ông một chút nhé. Có lẽ toàn bộ thành phố Yến cũng không có mấy người dám nói như vậy với bí thư thành ủy,
hơn nữa lại là cấp dưới trực tiếp của bí thư thành ủy. Trong các nhân vật thứ hai ở các quận của thành phố Yến, kể cả thư ký Giang Thiên của Trần Phong, cũng phải dùng giọng điệu thỉnh cầu vô cùng cung kính mà hỏi, chứ không giống Hạ Tường, lấy giọng điệu trưng cầu bàn bạc để đề xuất muốn gặp bí thư thành ủy. Trần Phong sớm đã quen với phong cách của Hạ Tường, cười nói. Đến đi, nếu tiện dừng xe trên đường, mua cho tôi chút kẹo trái cây mang qua đây. Trần Phong cũng không coi Hạ Tường là người ngoài, mới tùy ý sai khiến hắn làm việc. Hạ Tường cũng biết bệnh cũ của Trần Phong tái phát, mùa thu ông hay ho khan, nhưng lại nghiện thuốc lá nặng, nên thích ngậm một viên kẹo. Hạ Tường mới ra cửa vừa lúc gặp được Biện Tú Linh, Biện Tú Linh cố ý đến tìm Hạ Tường, nói là muốn mời hắn ăn cơm. Hạ Tường có hẹn với Trần Phong, đành khéo léo từ chối ý tốt của cô. Mới đi được hai bước, liền vẻ mặt tươi cười hỏi một câu. Văn phòng của bí thư Biện có kẹo trái cây không? Anh không cần nói, đúng là có, anh muốn bao nhiêu? Biện Tú Linh rất vui vẻ vì câu hỏi vừa rồi của Hạ Tường, bởi vì Hạ Tường hỏi rất tùy ý, rất thân thiết, mở miệng muốn lấy đồ vật từ cô, là biểu hiện không khách sáo, khiến cho cô trong lòng khá ấm áp. Nếu tôi muốn, thì chỉ mấy viên là được, nhưng tôi muốn lấy cho bí thư Trần, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hạ Tường cũng không giấu giếm, thật lòng trả lời. Bí thư Trần bảo tôi ở trên đường mua kẹo trái cây giúp ông ta. Lúc tôi lái xe lại không thích dừng xe giữa chừng. Vừa hay cô có, đã bớt chuyện cho tôi, ha ha. Hạ Tường thật ra cố tình nói thật, một là khiến Biện Tú Linh cảm thấy được thành ý của hắn, hai là cũng là một cách tăng thêm cảm tình. Giữa bạn bè càng thoải mái, càng không khách sáo, quan hệ mới càng gần gũi. Biện Tú Linh vừa nghe xong mặt mày càng rạng rỡ. Chờ nhé, tôi quay lại ngay. Cô vô cùng vui mừng vì Hạ Tưởng mang kẹo cho bí thư Trần nhưng lại đưa tay hướng về cô mà lấy, chứng tỏ là Hạ Tưởng hoàn toàn coi cô như người một nhà. Hơn nữa bí thư Trần ăn kẹo của cô, cũng là một cơ hội hiếm có khiến bí thư Trần nhớ tới cô. Hạ Tưởng thật đúng là một người lãnh đạo được mọi người yêu quý. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bộ dạng khôi ngô tuấn tú, biết ăn nói, chủ yếu là làm việc trôi chảy, khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Biện Tú Linh lấy toàn bộ kẹo trái cây trong ngăn kéo của cô, còn cố ý đóng gói cẩn thận, giao cho Hạ Tường. Hạ Tường cầm trong tay, ha hả cười. Được, tôi mang ơn bí thư Biện, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Đi được hai bước, hắn lại giơ gói kẹo trong tay lên. Nếu bí thư Trần hợp khẩu vị, lần sau khi ông ấy lại cần, tôi lại lén làm biếng, nhờ cô mua giúp tôi nhé. Biện Tú Linh mở cờ trong bụng. Ý tứ của Hạ Tưởng là muốn giới thiệu cô với bí thư Trần. Người khác thì phải ném đá giò đường, Hạ Tưởng thì ném kẹo giò đường, Biện Tú Linh vui sướng liên tục gật đầu. Thế thì quá tốt, có thể cống hiến sức lực cho hai vị lãnh đạo, tôi mơ còn chẳng được. Mãi cho đến lúc Hạ Tưởng đã đi xa, Biện Tú Linh vẫn còn đang trong suy nghĩ nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Hạ Tưởng. So với Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng quả thực rất có năng lực, hắn mới là người thích hợp nhất để đảm nhiệm nhân vật số 1 của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng đi vào tòa nhà thành ủy, dừng xe, còn chưa kịp lên lầu đã đụng phải một người quen Phó Tiên Phong. Ở tòa nhà thành ủy đụng phải Phó Tiên Phong thì cũng rất bình thường, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là người trẻ tuổi sóng vai cùng Phó Tiên Phong đi tới, đúng là Trịnh Nghị. Trịnh Nghị cũng phát hiện ra Hạ Tưởng, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó thì gật đầu. Hạ Tưởng cũng gật đầu mỉm cười, rồi hướng Phó Tiên Phong chào hỏi. Xin chào Bí thư Phó. Phó Tiên Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy tinh thần phấn chấn của Hạ Tưởng, cùng với đôi mắt biểu lộ đầy nhiệt tình của hắn, trong lòng đột nhiên hiện lên một ảo giác. Hạ Tưởng vốn không nên là đối thủ của y, hắn phải là bằng hữu của y mới đúng. Bởi vì y tự nhận mình đã gặp không ít người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người giống như Hạ Tưởng có thể vui vẻ trò chuyện với kẻ thù không đội trời chung. Điều khiến Phó Tiên Phong suy nghĩ không ra chính là nụ cười chân thành và ánh mắt trong suốt của Hạ Tưởng. Hắn hướng về mình gật đầu mỉm cười, dường như phát ra từ tấm lòng, mà không phải là diễn trò. Chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng thực không nghĩ rằng y chính là kẻ chủ mưu phía sau? Hoặc là biết rõ, nhưng diễn xuất qua dày công tôi luyện, nên không lộ ra một chút oán hận hay bất mãn. Nếu quả thật là bởi vì sự khôn ngoan và giả tạo của hắn, thì hắn quả thật cũng có phần đáng sợ. Hơn nữa còn vô cùng đáng sợ. Nhớ lại việc thời trang hàng hiệu đóng cửa. Khiến y lại bị chú ba lấy giọng điệu thâm sâu dạy dỗ một trận. Đương nhiên, bên trong những thâm sâu của chú ba, luôn luôn ẩn chứa sự mỉa mai châm biếm và coi thường,
một câu, làm người quý ở chỗ tự biết mình, phải hiểu rõ ưu thế và những thiếu hụt của chính mình, mới là một chính trị gia đạt tiêu chuẩn, vẫn còn vọng lại bên tai, khiến cho Phó Tiên Phong cảm thấy mặt trái nóng lên dâm ran, không khác gì bị chú ba cho một bạt tai. Còn cả bác cả cũng châm chọc, lại càng không nể tình chút nào, khiến y bây giờ cứ nhớ tới vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiên Phong, cháu coi việc cháu làm được là gì không? Cháu là cán bộ nhà nước, không phải thương nhân, mở ra cửa hàng thời trang hàng hiệu, bây giờ đóng cửa, nghe nói mất 10 triệu. 10 triệu có thể làm bao nhiêu việc, có thể xây bao nhiêu trường tiểu học hy vọng, có thể cho bao nhiêu người được cơm no áo ấm, cháu đã tính qua chưa? Cháu thuận tay thì vứt đi không quan tâm, cháu nghĩ chú ba của cháu kiếm được 10 triệu dễ dàng lắm sao? Không phải bác nói cháu phải đem thái độ đặt chính xác một chút, muốn theo chính trị thì phải tuyệt đối theo chính trị, đừng một tay chính trị một tay kinh tế, cháu không phải người toàn năng. Phó Tiên Phong liền cảm thấy má phải nóng rực, bác cả tát tai còn đánh ác hơn. Mặc dù Phó Tiên Phong coi thường giọng điệu giả bộ cao thượng của Phó Bá Cử, bởi vì y biết rõ ràng bác cả không quan tâm đến khó khăn của dân chúng nên sẽ không quan tâm đến trường tiểu học hy vọng và cuộc sống người nghèo. Ông ta thuận miệng nói chẳng qua chỉ dùng để tát tai y ác liệt hơn mà thôi, nhưng y lại cảm thấy vô cùng mất mặt, cảm thấy đã bị làm nhục ghê gớm. Tất cả, đều là do Hạ Tưởng ban tặng. Y lại cũng vừa mới nghe tin tức Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ đồng thời xa lưới, mới biết được sau khi Hạ Tưởng bị thương, mặc dù người thì nằm dưỡng thương ở Bắc Kinh, nhưng những bố cục của hắn tại thành phố Yến vẫn không hề dừng lại trụ chỉ một ngày. Cao Hải êm ả mà tránh được liên lụy đến vụ án mua lại đất. Khang Thiếu Diệp ở quận Hạ Mã bị tức đến phát bệnh nằm viện, ở trong tỉnh thì Phạm Duệ Hằng gây khó dễ cho Diệp Thạch Sinh, đến cả việc Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới. Ở đâu cũng đều có bóng dáng Hạ Tưởng ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, âm hồn Hạ Tưởng lúc nào cũng vất vưởng không tan, đối nghịch với y khắp mọi nơi. Phó Tiên Phong vừa gặp Hạ Tưởng hôm nay, thời trang hàng hiệu của bản thân bị đóng cửa, bị chú ba và bác cả làm mất mặt và Vương Đại Pháo, Ngưu Kỳ xa lưới. Áp lực của cả ba chuyện đè lên, lại thấy vẻ mặt Hạ Tưởng khẽ tươi cười, thù cũ hận mới cùng dâng lên trong lòng, có một cảm giác kích động tới đỏ mặt tía tai với kẻ thù, liền muốn xông đến túm lấy cổ áo Hạ Tưởng, hỏi hắn vì sao lại phải gây khó dễ cho y. May thay, Phó Tiên Phong rốt cục lại kiềm chế được sự kích động và lửa giận ở trong lòng, chỉ thản nhiên bắt chuyện với Hạ Tưởng. Chủ tịch quận Hạ, sau đó liền cùng Trịnh Nghị bước ra ngoài, mới vừa đi được hai bước, lại đứng lại. Vẻ mặt kinh ngạc. Chủ tịch quận Hạ và Trịnh Nghị biết nhau à? Hạ Tưởng gật đầu. Từng gặp mặt nhau một lần. Bí thư Phó và Trịnh Nghị là bạn cũ. Phó Tiên Phong lắc đầu. Cũng vừa mới biết, Trịnh Nghị muốn đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất thiết bị điện gia dụng màu trắng tại thành phố Yến. Trịnh Chu biết tôi, liền giới thiệu cậu ta đến đây khảo sát trước. Nghe Trịnh Nghị nói, cậu ta dự định đặt nhà máy ở quận Hạ Mã. Trịnh Nghị không để lỡ cơ hội nói. Cha tôi hy vọng đến thành phố Yến đầu tư có thể được phó bí thư chiếu cố. Về phần nhà máy đặt ở chỗ nào, tạm thời còn chưa quyết định, cần một so sánh toàn diện. Quận Hạ Mã có ưu thế, nhưng cũng có những thiếu sót, các khu vực khác cũng có không ít các ưu đãi về mặt chính sách. Hạ Tưởng thấy Trịnh Nghị còn có ý chần chừ, ban đầu là nói tên Phó Tiên Phong ra, lại đưa ra so sánh muốn tới đầu tư ở quận khác. Chính là phong cách điển hình của thương nhân đầu cơ, không khỏi cười thầm. Hắn hiện tại không có hứng thú lắm đối với cơ sở sản xuất thiết bị điện gia dụng màu trắng, không đáp lời Trịnh Nghị, khoát tay, mỉm cười, xoay người đi lên lầu. Phó Tiên Phong ngây người sửng sốt, cũng không để ý truy hỏi Trịnh Nghị quen biết với Hạ Tưởng như thế nào, vội vàng tiễn Trịnh Nghị đi, lái xe quay về Bắc Kinh. Việc Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo xa lưới mang đến cho y chấn động quá lớn. Y phải tự mình gặp mặt ông cụ xin chỉ thị bước tiếp theo phải làm như thế nào, bởi vì y quả thật có phần sợ hãi luống cuống. Tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn dùng người không đúng chỗ, làm thế nào mà lại để bị người ta bắt. Ngưu Kỳ thật đúng là vô cùng ngu dốt. Bảo Ngưu Kỳ truy bắt Vương Đại Pháo là chủ ý của Khang Thiếu Diệp. Sau khi Bạch Chiến Mặc báo cáo với Phó Tiên Phong suy nghĩ một hồi, cảm thấy là cách tốt nhất trước mắt, cũng đồng ý. Y hận không thể để Ngưu Kỳ trực tiếp giết Vương Đại Pháo, nhưng cũng biết sai Ngưu Kỳ giết Vương Đại Pháo thì dễ, về sau làm thế nào xử trí Ngưu Kỳ mới là việc khó. Dù sao Ngưu Kỳ không thể so với Vương Đại Pháo, Ngưu Kỳ có đầu óc, tuy rằng lý trí hơn so với Vương Đại Pháo, nhưng cũng càng khó đối phó hơn so với Vương Đại Pháo.
nói không chừng y ngược lại còn có thể bị Ngưu Kỳ uy hiếp. Phó Tiên Phong liền lần nữa chưa hạ quyết tâm ra quyết định, cũng là y thật sự không muốn dính tay vào mạng người. Y dù có thế lực gia tộc bảo hộ, một khi dính vào mạng người, chỉ cần có đối thủ chính trị ở tầng cấp nhất định muốn động chạm tới y, là có thể nắm được nhược điểm của y, cho dù y có thể tìm người xóa dấu vết hoặc bao che sự thật, cũng khó tránh được có ngày chân tướng sẽ bại lộ. Phó Tiên Phong vẫn chưa lòng lang dạ sói đến mức giết người không chớp mắt. Chần chừ một cái, thì xảy ra chuyện. Sau khi Ngưu Kỳ tìm được Vương Đại Pháo ở một thị trấn nhỏ, bước đầu tiếp xúc với Vương Đại Pháo mới biết được, hóa ra Vương Đại Pháo đang trên đường lẩn trốn thì vừa ý một nữ sinh viên, liền lên đường bám theo người ta đi tới một thị trấn nhỏ, nói gì cũng phải theo đuổi nữ sinh viên. Cũng chỉ có Vương Đại Pháo là có thể làm ra sự việc hoang đường chỉ cần tình yêu mà không cần tính mạng. Ngưu Kỳ nghe ngóng một ngày, lúc tự xác định là không có người theo dõi, mới gặp mặt Vương Đại Pháo, khuyên Vương Đại Pháo theo kế hoạch đã định từ trước mà đi đến tỉnh Cam. Vương Đại Pháo cũng không nghe lời Ngưu Kỳ nói, gã cho rằng sự việc đã trôi qua, vừa không có cảnh sát tỉnh Yến xuất hiện bắt gã, cũng không có lệnh truy nã mức độ A của Bộ Công an, gã sớm đã lơ là cảnh giác. Còn nói nếu không theo đuổi nữ sinh viên, gã đã sớm lén lút quay về thành phố Yến. Nghe xong lời Vương Đại Pháo nói, Ngưu Kỳ thiếu chút nữa tức chết đi được, cái quái gì gọi là đầu người não heo. Chính là Vương Đại Pháo. Ngưu Kỳ liền tận tình khuyên bảo giảng giải quan hệ lợi hại cho Vương Đại Pháo, nói không hề động tĩnh chính là kế hoãn binh của Hạ Tưởng, chính là muốn khiến gã lơ là cảnh giác, để bất thình lình bắt gã quy án. Vương Đại Pháo làm sao chịu tin, gã chưa kịp đắc chí rốt cục đã tìm được tình yêu cả đời cho mình, nên sẽ không nghe lời Ngưu Kỳ nói. Cho rằng Ngưu Kỳ chuyện bé xé ra to, chính là muốn dụ dỗ gã mắc mưu, đem gã đến một chỗ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Ngưu Kỳ nổi giận, sau bao lần khuyên bảo không có kết quả, nảy ý giết người, liền tự chủ trương quyết định giết Vương Đại Pháo. Dù sao giữ lại gã cũng là tai họa, nếu y xử lý Vương Đại Pháo, chân tướng sự thật chỉ còn một mình y nắm giữ trong tay, tin là người đứng sau màn cũng sẽ thông cảm cho một tấm lòng trung thành của y. Ít nhất đảm bảo con của y bình an vô sự. Lúc Ngưu Kỳ đang định động thủ, thần binh từ trên trời rơi xuống, bất thình lình mấy người xông vào bắt lấy y và Vương Đại Pháo. Ngưu Kỳ biết là đã hết rồi, tất cả đã hết rồi. Y đã mắc bẫy. So với Ngưu Kỳ đã tự biết mình mắc bẫy, Phó Tiên Phong trên đường về thủ đô nghĩ lại sự việc từ đầu tới cuối, cũng đột nhiên vỗ đầu, ảo não nói. Đúng là chưa tính đến Hạ Tưởng, lại bị lừa. Phó Tiên Phong vốn tưởng rằng Hạ Tưởng sau khi bị thương, phải vào nằm ở bệnh viện Bắc Kinh, rời xa thành phố Yến, hắn chắc chắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Không nghĩ tới, Hạ Tưởng vẻ ngoài như là hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, dường như chuyên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trên thực tế vẫn luôn âm thầm bài binh bố trận, thật sự là vô cùng đáng ghét. Phó Tiên Phong tự nhận là hiểu rõ Ngưu Kỳ, cũng tự nhận là đã thu xếp đường trốn chạy cho Vương Đại Pháo là vô cùng tinh vi và tuyệt đối không sơ hở. Nhưng y lại không biết tính tình của Vương Đại Pháo, mới yên tâm giải quyết hậu quả vấn đề của Vương Đại Pháo, khiến Hạ Tưởng ung dung ngồi câu cá cười tới cuối cùng. Chương 624, chiều sau. Phó Tiên Phong lúc đó mới hiểu ra, Hạ Tưởng án binh bất động, vừa không hề lên giọng dùng thế lực khắp nơi đuổi bắt Vương Đại Pháo, cũng không thúc giục cơ quan công an tỉnh Yến phái người đuổi bắt, thậm chí không cho Mã Vạn Chính và Ngô Tài Dương tỉnh Ninh ra tay, chỉ vì trong tầm trí khôn của hắn. Nắm bắt rất chuẩn xác bản tính con người, có thể xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất, phân tích Vương Đại Pháo vô cùng thấu đáo triệt để. Bởi vậy không ra tay thì thôi, còn nếu ra tay thì nhất định đạt được hiệu quả. Hạ Tưởng thật sự khôn ngoan như quỷ quái, tính toán không lộ chút sơ hở. Chẳng lẽ hắn nhận định rằng Vương Đại Pháo không đáng tin cậy, sẽ phức tạp hóa vấn đề, sẽ mất đi kiểm soát. Hắn làm sao có thể có con mắt sáng như đuốc mà phán đoán chuẩn xác như vậy? Hắn dựa vào cái gì? Phó Tiên Phong nghĩ không ra càng tức giận. Lại liên tưởng đến tình hình trong tỉnh, y liền kết luận thêm rằng việc Phạm Duệ Hằng gây khó dễ, chắc chắn là kết quả do Hạ Tưởng châm ngòi gây chia rẽ. Hạ Tưởng, mày thật sự đúng là một kẻ xấu xa âm hồn bất tán. Phó Tiên Phong hung hăng mà chửi bới Hạ Tưởng một hồi, nghĩ đến mặc dù trong sự kiện cao ốc hỏa thụ y đã hãm hại Hạ Tưởng một phen. Nhưng trên thực tế cuối cùng Hạ Tưởng chỉ là bị thương ngoài da. Chẳng những không tổn hao gì hình tượng của hắn, còn khiến uy danh của hắn tăng lên nhiều, và còn khiến Ngô gia mở ra một cánh cửa đối với hắn. Hắn bị thương ngoài da một chút,
vết thương thật đúng là có lời, thật sự là kiểu kinh doanh tốt, một vốn bốn lời. Hừ hừ, còn nhân cơ hội phá tan thời trang hàng hiệu của y, lại khiến y vô cùng mất mặt trước bác cả và chú ba, cuối cùng còn bình tĩnh chỉ huy bắt được Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ. Sự việc Ngưu Kim nói không chừng chính là Hạ Tưởng sắp đặt, cố ý ép Ngưu Kỳ mắc mưu. Về cơ bản có thể khẳng định, Hạ Tưởng người ở Bắc Kinh, nằm trên giường bệnh, hoàn toàn không ra khỏi cửa, lại lần nữa tỉ mỉ thiết kế một cạm bẫy thật lớn, mà mấy người y và Bạch Chiến Mặc, Khang Thiếu Diệp, còn tự cho là nắm vững tất cả trong lòng bàn tay. Không ngờ Hạ Tưởng cháo trở lật lọng, trong nháy mắt, tình thế hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, mấy người bọn họ đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong không cam chịu thất bại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt. Không được, không thể để Vương Đại Pháo trở về thành phố Yến Bình An. Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ mà cung khai, tất nhiên sẽ liên lụy đến Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc. Khang Thiếu Diệp có thể không giữ lại, Bạch Chiến Mặc thì cần phải bảo toàn, bởi vì Bạch Chiến Mặc liên quan đến sự thành bại của 20 tỷ vốn lưu động của y. Nhất bất tố, nhị bất hưu thành nữ, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Dứt khoát trừ khử Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ, diệt cỏ tận gốc. Cũng không được, Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ là bị quân đội bắt giữ, ra tay trên đường rất nguy hiểm, nói không chừng còn có thể rơi vào cạm bẫy, lỡ như người ra tay lại bị bắt giữ, sự tình sẽ càng lớn chuyện, làm sao bây giờ? Phó Tiên Phong lái xe phóng nhanh như bay, không ý thức được trời bắt đầu đổ mưa phùn, gió thu mưa thu khiến lòng người buồn bã. Y mở cửa thông gió ra, bật lên mấy bản nhạc nhẹ thích nghe nhất, thư giãn thần kinh căng thẳng một chút. Có rồi, Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo từ trước đến nay liên lạc một chiều với Khang Thiếu Diệp. Khang Thiếu Diệp một lần nữa bị bệnh tim đột phát phải vào nằm viện, bệnh tim bất cứ lúc nào cũng có thể chết người, có lẽ Khang Thiếu Diệp bị bệnh nặng không dậy nổi. Nếu Khang Thiếu Diệp bị bệnh mà chết, cũng chết luôn cho xong việc, dù sao còn cảm thấy dễ chịu hơn là y sống mà lúc nào cũng như quả bom hẹn giờ, nói không chừng sẽ nổ tung làm tổn thương đến nhiều người hơn. Dù sao con người cũng phải chết, với thể trạng của Khang Thiếu Diệp, chết sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau lắm, đúng không? Nếu Khang Thiếu Diệp không thể tỉnh lại, bản án sẽ chỉ đến Khang Thiếu Diệp là thôi. Ngưu Kỳ có cắn lại, cũng không có chứng cớ. Hơn nữa Ngưu Kỳ cũng là người thông minh, tin là gã cũng sẽ không làm ra chuyện không sáng suốt, vì lo nghĩ cho sự bình an của con gã cũng sẽ biết nên làm như thế nào. Về phần Vương Đại Pháo thì càng không cần lo lắng, Vương Đại Pháo chỉ là một kẻ hay nổ pháo mà thôi. Gã ngay cả ai là pháo thủ cũng không biết, muốn cắn người cũng tìm không ra phương hướng. Vừa nghĩ tới Vương Đại Pháo, Phó Tiên Phong liền tức giận đến hai mắt bốc lửa, nói đi nói lại vẫn là Ngưu Kỳ dùng sai người, tìm súng cũng phải một cây súng tốt mới được, cần gì dùng một khẩu pháo thối rỉ sắt, khiến cho y cảm nhận sâu sắc cái gọi là đại pháo đánh mũi thật nực cười. Đại pháo đánh mũi vốn đã đánh không chính xác, lại còn thường xuyên bốc mùi đạn đại pháo, liền càng khiến cho y dở khóc dở cười. Diệt trừ Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ thì quá mạo hiểm, thôi đi, bắt đầu xuống tay từ Khang Thiếu Diệp, ai bảo Khang Thiếu Diệp không nên thân, tim lại có vấn đề. Phó Tiên Phong liền bấm số điện thoại của Bạch Chiến Mặc. Chiến Mặc, anh nghĩ cách tìm một người quen từ nhị viện, nhất định phải là người đáng tin cậy và tin được, phải bằng mọi giá khiến y làm một việc. Bạch Chiến Mặc gần đây tâm trạng luôn không yên, bị Chu Hồng Quyến rũ đến chết mê chết mệt, lại muốn tìm cũng tìm không thấy. Lòng dạ lúc nào cũng tán loạn. Điện thoại của Phó Tiên Phong gọi đến, y bất chợt không kịp phản ứng, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy, lãnh đạo, có nghiêm trọng không, ai bị bệnh? Phó Tiên Phong cười giận dữ. Anh đúng là đồ não ngắn, tâm tư để đi đâu hết rồi. Đồ ngu. Bạch Chiến Mặc giật mình một cái, mới ý thức được điều gì đó, kinh hãi. Ý ngài là muốn Thiếu Diệp. Thiếu Diệp cũng khá vất vả, lúc nào cũng bệnh cũ tái phát. Bệnh tim vốn nguy hiểm, không phải lúc nào cũng có thể cứu chữa kịp thời, đôi khi chỉ là vấn đề chậm trễ vài giây. Tôi trước đây đã chính mắt chứng kiến một bằng hữu sau khi lên bàn phẫu thuật đã không qua khỏi. Giọng điệu Phó Tiên Phong vô cùng đau đớn nói. Cũng không thể trách bác sĩ cấp cứu không kịp, thể trạng mỗi người đều không giống nhau, có phải hay không? Nhất là một số bệnh đột phát, bác sĩ cũng chỉ có thể nói đã cố gắng hết sức. Bạch Chiến Mặc dập điện thoại. Mới phát hiện đầu đầy mồ hôi. Chính trị, quả thật là hiện thực tàn khốc, phấn đấu tới một vị trí nhất định rồi, để tự bảo vệ mình, không phải anh chết thì tôi sống. Bạch Chiến Mặc kinh hãi khiếp đảm. Suy nghĩ một lát,
Y vẫn hạ quyết tâm, biết có khi nếu không đủ lòng lang dạ sói, cuối cùng xui xẻo lại là bản thân mình. Nếu Khang Thiếu Diệp không tỉnh lại, người được lợi lớn nhất quả thật là y. Y ngẫm nghĩ một chút, thu gom một vài đồ vật, quyết định tự mình đến bệnh viện một chuyến. Có một số việc không thể nói rõ trong điện thoại, nên trực tiếp gặp mặt giải thích thì có lẽ an toàn hơn, nhất là việc lớn liên quan đến tính mạng con người. Phó Tiên Phong đi đến nửa đường, sau khi giải thích toàn bộ sự việc với Bạch Chiến Mặc, bất chợt cảm thấy quyết định quay về Bắc Kinh hơi có phần nóng vội, kế sách vừa mới nghĩ đã rất hay, việc gì phải quay về Bắc Kinh để nghe một trận giáo huấn, lại chịu sự xem thường của bác cả và sự châm chọc khiêu khích của chú ba, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hay là quay về thành phố Yến đi thôi. Y chạy đến cửa khẩu trạm dừng kế tiếp gần nhất để ra khỏi đường cao tốc, sau đó lại lần nữa chạy lên đường cao tốc, quay lại đường cũ, chạy nhanh về hướng nam. Đi được chốc lát lại cảm thấy có gì không ổn, dường như bánh sau bên phải bị xì lốp, y phải tấp xe vào lề, định bụng kiểm tra một chút. Vừa mới ra khỏi xe, liền thấy mấy người đi lên từ dưới rãnh đường. Lúc này trời đã tối, chính xác là thời điểm không rõ ràng nửa sáng nửa tối, Phó Tiên Phong nhìn không rõ bộ dạng của mấy người đi tới, không khỏi trong lòng sợ hãi, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Các người là ai? Muốn làm gì? Trả lời y chính là một nắm đấm bay tới giữa mặt, đánh cho y hoa cả mắt, mũi vừa xót vừa đau, lập tức đứng thẳng không nổi. Còn chưa kịp nói thêm gì nữa, lại một cước bay tới giữa bụng, Phó Tiên Phong đau quá ngồi xổm trên mặt đất, oa oa nói lung tung. Các người dám đánh tôi. Sau đó là một hồi âm thanh bốp chát vang lên, xe của y bị đập nát bét. Hai gã cướp sạch tiền của trên xe, còn hai gã vây quanh y đấm đá túi bụi. Phó Tiên Phong hai tay không chống nổi bốn tay, đành phải ôm đầu lăn trên mặt đất. Lúc này, Hạ Tưởng đang trò chuyện vui vẻ cùng Trần Phong ở văn phòng. Trần Phong cho một viên kẹo trái cây vào trong miệng, sau đó nhào nặn giấy gói kẹo thành một mẩu, ném vào thùng rác, cười hỏi. Quái, cậu làm sao lại biết tôi thích ăn kẹo trái cây vị dứa? Hạ Tưởng ở trước mặt Trần Phong khá cởi mở, không hề câu nệ, mỉm cười. Bí thư Trần, không giấu gì ngài, kẹo không phải tôi mua tới, là mượn tới, chính là ứng với một câu thành ngữ mượn hoa cúng Phật. Trần Phong hứng thú. Là ai? Cậu thật là nhàn hạ. Bảo cậu mua kẹo, cậu lại có thể nghĩ đến giơ tay hướng người khác mượn, anh thật là. Cũng không phải người ngoài, là Biện Tú Linh. Hạ Tưởng ha hả cười. Lần trước đến văn phòng của cô ấy, tình cờ nhìn thấy trên bàn của cô ấy có một viên kẹo, thì biết khẩu vị của cô ấy và ngài không khác nhau lắm. Ngài cũng biết, phụ nữ thích ăn đồ ăn vặt, văn phòng cô ấy chắc chắn có dự trữ. Vừa lúc ngài cần, tôi liền giơ tay hướng cô ấy mượn, ha, không nghĩ là cô ấy có thật. Cậu, Trần Phong lắc đầu cười to. Thật là vô lại, cậu đường đường là một chủ tịch quận lại mượn kẹo của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, không sợ bị người khác chế giễu sao? Hạ Tưởng cười xỏ lá. Ngài một bí thư thành ủy giơ tay với tôi một chủ tịch quận nhỏ nhoi hỏi kẹo. Người ngoài nghe xong còn tưởng rằng ngài đòi tôi hối lộ. Cũng chỉ Hạ Tưởng dám tùy tiện nói đùa với Trần Phong, đổi người khác, ai dám thất lễ trước mặt bí thư thành ủy. Cho dù biết rõ Trần Phong không nổi giận, cũng không ai dám vuốt râu hùm. Trần Phong hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, lời nói mang hai ý nghĩa, dùng ngón tay chỉ Hạ Tưởng. Lúc nào nói chuyện với tôi cũng phục kích, có phải không? Được rồi, tôi biết Biện Tú Linh và cậu quan hệ không tồi. Về sau cô ấy đến thành ủy báo cáo công việc, bảo cô ấy thuận đường ghé đến chỗ của tôi cũng được, ai bảo tôi vô tình ăn kẹo của người ta. Hạ Tưởng liên tục gật đầu. Cảm ơn bí thư Trần, tuy nhiên kẹo là kẹo của Biện Tú Linh, lại là tôi tự mình đưa đến tay ngài. Ha ha, ở Bắc Kinh nằm viện mấy ngày, tôi thấy tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều, lại còn theo tôi quấy nhiễu không yên. Trần Phong quả thật đã sớm hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói đòi hối lộ, cũng không phải là lời nói thiếu suy nghĩ, mà là có ám chỉ, liền nói. Vấn đề Cao Hải không lớn, tôi nói tốt cho ông ta vài câu, che giấu một chút. Hiện tại chủ yếu là thái độ của Hồ Tăng Chu không rõ ràng. Phó Tiên Phong có ý muốn làm to chuyện, nếu muốn sự việc hoàn toàn êm xuôi, có thể phải gặp một chút khó khăn. Đương nhiên, nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh có người lên tiếng, sẽ khiến rất nhiều tiếng nói nghi ngờ không còn chỗ để nói lý. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng với Hạ Tưởng không quen biết, chỉ biết ông ta và Ngô gia có quan hệ, nhưng chưa bao giờ giao tiếp qua với ông ta.
không có bất kỳ quan hệ qua lại gì, Hạ Tưởng cũng không mở miệng được, nói. Xem xét tình hình là được, thật sự phải đến yêu cầu ủy ban kỷ luật ra mặt bác bỏ tin đồn, tôi phải kiên trì đến xem có thể cầu tình hay không. Trần Phong cũng biết rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lý Ngôn Hoàng, cũng không miễn cưỡng. Xem xét tình hình là được, tốt nhất là đừng nợ ân tình. Lập tức lại nói tới việc Vương Đại Pháo xa lưới. Nói đến việc Vương Đại Pháo bị bắt, tôi không thể không nói, Tiểu Hạ, kế hoạch của cậu khá là sắc bén. Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói. Tôi cũng không dám nhận lời khen của Bí Thư Trần. Thật ra việc Vương Đại Pháo này, lại khá huyền bí, tôi cũng thiếu tự tin trong lòng, cũng may cuối cùng có thể coi là giải quyết thuận lợi, cũng chỉ có thể nói là may mắn. Bất luận có may mắn gì bên trong, đều đòi hỏi điều kiện tiên quyết là sự bố trí sắp đặt công phu tỉ mỉ. Tôi không tin một người không cần làm gì, lại có thể may mắn thành công. Trần Phong cảm thán một câu, lại hỏi. Lão cổ người này khá thú vị, ông ta đối với cậu vô cùng coi trọng. Lần này bắt người cũng là ông ta ra tay, phải không? Ông ta đối với cậu không tồi, là nguyên nhân của chính ông ta, hay là bởi vì Cổ Ngọc? Hạ Tưởng liền phát hiện từ sau chuyện hắn và Cổ Ngọc, mọi người luôn luôn vô tình hoặc cố ý ở trước mặt hỏi tới Cổ Ngọc. Rốt cuộc là hắn quá nhạy cảm, hay là người khác đều là hữu khẩu vô tâm, miệng nói vậy chứ lòng không quan tâm để ý. Hạ Tưởng liền cười ha ha. Lão cổ có thể thấy tôi khá vừa mắt, là bạn lâu năm với tôi, cũng giống như Cao lão coi trọng tôi. Ngài cũng biết, con người của tôi tôn trọng người già yêu quý người trẻ. Trần Phong cười ha ha, sau khi cười xong còn nói. Có phải nên ăn mừng một chút việc Vương Đại Pháo xa lưới hay không? Hạ Tưởng cũng cười. Thật đúng là lãnh đạo giỏi, có thể ăn kẹo của cấp dưới, lại vừa có thể khiến cấp dưới chiêu đãi, hơn nữa lý do còn luôn quang minh chính đại. Trần Phong tâm trạng cũng khá tốt, Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới, không nhất thiết phải liên lụy tới ai, chỉ sợ đến lúc đó lại có người bị liên lụy. Nhưng mặc kệ là ai, dù sao thực lực của ông không bị hao tổn là được. Tóm lại chỉ cần có thể khuấy động lợi ích của người khác, đối với ông có lợi, chính là chuyện tốt. Hơn nữa cũng quả thật là sự kiện cao ốc hỏa thụ ảnh hưởng tồi tệ, thủ đoạn quá mức hung ác, không nghiêm trị không đủ để dẹp yên phẫn nộ trong lòng dân. Buổi tối, Hạ Tưởng liền mời mấy người Trần Phong, Lý Đinh Sơn, Cao Hải cùng ăn cơm. Lúc mấy người ngồi xe đi ra khỏi tòa nhà thành ủy, Vu Phồn Nhiên đứng ở trên lầu, chăm chú nhìn ô tô chở mấy người đi xa, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt. Ngày hôm sau, tin tức Vương Đại Pháo xa lưới liền truyền khắp tỉnh ủy và thành ủy. Diệp Thạch Sinh đang họp sau khi nghe được tin tức, cũng giật mình kinh hãi. Sau khi hiểu rõ sự tình, lập tức chỉ thị phía công an phái người tiếp ứng, bố trí sắp xếp, nhất thiết phải thuận lợi áp giải Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ trở về tỉnh Yến. Đồng thời, Diệp Thạch Sinh vì tức giận việc Ngưu Kỳ cũng tham dự trong chuyện này, răn dạy giám đốc sở công an tỉnh Mã Kiệt Nghiêm một trận, yêu cầu y nghiêm túc chỉnh đốn đội ngũ công an, nếu trong đội ngũ công an lại xuất hiện phần tử biến chất giống như Ngưu Kỳ thì sẽ hỏi tội y. Mã Kiệt cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào. Mặc dù Ngưu Kỳ là người của thị cục, nhưng sự việc tập kích chủ tịch quận không ngờ lại có cán bộ công an sắp đặt. Y là giám đốc sở nhưng không làm tròn bổn phận, liền mượn chỉ thị ngọn gió đông của bí thư tỉnh ủy, tổ chức một cuộc hội nghị các hệ thống công an toàn tỉnh, truyền đạt tinh thần chỉ thị của bí thư Diệp, điều tra nghiêm ngặt nhân tố bất ổn trong đội ngũ công an, dựa vào đâu mà xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tinh thần của lãnh đạo, cần phải nghiêm túc điều tra canh phòng nghiêm ngặt. Đồng thời, Mã Kiệt cũng khéo léo phê bình Tôn Định Quốc. Tôn Định Quốc có mặt ở hội nghị, tỏ vẻ tiếp nhận phê bình, sau khi trở về sẽ hết sức quán triệt tinh thần hội nghị tỉnh, sẽ cố gắng nỗ lực thanh tra triệt để đội ngũ công an thành phố Yến một lần. Tôn Định Quốc coi đây là cơ hội, rầm rộ khai triển một loạt phong trào vận động chỉnh đốn, lấy tinh thần hội nghị tỉnh làm lý do, hùng hồn mà tranh quyền đoạt lợi với Trần Ngọc Long trong hệ thống công an, lại lần nữa chiếm được không ít địa bàn. Buổi chiều cùng ngày, Hạ Tưởng giải quyết hết công việc quận hạ mã trong tay, sau khi giao một loạt nhiệm vụ cho cấp dưới, liền cùng Triều Vĩ Cương đi tới tỉnh ủy, hắn phải gặp mặt Diệp Thạch Sinh. Vương Đại Pháo xa lưới chỉ là bước đầu tiên hỗ trợ qua lại với Diệp Thạch Sinh, cũng là một bước rất quan trọng, sự việc liên đến thế cục tỉnh Yến và lợi ích bản thân phó gia. Phải đồng loạt tấn công từ trên xuống mới được, nếu không thì Phó Tiên Phong sẽ không cảm giác được cơn đau. Triều Vĩ Cương lần đầu tiên đến trụ sở tỉnh ủy, tất cả mọi thứ đều cảm thấy mới lạ, không tránh khỏi quan sát xung quanh, không cẩn thận đụng phải người.
Người Triều Vĩ Cương đụng phải là một người đàn ông trung niên tuổi gần 40, hơi có vẻ quan chức, lúc đi đường ánh mắt nhìn hướng về phía trước, hơi ngạo mạn và tự cao tự đại. Triều Vĩ Cương chẳng những huých y một cái, còn không cẩn thận dẫm lên chân của y, khiến y nổi giận, giơ tay đẩy Triều Vĩ Cương một cái, không kìm nổi giận dữ nói. Cậu ở đâu ra vậy? Đi đường không có mắt, không nhìn đường, ba mèo sáu mắt mà nhìn loạn cả lên, bộ dạng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đời, cậu mau nhận lỗi với tôi đi. Y dùng lực hơi mạnh, Triều Vĩ Cương do không để ý, bị y đẩy lùi vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Triều Vĩ Cương hoảng sợ, vội không ngừng nói. Rất xin lỗi, tôi không nhìn thấy, thật sự rất xin lỗi. Người đàn ông trung niên vẫn không chịu buông tha. Người tôi lớn như vậy mà cậu nhìn cũng không ra, mắt cậu là trái bóng thủy tinh à. Giày tôi mới mua để cho cậu dẫm lên bẩn hết cả, cậu nói phải làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên đã nhìn ra Triều Vĩ Cương khiếp đảm, biết Triều Vĩ Cương là chíp hôi chưa biết việc đời. Hôm nay vừa lúc bị giáo huấn, tâm trạng vô cùng không tốt, liền quyết định lấy cậu ta ra để chút giận. Lau sạch cho tôi đi. Người đàn ông trung niên vênh váo tự đắc mà nhấc chân lên. Trong tình huống bình thường, Hạ Tưởng không chấp nhặt mấy kẻ, cẩu nhãn khán nhân đê, không coi ai ra gì, nhưng hôm nay hắn tới gặp Diệp Thạch Sinh là có chuyện quan trọng muốn nói, lại không ngờ đụng phải người đàn ông trung niên tự cao tự đại, quanh quẩn ức hiếp Triều Vĩ Cương. Nhìn ánh mắt cầu xin giúp đỡ và vẻ mặt bất đắc dĩ của Triều Vĩ Cương, Hạ Tưởng có muốn không bảo vệ Triều Vĩ Cương cũng không được, liền không chút để ý liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Đồng chí này, anh làm ở bộ phận nào vậy? Người đàn ông trung niên nheo mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, phản đối nói. Tôi là ai, ai cần cậu lo? Tôi cũng đang muốn hỏi cậu là ai, làm sao lại bỏ mặc cấp dưới của cậu? Nhìn cậu tuổi không lớn, uy phong không nhỏ, đến tỉnh ủy còn mang theo thuộc hạ, là từ huyện lên hả? Hạ Tưởng vừa tức vừa cười, hướng Triều Vĩ Cương nháy mắt ra hiệu, ý tứ là bảo Triều Vĩ Cương đi trước. Triều Vĩ Cương tuy rằng sợ hãi, cũng không đến mức mặc kệ Hạ Tưởng. Liền lấy hết dũng khí nói. Lãnh đạo, là sai sót của tôi, một mình tôi gánh vác, cùng lắm lau giày giúp ông ấy là được, có gì đặc biệt đâu. Hạ Tưởng cười khoát tay. Ý của tôi cũng là sau khi sự việc của chúng ta xong xuôi, thì đến văn phòng của đồng chí này tự mình giúp ông ấy lau giày, nhưng ông ấy không nói ông ấy là người của bộ phận nào, nên không có cách nào. Đồng chí này, chúng tôi đang vội, không thể nói nhiều, tạm biệt. Người đàn ông trung niên thấy Hạ Tưởng muốn chạy, làm sao đồng ý, bước một bước dài đến trước mặt Hạ Tưởng, giận dữ nói. Cậu đứng lại đó cho tôi, dẫm lên người ta còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nơi này là trụ sở tỉnh ủy, không phải là cái huyện bé tí tẹo của các cậu, muốn ngang ngược thế nào là ngang ngược thế đấy đâu. Hạ Tưởng thấy Triều Vĩ Cương đi theo phía sau hắn, một chút chủ kiến cũng không có, trong lòng thầm than đúng là tuổi trẻ, ít kinh nghiệm. Không biết tùy cơ ứng biến. Nếu là Kim Hồng Tâm lúc này, đã sớm âm thầm thông báo cho Ma Thu. Hắn hiện tại thân phận đã khác, không thể giống như trước đây ra tay đẩy người đàn ông trung niên ra. Dù sao hắn cũng là chủ tịch của một quận, làm sao có thể đi đánh người ở trụ sở tỉnh ủy. Chương 625, giao chiến. Nhưng người đàn ông trung niên thật sự nổi giận, dáng vẻ được lý không buông tha, Hạ Tưởng không tránh khỏi tức giận. Xin ông tránh đường. Không tránh. Người đàn ông trung niên hùng hồn, còn đứng thẳng lưng. Cậu chờ đây, tôi gọi người tới bắt cậu. Hạ Tưởng cười, giơ tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên. Nếu không tránh ra, tôi sẽ đẩy ông ra. Người đàn ông trung niên sợ tới mức kêu to lên. Người đâu mau tới đây, có kẻ đánh người ở trụ sở tỉnh ủy. Người đâu đến mau. Tiếng la hét khàn cả giọng của y khá hữu hiệu, ngay lập tức có người đến vây quanh. Vài người biết người đàn ông trung niên, muốn giơ tay kéo Hạ Tưởng ra. Chuyện gì vậy? Ai la hét vậy? Một người oai phong đi tới, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên liền mỉm cười. Sao lại là anh, Lão Dương? Anh sao lại gây chuyện? Trưởng ban thư ký, mau cứu tôi. Thuộc hạ của người này dẫm lên giày của tôi, chẳng những không xin lỗi, còn muốn đánh người. Ông phải thay tôi bảo vệ lẽ phải chứ? Người đàn ông trung niên tên là Dương Trương. Là trưởng phòng bảo vệ văn phòng tỉnh ủy, ỷ vào mình và Mã Tiêu có quan hệ thân thích, từ trước tới nay toàn thích ỷ thế hiếp người. Bình thường mọi người đều nhường y ba phần, bởi vì y thường rất vô lý, ba phần là không quan tâm thích nói xạo.
cấp trên cũng rất ít phê bình y, coi y giống như thằng hề, lại càng khiến y tự cao tự đại. Dương Trương thấy trưởng ban thư ký đến, càng thêm đắc ý vênh váo, bởi vì bình thường trưởng ban thư ký từ trước tới nay vẫn luôn cư xử ôn hòa, nhất là lại càng trân trọng người của văn phòng tỉnh ủy. Y liền cho rằng, hôm nay y chắc chắn có thể dễ dàng bắt nạt hai người trước mắt, xả cơn giận trong lòng. Không ngờ trưởng ban thư ký đi tới gần, chỉ liếc mắt nhìn người đang giơ tay nắm cổ áo của y một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Toàn bộ khuôn mặt tươi cười vừa rồi biến thành tức giận, lạnh lùng mà trừng mắt liếc nhìn Dương Trương một cái. Dương Trương, anh có biết cậu ấy là ai không? Anh có biết cậu ấy đến tỉnh ủy có chuyện quan trọng gì không? Dương Trương chưa bao giờ nhìn thấy thời điểm sắc mặt trưởng ban thư ký lạnh giá đến mức đáng sợ như vậy, lập tức hoảng sợ, lắc đầu, không nói gì, liền cảm thấy trên cổ buông lỏng, đối phương đã thả y ra. Dương Trương nghĩ đối phương sợ, liền lớn gan nói một câu. Dám gây rối ở trụ sở tỉnh ủy, cậu. Câm mồm. Trưởng ban thư ký nổi giận gầm lên một tiếng. Còn thấy chưa đủ mất mặt à? Hử, có biết vừa rồi bí thư Diệp còn hỏi tôi, sao tiểu hạ còn chưa đến? Nếu tôi nói cho bí thư Diệp là anh gây chuyện sinh sự cản đường người ông ấy muốn gặp, anh còn có muốn giữ chức trưởng phòng của anh nữa không? Dương Trương đầu óc ngắn cũn, lắp bắp nói. Cậu ta là ai vậy? Cậu ta giẫm lên chân của tôi, là cậu ta gây chuyện, tôi không trêu chọc sinh chuyện. Cậu ấy có giẫm lên đầu của anh thì anh cũng phải nhường cậu ấy giẫm lên. Tiền Cẩm Tùng xem như đã biết Dương Trương đầu người não lợn, một kẻ không có mắt thì cũng thôi kệ, còn không tiến bộ thì không cứu vãn nổi rồi. Cút! Tiền Cẩm Tùng cũng là lần đầu tiên nổi giận chửi mắng lời lẽ thô tục ngay trước mặt mọi người. Mau cút đi, chạy chậm, tôi cách chức anh ngay tại chỗ. Dương Trương có Trương Dương, công khai đường hoàng thêm đi nữa, cũng biết mức độ nghiêm trọng. Thấy đường đường trưởng ban thư ký ngay tại chỗ mắng y, trong lòng biết có chuyện xấu, ngay lập tức sợ tới mức tè ra quần, bỏ chạy trối chết. Mọi người đứng xem xung quanh âm thầm tặc lưỡi, người thanh niên này rốt cuộc là ai, một câu cũng không nói, khiến cho trưởng ban thư ký vì bảo vệ hắn, trước mặt mọi người của mắng thằng hề nổi danh Dương Trương ở trụ sở tỉnh ủy, không hề nể mặt Mã Tiêu chút nào. Xem ra, lai lịch của người trẻ tuổi không vừa chút nào. Hạ Tưởng mặc dù đã từng làm việc ở tỉnh ủy một thời gian, nhưng khoảng thời gian không quá dài, hơn nữa hắn vẫn luôn khiêm tốn, người của trụ sở tỉnh ủy rất đông, người biết hắn đúng là không nhiều lắm. Triều Vĩ Cương đã thấy qua Tiền Cẩm Tùng ở trên TV, thấy đường đường trưởng ban thư ký tỉnh ủy vì bảo vệ chủ tịch quận hạ, tức giận của mắng người đàn ông trung niên, không khỏi trong lòng càng thêm phục Hạ Tưởng sát đất. Đi theo lãnh đạo như vậy, về sau không có tiền đồ mới là lạ. Tuy nhiên nghĩ lại, mới cảm thấy biểu hiện vừa rồi của gã thật sự không chấp nhận được. Chẳng những không kịp thời thay lãnh đạo giải vây, còn khiến lãnh đạo phải giải vây cho gã, không xứng đáng với chức danh thư ký chút nào. Gã không khỏi toát mồ hôi ướt đẫm, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải học được cách nhận định tình hình, phải có năng lực, phải thường xuyên duy trì khả năng ứng biến thay lãnh đạo giải quyết vấn đề khó khăn, nếu không, sớm muộn gì sẽ bị lãnh đạo đưa vào lãnh cung. Cũng không biết lãnh đạo đối với biểu hiện vừa rồi của gã có thất vọng hay không. Triều Vĩ Cương trong lòng thấp thỏm lo lắng, hối hận không ngừng. Lại nói Dương Trương mất mặt trước đám đông, sau khi chạy trối chết, cảm thấy mặt mũi tối sầm, trong lòng tức giận, liền tìm đến Mã Tiêu kể khổ, lại thêu dệt thêm mắm thêm muối nói xấu Hạ Tưởng, nói là Hạ Tưởng ỷ thế hiếp người, chẳng những cố ý dẫm lên y, còn thiếu chút nữa hung hăng tát y trước mặt mọi người. Sau khi y nói uy danh của Bộ trưởng Mã, hắn ngược lại càng táo tợn thêm, trong mắt tuyệt không coi mặt mũi Mã Bộ trưởng ra gì. Tục ngữ có câu, không sợ không có lời hay, chỉ sợ không có người tốt. Trình độ khiêu khích gây chia rẽ của Dương Trương tuy rằng vụng về, nhưng vô cùng hiệu quả, bởi vì Mã Tiêu vốn bất hòa với Hạ Tưởng. Mặc dù sau cuộc tranh cãi lần trước, xung đột trực tiếp giữa y và Hạ Tưởng đã giảm bớt, một thời gian dài không xuất hiện vấn đề gì, nhưng nỗi phẫn hận trong lòng y đối với Hạ Tưởng vẫn chưa tiêu tan. Lại bởi vì ở trong mắt của Phó Tiên Phong Hạ Tưởng vẫn là hình tượng tiểu nhân nham hiểm, y cũng chịu ảnh hưởng của Phó Tiên Phong, đối với Hạ Tưởng không có một chút ấn tượng tốt. Hôm nay Dương Trương đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến cho thù cũ hận mới trong lòng y cùng nhau dâng lên. Lúc Dương Trương đến đâm chọt với Mã Tiêu, Trịnh Quan Quần cũng đang có mặt. Là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, y đang có mặt để báo cáo phương châm chỉ đạo công tác tuyên truyền sắp tới với Mã Tiêu.
Mã Tiêu coi như tín nhiệm y, Dương Trương nói chuyện lại nhanh, vừa đến liền nói ra, cũng không tránh Trịnh Quan Quần, khiến ông nghe rõ mồn một. Trịnh Quan Quần bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời, nhưng trong lòng lại nghĩ Dương Trương gây sự. Mã Tiêu tính tình lại so đo từng tí, đoán chừng sẽ tìm mọi cách để tìm sai sót của Hạ Tưởng. Chốc nữa phải chào hỏi Hạ Tưởng, nhắc nhở hắn đề phòng chuyện chẹt hỏng của phía tuyên truyền một chút. Đồng thời, y cũng vừa lúc có một chuyện buồn bực muốn nói với Hạ Tưởng. Chính là sự việc trưởng phòng giáo dục quận Hạ Mã cũng tên là Trịnh Quan Quần, hai ngày trước khiến cho y chú ý, nghĩ thầm rằng trên thế giới người trùng tên trùng họ không ít, nhưng cùng tồn tại trong quan trường một người trùng tên trùng họ, thì rất hiếm thấy. Xuất phát từ tò mò, y điều tra hồ sơ Trịnh Quan Quần thì thấy, thiếu chút nữa khiến y ghê tởm, đây là loại người gì vậy, trưởng thành một bộ dạng đáng khinh như vậy, cũng dám gọi là Trịnh Quan Quần sao? Thật sự đã hủy hoại cái tên Trịnh Quan Quần rất hay này. Trưởng ban Trịnh giận đến giờ khóc giờ cười, liền cân nhắc có thể điều vị trưởng phòng Trịnh này ra khỏi thành phố Yến hay không, tùy tiện chuyển sang một địa phương nhỏ hẻo lánh, khỏi phải trưởng phòng Trịnh ở thành phố chướng mắt, ảnh hưởng đến hình ảnh quang minh chính đại của trưởng ban Trịnh. Chờ Dương Trương nói xong, Mã Tiêu sốt ruột đuổi Dương Trương đi, Trịnh Quan Quần cũng đúng lúc mà xin cáo từ. Hai người vừa đi, y liền cầm điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong. Điện thoại vừa mới nhận được, chợt nghe tiếng chửi mắng vô cùng phẫn nộ của Phó Tiên Phong. Con mẹ nó Hạ Tưởng thật chẳng ra cái quái gì, sai người giữa đường cướp tiền của tôi, còn đánh tôi một trận, tôi không bắt được hắn, sẽ không mang họ Phó. Mã Tiêu chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Tưởng vẫn chưa biết một việc nhỏ dẫm lên chân người ta, rồi thêm việc Phó Tiên Phong trên đường cao tốc gặp tình hình nguy hiểm, lại đều bị tính vào người hắn, thù hận hiện tại giữa hắn với Phó Tiên Phong càng kết càng sâu. Nếu hắn biết chắc chắn sẽ kêu to là bị oan, bởi vì sự việc trên đường cao tốc, không có một xu quan hệ với hắn. Hắn đang ngồi trước mặt Diệp Thạch Sinh, vẻ mặt cười yếu ớt, chậm rãi nói. Bí thư Diệp, tình hình cơ bản chính là như vậy. Thật ra thủ tướng chỉ nói mấy chuyện phiếm, rồi động viên tôi vài câu, nhân viên đi cùng cũng không nhiều, phần lớn không quen biết, tôi chỉ biết có mỗi bộ trưởng dịch. Hạ Tưởng biết sự việc mà Diệp Thạch Sinh quan tâm nhất là cái gì. Vừa đến đã đem chuyện thủ tướng đến phòng bệnh của hắn kể lại tỉ mỉ. Hắn biết, Diệp Thạch Sinh cũng có kênh có thể nghe ngóng được một chút gì đó, mặc dù không cần hắn thuật lại rõ ràng, cũng có thể hiểu sơ sơ. Hắn chủ động nói thẳng ra, chính là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của Diệp Thạch Sinh. Quả đúng như suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn vừa nói xong, sắc mặt Diệp Thạch Sinh liền giãn ra rất nhiều, vẻ mặt cười nhạt nói. Thủ tướng trăm công ngàn việc. Sau khi nghe nói về bệnh tình của cậu, còn chủ động thăm hỏi cậu, chính là phúc của cậu. Nhất định phải ghi tạc lời thủ tướng dạy bảo, đem tinh thần chỉ thị của thủ tướng đặt đúng chỗ, cố gắng công tác, tranh thủ cống hiến nhiều hơn nữa ở trên cương vị công tác. Hạ Tưởng cũng bày tỏ nhất định tiếp thu tinh thần chỉ thị của Bí thư Diệp, dù sao cũng phải biểu hiện thái độ đầy đủ, không để cho Diệp Thạch Sinh cảm thấy bất kỳ cảm giác bất hòa gì. Diệp Thạch Sinh thấy Hạ Tưởng vẫn tôn kính và chân thành đối xử với y. Trong lòng cũng có phần cảm thán. Hạ Tưởng quả thật là một cán bộ tốt, là một người trẻ tuổi ưu tú, bất cứ thời điểm nào cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, có độ chín chắn. Y đã trải qua mấy chục năm trong quan trường, số người y gặp qua không đếm xuể, cũng gặp qua những người trẻ tuổi khéo léo hơn so với Hạ Tưởng. Nhưng trong quan trường có rất nhiều người khôn khéo, nhưng người vừa khôn khéo vừa xảo quyệt thì lại rất ít. Hạ Tưởng, chính là một trong số ít đó. Sự khôn khéo có thể mang lại cho người ta sự hài lòng nhất thời, nhưng quá mức khôn khéo sẽ có xu hướng phóng đại, khiến cho người ta cảm thấy không đáng tin. Xảo quyệt có lẽ có thể được một số lãnh đạo cấp trên thích thâm trầm đánh giá cao. Nhưng chỉ có sự xảo quyệt mà không khôn khéo, thì lại dễ dàng khiến cấp dưới sợ hãi, không dám đến gần anh ta. Cán bộ không có trợ thủ đắc lực và cấp dưới trung thành, trong quan trường, cũng không thể tiến xa được. Hiếm thấy chính là Hạ Tưởng vừa có sự khôn khéo, lại có sự xảo quyệt, hơn nữa còn kết hợp cả hai ở cùng một chỗ một cách hoàn hảo, không làm cho người ta cảm thấy lời của hắn là phóng đại, lại không khiến người ta cho rằng lòng dạ hắn thâm sâu không thể kết giao. Tính cách của hắn lại có lực hấp dẫn, vừa có thể khiến cấp trên tín nhiệm, lại có thể hòa mình với cấp dưới, quả thực chính là người trời sinh trong quan trường. Sự đánh giá cao của Diệp Thạch Sinh đối với Hạ Tưởng không hề thay đổi, chỉ có điều bởi vì quan hệ giữa Thôi Hướng và Phó Tiên Phong. Hơn nữa Hạ Tưởng không làm việc ở tỉnh ủy,
tiếp xúc qua lại ít đi rất nhiều so với trước kia, nên vẫn cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ. Không ngờ hôm nay chỉ vừa gặp mặt, sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, lại khiến ông khôi phục lại sự coi trọng trước kia đối với Hạ Tường. Còn có lờ mờ một chút cảm giác biết ơn. Trong lòng Diệp Thạch Sinh khẽ thở dài một tiếng. Về công về tư, ông đều không muốn trở thành đối thủ với Hạ Tường. Không phải ông sợ gì Hạ Tường, mà là ông phát hiện chính mình từ sâu trong nội tâm càng ngày càng coi trọng người thanh niên trước mắt này. Hạ Tường đã từng vẽ phác thảo bản kế hoạch thành phố Yến cho ông, thay ông chịu áp lực nhiều mặt, thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Vẫn là Hạ Tường, miêu tả một bức tranh tương lai của quận Hạ Mã cho ông. Khiến ông một lần nữa cố thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng, không chùn bước dẫn dắt tỉnh Yến tiến lên, mới có thành tích hôm nay, cũng khiến ông đạt được danh vọng trước nay chưa từng có trong dân chúng. Trong lòng Diệp Thạch Sinh cảm thấy có một chút bất đắc dĩ và băn khoăn. Bất đắc dĩ chính là sự suy thoái thế lực của ông ở thủ đô, đã nói rõ ràng cho ông, rằng ông muốn tiến thêm một bước nữa vào danh sách cấp phó quốc gia, chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính ông, hậu thuẫn đối với việc này đã bất lực. Băn khoăn chính là, ông hiện giờ tiếp cận phó tiên phong, về công phải cứng rắn đối mặt chống lại Phạm Duệ Hằng, về tư, bởi vì muốn bắt tay với đối thủ chính trị của Hạ Tường, khiến ông dù sao vẫn cảm thấy có một tầng ngăn cách với Hạ Tường. Mặc dù ông cũng hiểu rõ, chính trị không phải là sản phẩm của sự mềm yếu, nhưng nhân vật chính trị xét đến cùng cũng là người, cũng có tình cảm, cũng nhớ ân tình cũ. Hạ Tường năm đó quả thật đã làm không ít việc cho ông. Mà ông ngoại trừ việc lợi dụng Hạ Tường để hòa hoãn với Phạm Duệ Hằng ra, đã giúp gì được cho Hạ Tường đâu. Đã già rồi, Diệp Thạch Sinh bùi ngùi xúc động một lúc lâu, người hơn 60 tuổi, nhuệ khí đã qua, tinh thần không hề phấn chấn. Nếu như trước kia, ông mới sẽ không cảm thấy áy náy gì đối với Hạ Tường. Vì bảo đảm lợi ích của chính mình, dứt khoát dẹp hẳn một con đường tối, không bận tâm sẽ làm thương tổn ai. Hiện giờ thì không thể, đối mặt với Hạ Tường. Ông không ngờ có một loại cảm giác vô lực khó có thể mở miệng. Rốt cuộc là vì đã già rồi, không còn quyết đoán, hay là bởi vì ông tự nhận mình đã mắc nợ Hạ Tường quá nhiều. Hay là, trên người Hạ Tường có rất nhiều sự thông minh sắc sảo khiến cho người ta cân nhắc không ra. Hạ Tường nhìn ra Diệp Thạch Sinh do dự, trong lòng cũng cảm thấy không có cách nào. Tính cách Diệp Thạch Sinh có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, chẳng những đôi khi do dự thiếu quyết đoán, còn dễ dàng bị tình cảm chi phối. Tuy rằng cũng có thể phát ra một mặt mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng thường thường không thể kéo dài lâu, lại hai tay yếu mềm, thật đúng là một bí thư tỉnh ủy khiến cho người ta phải đau đầu. Từ một phương diện nào đó mà nói, thật đúng là không bằng Cao Thành Tùng hống hách. Cao Thành Tùng hống hách thì hống hách, tính cách của gã đã hình thành thì không thay đổi, nhận định sự việc không quay đầu lại, dám làm dám chịu. Bởi vậy lúc đầu dưới sự dẫn dắt của Cao Thành Tùng, vẫn mang đến cho tỉnh Yến một diện mạo mới. Quả thật với tính cách của Cao Thành Tùng, nếu không phải bởi vì hậu thuẫn quá mức dung túng đối với gã, gã tự hạn chế đi một chút, có lẽ còn có thể dẫn dắt tỉnh Yến rất tốt. Đáng tiếc là, Cao Thành Tùng phạm vào một căn bệnh của rất nhiều nhân vật chính trị sau khi đã đạt tới địa vị cao tự đại, duy ngã độc tôn tiên, chỉ có mình là đáng tôn quý. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đầu tiên là hô lớn khẩu hiệu vì dân chờ lệnh đi tranh đấu giành thiên hạ. Lúc gây dựng Giang Sơn, mặc dù luôn miệng nói là lật đổ đế chế phong kiến, nhưng lại muốn đạt được giấc mộng hoàng đế duy ngã độc tôn, nhất ngôn cửu đỉnh tiên, lời nói nặng vài nghìn ký lô muốn đem ý chí cá nhân áp đảo ý chí tập thể, cho dù biết rõ quyết sách có sai lầm, cũng bởi vì vấn đề thể diện và vấn đề vị trí, chết cũng không hối cải. Hạ Tường rút lại suy nghĩ, biết có lẽ để hắn chủ động bắt đầu cho thỏa đáng, nói. Hôm qua tôi tới thành ủy, gặp trưởng ban Phương, hàn huyên tán gẫu cùng anh ấy. Ồ, lông mày Diệp Thạch Sinh dương lên, trong lòng vui vẻ, ông vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ nói về thái độ của Phạm Duệ Hằng trước, không ngờ, Hạ Tưởng lại bắt đầu từ trên người đương sự. Thật là một khởi đầu không tồi, Diệp Thạch Sinh âm thầm khen ngợi. Nếu ý kiến cá nhân của Phương Tiến Giang có khuynh hướng thiên về thành phố Tần Đường, Phạm Duệ Hằng cũng phải chiếu cố đến tâm trạng của Phương Tiến Giang một chút. Trưởng ban Phương nói, anh ấy tuân theo sự sắp xếp bố trí của tổ chức. Hạ Tường nói một câu khiến Diệp Thạch Sinh hơi thất vọng, bởi vì lời Phương Tiến Giang nói, chẳng khác nào chưa nói. Không ngờ Hạ Tường ngay sau đó lại nói một câu. Lúc cùng nhau ăn cơm, trưởng ban Phương lại cảm thán một câu, thành phố Tần Đường là thành phố lớn, tên tuổi đứng hàng thứ hai, có thể đến thành phố Tần Đường, đương nhiên không còn gì tốt hơn.
Diệp Thạch Sinh lập tức vui mừng nhướn đuôi lông mày. Ý kiến của đồng chí Tiến Giang, có thể nói trước mặt đồng chí Thăng Bình không? Đều là trưởng ban tổ chức cán bộ, nên có tiếng nói chung. Là một bí thư tỉnh ủy, biểu hiện vừa rồi của Diệp Thạch Sinh hơi thất thố. Ông cũng lập tức ý thức được bản thân quá vội vã, ngồi trở lại, dựa người vào lưng ghế phía sau, cười nói. Xuất phát từ sự trân trọng đối với đồng chí Tiến Giang, tôi hy vọng cậu ấy có thể đến thành phố Tần Đường nhậm chức. Tuy nhiên thái độ của Duệ Hằng rất cứng rắn, nếu đồng chí Tiến Giang không tỏ thái độ rõ ràng, tôi cũng không có lý do gì để giải thích với Duệ Hằng. Ngụ ý của Diệp Thạch Sinh là, nếu Phương Tiến Giang biểu lộ rõ ràng cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là cá nhân y muốn đến thành phố Tần Đường nhậm chức, Diệp Thạch Sinh còn có cớ lý luận với Phạm Duệ Hằng. Thậm chí có thể nói, nếu thái độ của Phương Tiến Giang dứt khoát rõ ràng mà đứng một bên Diệp Thạch Sinh, lập tức bày tỏ thái độ dựa dẫm vào Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cưỡng chế việc thông qua đề cử Phương Tiến Giang cuối cùng cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu như vậy, thì chẳng khác nào hoàn toàn đặt Phương Tiến Giang ở phía đối lập với Phạm Duệ Hằng, cũng không phải là mong muốn của Hạ Tưởng. Vấn đề là, Phạm Duệ Hằng sớm muộn gì sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư. Thành phố Tần Đường tuy rằng so với thành phố Đan Thành, bất kể là về quy mô đô thị hay quy mô kinh tế, đều mạnh hơn nhiều, nhưng cấp bậc bí thư thành ủy là giống nhau. Vì một vị trí bí thư thành phố lớn mà đắc tội với nhân vật số một tương lai của tỉnh ủy, Phương Tiến Giang sẽ không ngốc đến mức đi làm cái việc bỏ dưa hấu mà nhặt hạt vừng tiên, tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Đề nghị của Diệp Thạch Sinh không thể thực hiện được, cũng không đáng, cho dù Hạ Tưởng ra mặt khuyên bảo, Phương Tiến Giang cũng không làm như vậy. Đương nhiên, Hạ Tưởng sẽ không mở miệng, hắn cũng hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Nhân vật chính trị, không ai lại chỉ lo lợi ích trước mắt. Người không có tầm nhìn lâu dài, chắc chắn không thể tiến xa được. Biết rõ không thể được, Hạ Tưởng vẫn cố tình muốn nhắc tới thái độ của Phương Tiến Giang, là có dụng ý của hắn. Tuy nhiên trưởng ban Phương còn nói, Chủ tịch tỉnh Phạm đã nói chuyện riêng với anh ấy, nếu anh ấy đồng ý đến thành phố Đan Thành nhậm chức, về sau sẽ nhận được sự chiếu cố thỏa đáng. Tôi nghĩ theo như lời Chủ tịch tỉnh Phạm thì về sau tức là sau khoảng 1 đến 2 năm. Hạ Tưởng liền không bỏ lỡ cơ hội tung ra một vấn đề nan giải. Diệp Thạch Sinh im lặng. Lời nói của Hạ Tưởng trúng ngay điểm yếu của ông, chính là, nhiều nhất là 2 năm khi ông ra đi, tỉnh Yến sẽ là tỉnh Yến của Phạm Duệ Hằng, ai dám mạo hiểm đắc tội với người lãnh đạo tương lai để lựa chọn lợi ích trước mắt cũng không nhiều cho lắm. Thành phố Tần Đường và thành phố Đan Thành, hai vị trí bí thư thành ủy, có thể thua kém nhau bao nhiêu? Xem xét từ góc độ chính trị, thì không hề thua kém. Chủ yếu là nếu đồng chí Tiến Giang đến thành phố Đan Thành, thì uất ức cho đồng chí Vương Tiếu Mẫn không thể tiếp nhận chức vụ tại chỗ. Diệp Thạch Sinh lại tung ra vấn đề lựa chọn Vương Tiếu Mẫn. Hạ Tưởng trước mặt ông tuy rằng chỉ là chủ tịch quận Hạ Mã, nhưng thân phận hiện tại của Hạ Tưởng không chỉ là một chủ tịch quận, mà là người phát ngôn của Phương Tiến Giang, là cái ống loa giữa ông và Phạm Duệ Hằng. Đó là lý do vì sao mà Diệp Thạch Sinh lại nghiêm túc thảo luận vấn đề bổ nhiệm bí thư thành ủy với Hạ Tưởng. Bởi vậy hiện tại ông đối mặt không chỉ với một mình Hạ Tưởng, mà là một nhóm quyền lợi đứng phía sau hắn. Ông ở mặt ngoài là cùng Hạ Tưởng thảo luận vấn đề, trên thực tế là giao chiến cùng Phạm Duệ Hằng. Chương 626, trao đổi. Thư ký Ma Thu của Diệp Thạch Sinh ở bên ngoài nghe không rõ tiếng ở bên trong, nhưng gã cũng biết ở bên trong đang thảo luận gì. Ngoại trừ ghen tị với Hạ Tưởng ra, cũng thở dài vì trong quan trường, bất cứ sự việc kỳ quái gì đều có thể gặp phải. Ai có thể nghĩ tới, người nghiêm trang thảo luận về việc chuyển công tác của mấy cán bộ cấp sở với bí thư tỉnh ủy không phải là chủ tịch tỉnh, cũng không phải trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà là một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Nếu gã không tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, nếu gã chỉ nghe lời đồn đại, có đánh chết gã cũng sẽ không tin. Nhưng lại là sự thật rõ như ban ngày. Hạ Tưởng mặc dù hạ thái độ đủ thấp, nhưng cũng biết hiện tại Diệp Thạch Sinh đã xem hắn như là cây cầu nối và sợi dây liên kết, còn là cái ống loa, hắn cũng vô cùng nghiêm túc mà trả lời từng câu hỏi, không dám có một chút sơ suất, nếu không để xảy ra nghi ngờ và hiểu lầm thì chính là sai lầm của hắn. Thật ra tôi nghĩ vấn đề Chủ tịch tỉnh Phạm suy nghĩ không nằm ở chỗ trưởng ban Phương đến thành phố nào làm bí thư thành ủy, mà là ở chỗ ai tiếp nhận vị trí của trưởng ban Phương. Hạ Tưởng cân nhắc câu chữ, nói ra điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm dừng mà Diệp Thạch Sinh vẫn muốn che giấu. Mí mắt Diệp Thạch Sinh giật giật mấy lần,
lời Hạ Tưởng nói, chính là băn khoăn của y. Thật ra nói một cách công bằng, thì Phương Tiến Giang đến thành phố Tần Đường hay là thành phố Đan Thành, đối với y mà nói không có gì khác biệt. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội che giấu sự thật thừa cơ xếp người của phó gia vào đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy sau khi Phương Tiến Giang điều chuyển đi. Cũng là muốn mượn hành động sắp xếp cho Phương Tiến Giang một vị trí tốt để thể hiện thiện ý với Phạm Duệ Hằng, khiến Phạm Duệ Hằng không ngáng đường. Cũng là bởi vì quan hệ giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng không tồi, Phương Tiến Giang có vị trí tốt, Hạ Tưởng sẽ hài lòng. Hạ Tưởng mà hài lòng, thì sẽ không kích động Mai Thái Bình từ giữa gây khó dễ. Kế sách quả thật tiến triển khá tốt, ít nhất vô cùng thuận lợi qua được cửa Mai Thái Bình, hơn nữa lúc trước khi chào hỏi, thái độ của Phạm Duệ Hằng cơ bản cũng vừa lòng. Chỉ có điều tới phút cuối, Phạm Duệ Hằng lại đổi ý, khiến cho Diệp Thạch Sinh vô cùng ảo não. Cảm giác, vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quý tiên, việc sắp thành lại hỏng thật sự không tốt, y cảm thấy rất đau đầu. Nếu đúng theo như lời Hạ Tưởng, mục đích đòn gió đích thực của Phạm Duệ Hằng chính là người được chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Y càng không thể thoái lui, nếu mà lui, chẳng khác nào thất tín với phó gia, chẳng khác nào không còn cơ sở hợp tác với phó gia. Phó gia đặc biệt coi trọng vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, lúc ở Bắc Kinh gặp ông cụ phó gia cùng với phó bá cử đã nhiều lần ám chỉ, nhất định phải nắm được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến. Bước đầu tiên thành công, về sau mới có triển vọng hợp tác nhiều hơn. Mặc dù Diệp Thạch Sinh không hề thích thái độ áp đặt hung hăng của phó bá cử, nhưng phó bá cử là ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng nội các chính phủ, quyền cao chức trọng, y đắc tội không nổi. Hơn nữa ít tuổi hơn so với y, về sau còn có tiền đồ lớn hơn, y muốn được vào danh sách cấp phó quốc gia, ngoại trừ ông cụ phó gia ở phía sau màn chỉ huy, phó bá cử mới là người triển khai cụ thể. Diệp Thạch Sinh chỉ biết, vấn đề lựa chọn người làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy là vấn đề mấu chốt. Y trước kia cũng đã từng trải qua vô số thế lực tham gia tranh giành một vị trí, mức độ quyết liệt thậm chí so với hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chưa từng khiến y đau đầu như lúc này, khó mà ra quyết định. Không vì cái gì khác, chỉ vì đề nghị của Phạm Duệ Hằng quá cao minh, tác động đến tiền đồ của mấy quan lớn cấp sở, xử lý không đúng, sẽ khiến không ít người bất mãn với y. Đối với một bí thư tỉnh ủy sắp hết nhiệm kỳ, Diệp Thạch Sinh thật sự không muốn đắc tội thêm với bất kỳ một cán bộ cấp sở nào. Những người xuất sắc trong số bọn họ, về sau có lẽ sẽ có nhân vật tiến vào danh sách cấp quốc gia. Trong quan trường, bắt nạt người già đừng đi ăn hiếp thanh niên, cán bộ cấp sở, nhất là nhân vật có thể làm được bí thư hoặc thị trưởng, có người nào không phải là có lai lịch có hậu thuẫn lại có trí tuệ. Y cần gì phải gây thù chuốc oán cho chính mình. Phạm Duệ Hằng tương lai chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, ông ta vẫn còn có thể nắm giữ tỉnh Yến, đương nhiên không cần lo lắng. Diệp Thạch Sinh lại không được, sau khi hết nhiệm kỳ, hoặc là rút lui một cách sạch sẽ, hoặc là tiến vào danh sách cấp phó quốc gia, cho dù tiến vào cấp phó quốc gia, cũng chưa chắc có quyền to. Con người, luôn phải nghĩ xa một chút, luôn phải giữ một đường lui để còn quay đầu lại được. Bởi vậy, Diệp Thạch Sinh bị Phạm Duệ Hằng làm cho có chút sứt đầu mẻ trán. Trừ phi y từ bỏ đề cử người cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nhưng một khi từ bỏ sẽ khiến cho phó gia bất mãn, tất cả những việc đã làm trước đây đều sẽ không còn ý nghĩa nữa. Một câu nói của Hạ Tưởng, rốt cuộc đã chạm vào nỗi đau thầm kín của Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh khó xử, hơi do dự, rồi nói. Ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, Duệ Hằng có đề cử ai không? Có. Vì Hạ Tưởng đã là cái ống loa và cầu nối, nên chắc chắn sẽ không đánh vào điều gì không nắm chắc, trực tiếp tung ra bom tấn. Ý của Chủ tịch tỉnh Phạm là, đồng chí Khâu Tự Phong thích hợp đảm đương chức vụ. Hả? Diệp Thạch Sinh thốt ra một tiếng sợ hãi, toàn thân bỗng chốc ngồi xuống. Khâu Tự Phong, chơi trò gì vậy? Sau khi nói xong, Diệp Thạch Sinh mới tự biết xúc động quá mức, lại ngồi trở lại, lắc đầu cười. Đồng chí Khâu Tự Phong còn rất trẻ, lý lịch kinh nghiệm quá ít. Hơn nữa chưa từng làm qua công tác của ban tổ chức cán bộ, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Thạch Sinh trong lòng lại rất là khó hiểu, Phạm Duệ Hằng đề cử Khâu Tự Phong là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ông ta đang tiếp cận Khâu gia, hoặc là Khâu gia đồng ý cho ông ta cái gì đó? Cũng có thể lý giải, nếu phó gia có thể tìm tới y, Khâu gia vì sao không thể tìm tới Phạm Duệ Hằng?
Tuy nhiên Khâu Tự Phong làm ở thành phố Bảo cũng coi như không tồi, hiện tại cũng là phó thị trưởng thường trực, làm thêm 2 năm nữa cũng có thể lên thị trưởng. Chẳng lẽ ngay cả thời gian 2 năm cũng không chờ được, vì muốn gia nhập vào hàng ngũ giám đốc sở, phải đến thành phố Yến để làm chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Vừa nghĩ liền nghĩ thông, người trong quan trường, không có người ngại mình thăng quan quá nhanh. Khâu Tự Phong muốn mượn thời cơ thăng chức cũng dễ hiểu, nhưng vấn đề là, Khâu Tự Phong không phải người bình thường, gã là người của Khâu gia. Lộn xộn, hỗn loạn thành rối loạn, Diệp Thạch Sinh bất chợt có một loại cảm giác sức cùng lực kiệt. Không chỉ bởi vì thế lực cường thịnh của Phạm Duệ Hằng, còn có Khâu gia đột nhiên tham gia, lẽ nào nói tỉnh Yến đã trở thành chiến trường tranh đoạt thế lực của mấy đại gia tộc. Lại đi sâu suy nghĩ, nếu y tiếp tục hỗ trợ người của phó gia, chẳng những đắc tội Phạm Duệ Hằng, còn chọc Khâu gia mất hứng. Vì một phó gia, có đáng giá hay không? Phó gia thật có thể bảo đảm cho y tiến vào danh sách phó quốc gia. Đề cử Khâu Tự Phong thật sự là một thủ đoạn diệu kỳ, rốt cuộc là chủ ý của Phạm Duệ Hằng, hay là bút tích của Hạ Tưởng. Liên tưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, Diệp Thạch Sinh đột nhiên có một loại ảo giác người trẻ tuổi trước mặt đang nói chuyện chậm rãi với y, mới là chủ mưu phía sau của toàn bộ các sự kiện. Không phải Phạm Duệ Hằng, không phải Tống Chiêu Độ, cũng không phải Mai Thái Bình, chỉ là bút tích của một người Hạ Tưởng. Lại liên lụy tới Khâu gia, cục diện càng phức tạp, Diệp Thạch Sinh lại dao động rồi. Tiểu Hạ, không nói đến thân phận bí thư tỉnh ủy của tôi. Nếu tôi chỉ là một lão già bình thường, cậu sẽ nhìn tôi thế nào? Diệp Thạch Sinh đột nhiên vô cớ mà hỏi một câu. Hạ Tưởng mặc dù hơi giật mình kinh hãi, tuy nhiên vẫn đoán được băn khoăn của Diệp Thạch Sinh. Con người Diệp Thạch Sinh vừa háo danh, lại không quả quyết, đồng thời khi suy xét vấn đề, lại quá lâu dài. Không phải nói suy xét lâu dài là không tốt, nhưng mọi chuyện đều muốn có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến những nhận định thông thường. Ngài là một ông lão hiền lành, có mặt lương thiện, cũng có ưu điểm là biết lắng nghe, đồng thời, cũng có được một tấm lòng tốt hiếm có. Nếu ngài không phải bí thư tỉnh ủy, tôi sẽ trở thành người bạn già với ngài, ngồi xuống chơi cờ, uống trà, tản bộ, trò chuyện. Hạ Tưởng nói khá hàm xúc cô đọng, cố gắng hết sức không khiến cho Diệp Thạch Sinh sinh nghi. Diệp Thạch Sinh nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu, mãi sau mới nói. Có đôi khi suy nghĩ một chút, tôi tới từng này tuổi rồi, bước về phía trước một bước là vô cùng nở mày nở mặt, nhưng cũng rất mệt mỏi. Ở trong quan trường chìm nổi mấy chục năm, cảm giác nắm quyền ai chả thích, ai cũng không muốn buông tay, nhưng luôn luôn sẽ có một ngày buông tay, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Diệp Thạch Sinh xúc động, Hạ Tưởng không nói gì thêm. Hắn không tiện nói tiếp. Cũng không thể nói tiếp, hắn còn cách ngai vàng bí thư tỉnh ủy xa vạn dặm, không thể lĩnh hội được sự xúc động của Thạch Sinh là một loại tang thương như thế nào, nhưng có một điểm hắn nghe hiểu, phó gia hứa hẹn với Diệp Thạch Sinh, là cam đoan y sẽ thăng tiến thêm một bước về phía trước. Diệp Thạch Sinh muốn lấy được sự tín nhiệm của phó gia, thì phải hỗ trợ phó gia đoạt được ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Không thể không nói, thủ đoạn sắp xếp cho Phương Tiến Giang một vị trí tốt là vô cùng cao siêu. Có thể ngăn chặn miệng lưỡi của rất nhiều người, cũng có thể mê hoặc con mắt của rất nhiều người. Điều đáng tiếc chính là, Hạ Tưởng đã nhìn ra, hơn nữa hắn không muốn để phó gia thực hiện được mưu kế, bởi vậy, không thể không gây khó dễ Diệp Thạch Sinh. Cũng không phải nhất thiết phải ép Diệp Thạch Sinh khó xử, việc trong chính trị, liên quan tới vướng mắc về lợi ích, tất nhiên sẽ có thời điểm khó xử. Hạ Tưởng không phải cố ý muốn khiến Diệp Thạch Sinh hướng về phía mình, Diệp Thạch Sinh có thể trung lập. Có thể hợp tác hữu hạn với phó gia, nhưng hoàn toàn tiếp cận phó gia, để phó gia lợi dụng khuyết điểm lỗ tai yếu mềm của Diệp Thạch Sinh để nắm trong tay thế cục của tỉnh Yến, thì không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn nhất định phải tìm mọi cách ngăn cản, bởi vì sau khi Diệp Thạch Sinh tiếp cận phó Tiên Phong, sau khi phó Tiên Phong giành được quyền phát biểu ý kiến, người đầu tiên phải đối phó chính là hắn. Nếu tôi đồng ý Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, Chủ tịch tỉnh Phạm sẽ sắp xếp cho đồ giang hoa như thế nào? Diệp Thạch Sinh rốt cục cũng đưa ra điều kiện thỏa hiệp song phương. Trong quan trường có khi xem trọng hàm xúc kín đáo, có khi lại phải trực tiếp thẳng thắn, không thể có bất kỳ khả năng gì mang đến gợi ý lệch lạc. Phương Tiến Giang được đề cử làm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, Vương Thiếu Mẫn được đề cử bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, đồ giang hoa còn trẻ, bộ trưởng Dịch có vẻ thích cậu ta, muốn điều cậu ta lên Bắc Kinh. Hạ Tưởng thấy Diệp Thạch Sinh bất động thanh sắc, lặng lặng mà nghe,
nghĩ thầm rằng lỗ tai yếu mềm của Diệp Thạch Sinh là nhược điểm, có thể bị Thôi Hướng lợi dụng, trái lại cũng có thể để hắn sử dụng. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đan Thành, ứng cử viên bí thư thành ủy Ngưu Thành, ứng cử viên phó thị trưởng thường trực thành phố Bảo, chủ tịch tỉnh Phạm chỉ quan tâm đến danh sách ứng cử viên thị trưởng của thành phố Đan Thành, hai thành phố khác, bí thư Diệp quyết định như thế nào, ông ấy sẽ đồng ý. Đồng thời, Khâu gia cũng sẽ có người ra mặt bày tỏ sự cảm tạ với ngài, tôi nghe ý tứ của Tự Phong, dường như trưởng ban Khâu cũng muốn gặp mặt ngài. Ồ, Diệp Thạch Sinh hơi khom người, sắc mặt có phần biến đổi. Nói chính trị là một giao dịch trắng trợn là không hề sai, Hạ Tưởng nói ra điều kiện, đủ để Diệp Thạch Sinh động lòng. So sánh với điều kiện của Phó gia, điều kiện Hạ Tưởng đưa ra lại thực dụng hơn. Đương nhiên cũng không thể nói là điều kiện của Hạ Tưởng, mà là điều kiện của người đứng phía sau Hạ Tưởng đưa ra, Hạ Tưởng chỉ thay mặt nói mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thạch Sinh biết Hạ Tưởng sẽ không ăn nói lung tung, hơn nữa nói thật, lời Hạ Tưởng nói, hoàn toàn đánh trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng y. Không đề cập tới việc thực lực của Khâu gia tuyệt đối không thua kém Phó gia, thậm chí so với Phó gia còn cao hơn một bậc, chỉ vì hòa giải với Phạm Duệ Hằng đã mang đến lợi thế tốt, nên không thể không khiến Diệp Thạch Sinh tim đập thình thịch. Bí thư thành ủy Ngưu Thành và phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành phố Bảo, hai vị trí mấu chốt, Phạm Duệ Hằng đều chắp tay nhường, tuyệt không nhúng tay, chẳng khác nào một phần đại lễ nặng trịch. Quan trọng là, lời nói của Hạ Tưởng không chỉ đại diện cho ý kiến của Phạm Duệ Hằng, cũng đồng thời thể hiện Mai Thái Bình sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối việc đề cử y. Đối với việc Mai Thái Bình luôn luôn đặc biệt độc lập một mình lại vẫn duy trì quan hệ tốt với Hạ Tưởng mà nói, ở toàn bộ tỉnh Yến, nếu nói chỉ có một người có thể thuyết phục Mai Thái Bình thay đổi ý kiến, cũng chỉ có thể là Hạ Tưởng, mà không phải là Diệp Thạch Sinh y. Ngoại trừ những lợi thế và lợi ích ở trên, càng không cần đề cập Khâu gia cũng khẳng định sẽ có biểu hiện. Giữa Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong, xem ra y chỉ có thể chọn một trong hai người. Diệp Thạch Sinh cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, híp mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mỉm cười. Vương Đại Pháo cuối cùng xa lưới, nghe nói còn liên quan đến Ngưu Kỳ. Tôi vô cùng bất mãn với việc này, đã ra lệnh cho Sở Công an tỉnh nghiêm túc kiểm tra phần tử biến chất trong đội ngũ công an, chỉnh đốn tố chất nhân viên đội ngũ công an. Đồng chí Hạ Tưởng, tỉnh ủy nhất định sẽ cho quận hạ mã, cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, máu của cậu không thể chảy một cách uổng phí. Hạ Tưởng đứng lên. Cảm ơn bí thư Diệp. Đi ra khỏi văn phòng của Diệp Thạch Sinh, sắc trời đã tối. Trong làn gió đêm mang theo một chút hơi thở mùa đông, khiến thân thể ngấm lạnh. Trong lòng Hạ Tưởng lại có một ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt không cảm thấy lạnh. Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ ngày mai sẽ được áp giải đến thành phố Yến, rốt cuộc vụ án sẽ tiến triển đến bước nào. Hắn trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Triều Vĩ Cương vẫn đứng chờ ở bên ngoài vừa thấy Hạ Tưởng ra, vẻ mặt vội xấu hổ mà tiến ra đón. Lãnh đạo, vừa rồi thể hiện của tôi không tốt, xin anh cứ phê bình. Tôi nhất định sẽ cố gắng sửa lại. Tôi còn trẻ, rất nhiều chỗ cân nhắc chưa đầy đủ, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội tiến bộ. Hạ Tưởng đối với biểu hiện hoang mang lo sợ của Triều Vĩ Cương vừa rồi gặp chuyện, quả thật không vừa lòng, liền phê bình gã vài câu. Biết sai có thể sửa là chuyện tốt, nhưng sửa sai cũng phải chú ý đến phương pháp, không có lãnh đạo nào thích cấp dưới cứ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, nhớ kỹ chưa? Triều Vĩ Cương toát mồ hôi đầy đầu. Giọng Hạ Tưởng không nghiêm khắc, nhưng lại mang đến cho gã một áp lực lớn lao. Có thể không có áp lực sao? Lúc có vấn đề phải khiến lãnh đạo ra mặt, gã làm thư ký mà rất không xứng với chức vụ, thậm chí hoàn toàn có thể nói là thất bại lớn. Gã lại chính mắt thấy trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhã nhận lịch sự với Hạ Tưởng, vì Hạ Tưởng mà quát mắng thuộc hạ, càng làm cho Triều Vĩ Cương hiểu rõ trong lòng một việc, theo sát Hạ Tưởng, rất có tiền đồ. Nếu bị Hạ Tưởng ghét, tuyệt đối không có đường mà đi. Vâng, vâng, lãnh đạo, tôi xin nhớ kỹ, biểu hiện về sau của tôi sẽ tốt hơn. Hạ Tưởng không nói thêm nữa, hắn cũng biết Triều Vĩ Cương dù sao ít kiến thức, sức lực không đủ, cũng không phải loại người ỷ thế hiếp người, cần từ từ bồi dưỡng thêm, học được cách dựa thế mượn lực mới có thể đứng vững gót chân ở trong quan trường. Thấy đã đến giờ tan tầm, Hạ Tưởng bảo Triều Vĩ Cương và lái xe về trước, hắn còn có chuyện phải xử lý. Triều Vĩ Cương không dám hỏi nhiều, cúi đầu đi. Đi đến bên ngoài, liền gọi điện thoại cho Phó Hiểu Bân, nói một chút về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Phó Hiểu Bân nghe xong tức giận đến dậm chân, mắng Triều Vĩ Cương ngu ngốc và nhu nhược.
một việc nhỏ như vậy mà cũng xử lý không tốt, còn làm được việc gì? Về nhà mà ôm con được rồi đấy. Triệu Vĩ Cương tự biết đối lý, một câu cũng không dám cãi lại, tùy cho Phó Hiểu Bân mắng hết nửa ngày, thái độ tốt khiến cho Phó Hiểu Bân không còn phát cáu, cũng khiến Phó Hiểu Bân hiểu rõ Triệu Vĩ Cương thật sự là trong lòng đã biết sai, cũng liền bình tĩnh lại. Buổi tối đến nhà tôi nói chuyện với cậu, thật vất vả sắp xếp cho cậu ở bên cạnh chủ tịch quận hạ, nếu cậu không chịu cố gắng nỗ lực hết sức, tôi sẽ không giúp cậu nữa. Phó Hiểu Bân luôn luôn sợ bà xã, bình thường cũng vô cùng trân trọng Triệu Vĩ Cương, hôm nay quả thật là rất nóng tính, chủ yếu là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiên, thất vọng vì người mình đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng lại không có ý chí cầu tiến y tức giận đến mức đau dạ dày. Buông điện thoại, Phó Hiểu Bân thấy bà xã ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt không vui, liền nói một câu. Nhìn cái gì vậy, tôi dạy dỗ Vĩ Cương là vì tốt cho nó. Bà xã Phó Hiểu Bân đi tới véo tai y, miệng còn nói. Anh giỏi, mắng được Vĩ Cương thì cứ mắng đi, có phải ngay cả em cũng muốn mắng luôn hay không? Ừ, em dùng hành động nói cho anh rõ, trong nhà ai là người đứng đầu. Dừng tay. Phó Hiểu Bân lần đầu tiên nổi giận với bà xã. Đồ vợ thối, anh không mắng nó, nếu như nó bị chủ tịch quận hạ đánh vào lãnh cung, cả đời coi như xong rồi. Em nói xem là mắng hai câu oan uổng, hay là tiền đồ quan trọng hơn? Người vợ dừng tay, ngập ngừng hỏi. Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Nói thừa, không nghiêm trọng thì anh nổi giận như vậy làm cái gì? Nếu không phải là Vĩ Cương, kẻ khác có như thế nào, anh thèm mà chõ mõm vào. Em còn la ó, tóc thì dài mà kiến thức thì ngắn, còn nói anh không đúng. Hiện tại rõ ràng là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ mà ai đó định đoạt ở nhà. Phó Hiểu Bân được thể không bỏ qua cho người, quyết định thừa cơ đoạt lại quyền lực trong nhà rồi hãy nói. Vợ y bị hù dọa, cười theo. Thật để tốt cho Vĩ Cương, em không nói anh nữa, a hát, em đi làm món ăn ngon cho anh. Cô đi vào đến bếp mới ý thức được có điều không đúng, sờ sờ tóc, tự nói. Tóc em không quá dài nha, sao dám nói em kiến thức ngắn. Hạ Tưởng chắc hẳn không biết một chuyện có thể dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền, chẳng những khiến Mã Tiêu càng thêm căm hận hắn, còn khiến Phó Hiểu Bân nắm được cơ hội, dạy Triệu Vĩ Cương một bài học. Ở trong nhà dần dần nắm giữ quyền chủ động, trình diễn một vở kịch, nông nô vùng lên ca hát. Hạ Tưởng một mình đứng ở cổng trụ sở tỉnh ủy, bấm số điện thoại của Phạm Duệ Hằng. Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi là Hạ Tưởng, mới từ văn phòng bí thư Diệp đi ra, sự việc coi như thuận lợi. Báo cáo công tác càng kịp lúc, càng có thể biểu thị sự coi trọng đối với lãnh đạo, lại càng có thể khiến lãnh đạo coi trọng anh. Phạm Duệ Hằng tình cờ đang cùng Nghiêm Tiểu thì nói chuyện. Nhận được điện thoại Hạ Tưởng, ha hả cười. Tốt, chuyện tốt, cậu làm việc, tôi khá yên tâm. Nếu tất cả mọi việc đều thuận lợi, kế tiếp sẽ chờ xem, dù sao tiếng nói của tôi tại tỉnh Yến cũng có trọng lượng nhất định. Đúng rồi, nghe nói Vương Đại Pháo ngày mai có thể áp tải đến thành phố Yến, có một số việc cũng tới lúc phải chấm dứt hẳn rồi. Phạm Duệ Hằng cũng vô cùng quan tâm đến tình hình quận Hạ Mã, là quận mới đầu tiên của thành phố Yến. Lúc y tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, đúng là lúc quận Hạ Mã tỏa ánh sáng rực rỡ, y cũng bắt đầu hướng ánh mắt chú ý. Đương nhiên, bên trong cũng có nguyên nhân của Hạ Tưởng thân là chủ tịch quận Hạ Mã. Chương 627, liên tục không ngừng. Quả thật Hạ Tưởng đóng vai trò người phát ngôn của Phạm Duệ Hằng, là kết quả do Phạm Tranh âm thầm ra mặt đại diện cho Phạm Duệ Hằng, thỏa hiệp với hắn. Lập trường của Phạm Duệ Hằng Hạ Tưởng cũng biết rõ, ông cũng không muốn dưới sự cai trị của ông. Để Phó gia phát triển lớn mạnh. Cho dù sau khi Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, không thể ngăn cản bước chân Phó gia tiến quân vào tỉnh Yến, xuất phát từ sự cân bằng trong chính trị mà suy xét, ông tình nguyện tiến cử thế lực Khâu gia để giữ cân bằng với Phó gia, cũng không muốn để Phó gia tại tỉnh Yến muốn làm gì thì làm. Lúc không đủ thực lực, sự cân bằng và kiềm chế chính là phương pháp tốt nhất. Phạm Duệ Hằng đang nói vài câu về tình hình trước mắt với Hạ Tưởng. Cùng với sự việc Vương Đại Pháo xa lưới, thì bỗng nhiên chuyển đề tài, nói một câu khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi. Gần đây Tiểu Thì và cậu gặp mặt không nhiều lắm, giữa các cậu giận dỗi sao? Hạ Tưởng có phần không hiểu hàm ý lời Phạm Duệ Hằng nói, nghĩ ngợi, nói. Có thể là Tiểu Thì hơi bận, tinh thần của cô ấy hẳn là đặt ở nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì. Giữa tôi và Tiểu Thì, hẳn là chưa từng có ngày nghỉ lễ, nếu là có đi nữa. Thì có thể là cô ấy lòng dạ hẹp hòi.
trong tình huống bình thường, tôi sẽ không chủ động làm phụ nữ giận. Phạm Tranh rất đồng ý với quan điểm này của tôi. Ha ha, tôi chắc đã đắc tội với cô ấy. Ha ha, Phạm Duệ Hằng cũng cười. Chẳng lẽ cậu không nghĩ là vì tiểu thì đã yêu rồi, nên mới ít liên lạc với cậu. Những lời ám chỉ này ý tứ càng ngày càng rõ ràng, Hạ Tưởng lại càng sửng sốt. Trong ấn tượng Phạm Duệ Hằng rất ít khi nói đùa với hắn, hôm nay sao đột nhiên lại nói ra việc cá nhân của Nghiêm Tiểu Thì, mục đích là gì? Khó hiểu thì khó hiểu, Chủ tịch Tỉnh đặt câu hỏi, mặc kệ là vấn đề ngạc nhiên kỳ lạ gì, phải trả lời. Yêu đương là chuyện tốt, giờ cũng nên suy xét việc cả đời một chút. Không biết người đàn ông may mắn có thể khiến Tiểu Thì vừa ý kia là ai? Mai Hiểu Mộc. Tiếng Phạm Duệ Hằng nghe không có vẻ gì phập phồng, nhưng Hạ Tưởng lại quá nhạy cảm mà ý thức được cái gì đó. Quả nhiên, sau khi bất chợt dừng lại, Phạm Duệ Hằng lại hỏi. Thế nào Hạ Tưởng, cậu thấy thế nào về tính tình của Mai Hiểu Mộc? Nghe nói cậu và cậu ta cũng biết nhau. Bất kể Nghiêm Tiểu Thì có phải thật lòng tiếp nhận sự theo đuổi của Mai Hiểu Mộc hay không, Hạ Tưởng hiểu một việc, Phạm Duệ Hằng là thật tâm hy vọng Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Mộc có thể thành chuyện tốt, bởi vì Mai Hiểu Mộc là người Mai gia, là cháu trai của Mai Thái Bình. Bất kể là xuất phát từ góc độ quan hệ thân thiết với Mai Thái Bình, hay là suy xét ý tưởng muốn tiếp cận với Mai gia, Nghiêm Tiểu Thì nếu thật có thể cùng Mai Hiểu Mộc đến với nhau, thì coi như ý nguyện của Phạm Duệ Hằng được hoàn thành mỹ mãn. Phỏng chừng Phạm Duệ Hằng cũng từ việc Diệp Thạch Sinh tiếp cận phó gia mà ngộ ra đạo lý, cũng có ý nhờ cậy vào thế lực gia tộc để mở đường cho tương lai. Hạ Tưởng nghĩ ngợi, nói. Tôi và Mai Hiểu Mộc tiếp xúc không nhiều lắm, đối với cậu ta vẫn chưa thể nói là hiểu biết. Và lại việc yêu đương là từ hai phía, chỉ cần hai người cảm thấy thích hợp, người ngoài cũng không thể nói gì thêm. Tuy nhiên đứng trên lập trường bằng hữu, tôi thật lòng chúc bọn họ hạnh phúc. Tiểu Thì đang ở văn phòng của tôi. Muốn nói với cô ấy vài câu hay không? Phạm Duệ Hằng không tỏ thái độ với lời nói của Hạ Tưởng, chỉ cho Hạ Tưởng một đề tài chọn lựa. Hạ Tưởng hơi lưỡng lự, tiếng Phạm Duệ Hằng lại truyền tới. Được rồi, Tiểu Thì nói cô ấy còn có việc, phải đi. Vậy cứ như vậy trước nhé. Gió đêm lạnh lùng thổi lên trên người, Hạ Tưởng cảm thấy trí não tỉnh táo lạ thường. Thật thú vị, Phạm Duệ Hằng cũng động tâm, đánh vào chủ ý hôn nhân. Đương nhiên chủ ý là không tồi, quan trọng là, Nghiêm Tiểu Thì thật lòng thích Mai Hiểu Mộc sao. Nhìn đèn đường dần dần thắp sáng, nghĩ đến ngày Mai Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ trở về, Hạ Tưởng không biết sao, đột nhiên xuất hiện một tia dự cảm chẳng lành. Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Lão Cổ, khiến hắn chấn động Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ, trong đó có cả mấy người của quân đội, bị một đội ngũ quân đội của tỉnh dự bắt giam. Hạ Tưởng không khỏi giật mình. Quân đội nào mà to gan như vậy, dám nhốt người của ông? À, trong quân đội không ít phe phái, mỗi vùng đều có phe phái độc chiếm tương ứng, tạm thời bắt giữ người cũng là bình thường. Tôi cảm thấy mục đích của bọn họ không phải bắt giữ người, kéo dài thời gian mới là ý định thực sự của bọn họ. Lão Cổ đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng, hiển nhiên hiểu rõ có người của ông ở đó, đối phương cho dù là tạm thời bắt giữ. Cũng không dám để cho Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo chạy, cũng sẽ không làm gì hai người đó, nếu không ông mà nổi giận, cũng có thể sẽ khiến đối phương chịu không nổi. Nhưng người của ông đã tỏ rõ thân phận, mà đối phương vẫn kiên quyết bắt giam, thì hành động có chút ý vị sâu xa. Ngoại trừ kéo dài thời gian, không thể khiến Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo kịp trở về thành phố Yến Gia, Lão Cổ nghĩ không ra còn có bất kỳ việc quan trọng nào đáng để đối phương chuyện bé xé ra to. Kéo dài thời gian. Hạ Tưởng vừa nghĩ liền hiểu rõ vấn đề mấu chốt trong đó. Chẳng lẽ là bọn họ muốn đánh vào khác biệt về thời gian, muốn xử lý sạch sẽ chứng cứ của thành phố Yến? 8-9 phần. Lão Cổ thoải mái mà cười. Dù sao đó là chuyện của cậu, không quan hệ với tôi. Tôi đề xuất, phái lực lượng công an đi tiếp ứng một chút, tránh ở giữa lại phạm sai lầm. Hạ Tưởng cảm ơn Lão Cổ xong, ngay lập tức bấm số điện thoại của Lịch Phi. Lịch Phi. Cậu lập tức dẫn một đội, đi tới tỉnh dự tiếp viện người áp giải Vương Đại Pháo. Nhớ kỹ, báo cáo với Hoàng Kiến Quân và Cục trưởng Tôn, cần phải điều động lực lượng cảnh sát có năng lực cao. Dọc đường đi chú ý an toàn. Lịch Phi lần đầu tiên nghe Hạ Tưởng trịnh trọng truyền đạt mệnh lệnh, lập tức tinh thần khẩn trương dâng cao. Vâng, tôi lập tức xin chỉ thị xếp Hoàng và xếp Tôn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xuất phát từ suy xét cẩn thận.
Hạ Tưởng lại tự mình gọi điện thoại cho Hoàng Kiến Quân và Tôn Định Quốc, sau khi trưng cầu ý kiến bọn họ, mới hơi chút yên tâm. Nơi tiếp giáp giữa tỉnh Dự và tỉnh Yến, chỗ bắt giữ Vương Đại Pháo cách thành phố Yến hơn 500 km, Lịch Phi dẫn 5 chiếc xe cảnh sát cộng với lực lượng hơn 10 người có năng lực tốt, ăn sáng qua loa xong, liền một mạch lên đường cao tốc hướng phía Nam mà đi, tranh thủ trước buổi chiều ngày mai, áp tải Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ về thành phố Yến. Hạ Tưởng ngồi ở trong văn phòng, cẩn thận trải chuốt mạch suy nghĩ một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, thì cảm thấy nếu việc tạm giữ thật sự là do Phó Tiên Phong gây nên, như vậy Phó Tiên Phong là hạng trang vũ kiếm, ý tại phái công TN, hạng trang biểu diễn màn múa kiếm nhằm lấy mạng Lưu Bang, phái công ý nói hành động với một mục đích giấu kín, phái công có thể đoán được, không phải Bạch Chiến Mặc thì chính là Khang Thiếu Diệp. Bạch Chiến Mặc là vị trí then chốt, Phó Tiên Phong sẽ không dễ dàng mà vứt bỏ y. Làm một quân cờ trọng yếu nhất của Phó Tiên Phong, Bạch Chiến Mặc hiện tại không thể bị Phó Tiên Phong qua cầu rút ván, bởi vì Bạch Chiến Mặc còn có thể trọng dụng. Như vậy thì chỉ còn một khả năng, Khang Thiếu Diệp. Khang Thiếu Diệp hiện tại đang nằm viện, nghe nói còn đang bị hôn mê, Phó Tiên Phong còn muốn Khang Thiếu Diệp phải như thế nào nữa? Khang Thiếu Diệp đã trải qua 2 lần bệnh tim đột phát, thể trạng chắc chắn không được như trước, không chừng còn phải tĩnh dưỡng lâu, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về quận Hạ Mã công tác, y còn có thể gây sức ép tạo sóng gió gì nữa. Hạ Tưởng còn chưa nghĩ thông suốt mắt xích trong đó, thì bị điện thoại của Tiêu Ngũ cắt ngang. Tiêu Ngũ khẩn cấp báo cáo với Hạ Tưởng, Thương mại Trường Cơ lại ra mặt tiếp xúc với Bất động sản Giang Sơn, đề xuất yêu cầu muốn đàm phán. Thật đúng là gió lửa không ngừng, một bên Phó Tiên Phong bắt giữ người, một bên Nguyên Minh Lượng gây sự, thật đúng là chiến tranh liên miên. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại vô cùng vui mừng, Nguyên Minh Lượng muốn lật bài rồi, hắn lập tức bảo Tiêu Ngũ thông báo cho Tôn Hiện Vĩ, Lý Thấm và Thẩm Lập Xuân, giữa trưa đến khách sạn Hào Môn họp. Bởi vì hành động của Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng liền tạm thời bỏ việc Khang Thiếu Diệp ra khỏi đầu, không phân tích sâu xa thêm nữa. Buổi sáng bận rộn với không ít việc, xử lý không ít công vụ, lại mở một cuộc hội ý ngắn với Bạch Chiến Mặc, giữa trưa vừa xong việc liền vội vàng chạy tới khách sạn Hào Môn, mở hội nghị kín với mấy người. Sau khi Hạ Tưởng trở lại quận Hạ Mã, hôm nay là lần đầu tiên gặp lại mọi người. Vừa gặp mặt, trước tiên là hàn huyên một hồi, Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân vây quanh Hạ Tưởng nhìn một lúc lâu, xác nhận Hạ Tưởng quả thật không có việc gì mới yên tâm. Lý Thấm mặc áo gió màu lam nhạt, đeo một chiếc khăn choàng càng lộ vẻ phong tình của phụ nữ trưởng thành. Cô chỉ ngồi nhìn từ xa, không ngồi gần, trong ánh mắt toát ra vẻ thản nhiên mà thân thiết. Đối với Lý Thấm mà nói, Hạ Tưởng vừa thần bí lại vừa thực tế, nhưng ở bên trong sự thực tế, lại có sự xa lạ khiến cho người ta khó có thể lý giải. Thần bí chính là, Hạ Tưởng bao giờ cũng thể hiện một bộ dạng tự tin tính toán kỹ càng, khiến cô có phần khó hiểu lại có phần không phục. Nhưng hắn luôn luôn có cử chỉ khác thường, còn có bàn tay, vẽ rồng điểm mắt, cô mặc dù không phục sự tự tin quá độ của Hạ Tưởng, nhưng lại có phần khâm phục sự trấn tĩnh gặp chuyện không sợ hãi của hắn. Thực tế chính là, Hạ Tưởng lại là người có tình người, với mấy người Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân vừa là quan hệ cấp trên và cấp dưới, vừa có tình hữu nghị của anh em, hắn đối với công nhân cũng bình đẳng như nhau. Còn điều khiến Lý Thấm cảm thấy xa lạ chính là, Hạ Tưởng lại có một mặt ác nghiệt và ác liệt, ví dụ như trong việc đối đãi trên sự việc của Thương mại Trường Cơ, thì hắn lại có một mặt bình tĩnh vô tình và không hề nương tay. Hạ Tưởng thật đúng là một người phức tạp khiến cho người ta khó có thể mà suy xét. Tuy nhiên Lý Thấm nhớ lại lời ví von lần trước Hạ Tưởng nói với cô, trong lòng liền tức giận, cảm thấy sự tôn nghiêm của cô đã bị xâm phạm. Nhưng lập tức lại nghĩ, Thương mại Trường Cơ thể hiện thái độ dự định đàm phán, chứng tỏ lời Hạ Tưởng là chính xác, lại khiến cô tức giận, rồi lại không thể không phục ánh mắt tinh tường xuất sắc của Hạ Tưởng. Sau khi chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, còn chưa gọi món ăn, tiếng mở cửa vang lên, Tề Á Nam vừa chạy tới. Tề Á Nam đang ở khách sạn Yên Kinh tiếp một khách hàng quan trọng, nghe ban giám đốc Hào Môn báo cáo, Hạ Tưởng tổ chức gặp mặt ở Hào Môn, y liền lập tức cáo lỗi với khách hàng, vội vàng tới Hào Môn. Y biết Hạ Tưởng công việc bận rộn, hôm nay giữa trưa tụ hội là cơ hội khó mà có được. Sau khi Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến, y vẫn chưa từng cùng ngồi chung với Hạ Tưởng, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Tình trạng vết thương của Hạ Tưởng cứ vướng bận trong lòng y. Tề thị hiện giờ muốn buộc chặt một chỗ cùng với tiền đồ của Hạ Tưởng, Tề Đông Lai đã trịnh trọng mà nói cho Tề Á Nam,
phải trên cả hai phương diện trí yên thích và quan hệ cá nhân mà thể hiện sự thành tâm với Hạ Tường, nhất định phải đạt được sự tán thành của Hạ Tường, trở thành hậu duệ trực tiếp của hắn, thậm chí dặn dò, trong thời gian ngắn bồi thường mấy chục triệu cũng không quan trọng, chỉ cần Hạ Tường cần công trình chiến tích, thì nhất định đáp ứng cho hắn. Tề Á Nam liền biết, cha mình chẳng khác nào đem tương lai của tập đoàn Tề Thị đánh cuộc vào Hạ Tường, nói cho cùng, cũng là đưa tương lai của y và tiền đồ Hạ Tường buộc vào nhau. Bình tĩnh mà xem xét, Tề Á Nam cũng vô cùng kính nể Hạ Tường, cho rằng Hạ Tường là bằng hữu có thể giao thiệp, và đáng tin cậy. Bởi vậy vừa nghe thấy tin Hạ Tường hôm nay tổ chức gặp mặt ở khách sạn Hào Môn, y liền vội vàng tới, chính là muốn biểu hiện sự quan tâm giữa bằng hữu với nhau. Trước đây từng cùng liên kết giữ cân bằng sự việc của thương mại Trường Cơ, Hạ Tường không phải cố ý giấu giếm Tề Á Nam. Hơn nữa căn cứ tình hình hiện tại tiến hành đánh giá rủi ro một chút, thương mại Trường Cơ so với tưởng tượng của hắn còn có thực lực hùng hậu hơn, Nguyên Minh Lượng so với trong tưởng tượng của hắn cũng túc trí đa mưu hơn. Vốn tưởng rằng lúc ấy Phó Tiên Phong khoác lác 20 tỷ đầu tư là có phần cường điệu, hiện tại xem ra, Nguyên Minh Lượng đã ném ra hơn 5 tỷ tiền vốn, bây giờ còn có xu hướng tiến quân ồ ạt, bởi vậy có thể thấy được thương mại Trường Cơ gióng trống khua chiêng 20 tỷ, cho dù phần lớn là tô vẽ thêm, dự đoán ít nhất cũng chuẩn bị trên 15 tỷ tiền vốn. Để bảo đảm an toàn, Hạ Tưởng dự định kéo cả tập đoàn Tề Thị xuống nước. Á Nam đến đây vừa đúng lúc, tôi đang có sự việc muốn tìm anh thương lượng. Đến đây, ngồi xuống đi. Hạ Tưởng không một chút khách khí mà hướng Tề Á Nam vẫy tay chào, sau đó hướng Tôn Hiện Vĩ cười ha ha. Hiện Vĩ, anh tiết kiệm được tiền nhé. Á Nam vừa đến, hôm nay miễn phí. Tôn Hiện Vĩ ngồi ở bên phải Lý Thấm, thấy ánh mắt Lý Thấm vừa động, liền lập tức không phục mà lôi ví ra. Lãnh đạo, chê tôi nghèo hả? Lúc nào cùng ngồi ăn cơm với nhau, tôi trả tranh trả tiền. Vài tỷ tới chục tỷ tôi không chơi nổi, nhưng sơn hào hải vị vẫn ăn vô biên. Ánh mắt Lý Thấm càng thêm xem thường hơn. Hạ Tưởng liền trực tiếp đứng dậy kéo Tôn Hiện Vĩ lại. Đi đi, anh ngồi một bên đi. Để Á Nam ngồi ở đây, tôi nhìn anh mà bực mình. Tôn Hiện Vĩ cười ha ha. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, có thiên có hướng. Được, tôi nghe lời còn không kịp. Y ngoan ngoãn mà ngồi xuống một bên, cách Lý Thấm khá xa, tuy nhiên ánh mắt còn có phần lưu luyến không rời dừng trên người Lý Thấm. Lý Thấm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ một cái, ngược lại tò mò quan sát Tề Á Nam vài lần. Không thể không nói Tề Á Nam mặc dù trong nhận thức trước đây của Hạ Tưởng hơi ăn chơi trác táng, nhưng những năm gần đây sau khi biết tốc độ thăng chức và kiến thức của Hạ Tưởng, mới biết được thế nào gọi là, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tiên, ngoài trời này có bầu trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn, đã sửa đổi rất nhiều. Bộ dạng của y vốn không tồi, lại cộng thêm sự khiêm tốn cố tình duy trì, khiến cho y có một loại phong thái giàu sang ẩn hình, khiến người ta có cái nhìn đầu tiên là cảm giác thoải mái. Hạ Tưởng không thấy xa lạ, chẳng những để y ngồi gần hơn một chút, lại đề xuất kêu y miễn phí, y liền vui vẻ trong lòng, biết trong cảm nhận của Hạ Tưởng, vị trí của y càng ngày càng gần. Nói cách khác, y cách người ở trung tâm vòng tròn của Hạ Tưởng, chỉ kém một bước. Một câu kế tiếp của Hạ Tưởng, khiến cho Tề Á Nam mừng rỡ như điên, biết Hạ Tưởng đã hoàn toàn tiếp nhận y. Á Nam, gần đây Tề Thị còn bao nhiêu vốn lưu động? Có thể đăng ký thành lập một công ty bất động sản, tiến quân vào thị trường bất động sản của quận Hạ Mã hay không? Tề Á Nam biết những người đang có mặt đều là người Hạ Tưởng tín nhiệm nhất, y tuy rằng cũng biết Hạ Tưởng đối với y coi như tán thành, nhưng trong việc liên kết đối phó sự việc thương mại Trường Cơ, Hạ Tưởng trước đây chỉ bâng quơ mà đề cập qua một lần muốn mượn tiền y, sau đó không nói thêm câu nào nữa, cho thấy mức độ tín nhiệm của Hạ Tưởng đối với y còn chưa đủ. Bây giờ đề xuất để Tề Thị tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, Tề Á Nam trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Đề nghị của Hạ Tưởng chứng minh Hạ Tưởng đã hoàn toàn tiếp nhận y, muốn đem y đặt vào hệ thống nòng cốt, đúng là việc tốt từ trên trời rơi xuống mà y chờ đợi đã lâu, sao thể nào không khiến y vui vẻ ra mặt. Tề Á Nam vẻ mặt hớn hở, tuy nhiên vẫn không muốn quá thất thố trước mặt mọi người, kìm nén sự vui mừng trong lòng, nghĩ ngợi, cẩn thận nói. Vốn lưu động trong khoảng thời gian ngắn có thể gom góp 200-300 triệu, nếu cho thêm thời gian nửa năm, nghĩ được cách. Vấn đề 600-700 triệu không quá lớn. Đủ dùng rồi. Vẻ mặt Hạ Tưởng thoải mái. Trước tiên đăng ký một công ty bất động sản rồi sẽ nói tiếp. Đúng rồi, tốt nhất lên Bắc Kinh đăng ký, tên phải có khí thế mạnh mẽ một chút,
công việc trong giai đoạn đầu phải bí mật một chút, không để cho người khác phát hiện có bóng dáng của tập đoàn Tề Thị ở bên trong. Lý Thấm chen vào nói. Đến Bắc Kinh đăng ký công ty bất động sản, tôi có thể hỗ trợ. Hạ Tưởng gật đầu. Đúng, có Lý Thấm ra mặt giúp anh, thì dễ dàng hơn. Bản lĩnh của cô ấy trên phương diện hoạt động tư bản, so với các vị đang ngồi đây đều mạnh hơn rất nhiều. Á Nam, anh phải học tập nhiều ở Lý Thấm. Tề Á Nam và Lý Thấm từng gặp mặt một lần, cả hai người đều khách sáo gật đầu, bắt tay, rồi trao đổi danh thiếp. Hiện Vĩ không chịu thua mà lắc đầu, lại có phần bất đắc dĩ mà thở dài. Rốt cuộc là đã già rồi, cạnh tranh không nổi với tuổi trẻ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tâm tư của y, lập tức cười to. Tề Á Nam cũng mỉm cười phụ họa, Lý Thấm thì không cười, mặt phụng phịu, tỏ vẻ rất là bất mãn. Kế tiếp là nói tới hành động của Thương mại Trường Cơ. Thương mại Trường Cơ lần trước phái người ra mặt tiếp xúc với bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An cùng với tập đoàn Đạt Tài, cũng coi như là bắt đầu tiến hành phô trương mạng lưới, nhưng Hạ Tưởng để mấy công ty bất động sản tăng giá lên, Thương mại Trường Cơ ngay lập tức cười lạnh mà bỏ đi. Lúc ấy Lý Thấm còn tưởng rằng chào giá quá cao, sẽ thẳng tay đập chết ý nghĩ muốn mua của Thương mại Trường Cơ, lại không ngờ được mấy ngày, Thương mại Trường Cơ quả đúng theo như lời Hạ Tưởng, quay trở lại, đề xuất mở lại đàm phán. Ý chí của Thương mại Trường Cơ đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã là nhất định chiến thắng, làm sao có thể bị dọa chạy. Lý Thấm là phụ nữ, không biết dã tâm của người đàn ông nắm trong tay một khoản tiền lớn có ý đồ lao vào, bởi vậy việc Thương mại Trường Cơ đi mà quay lại, sớm đã nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng. Thương mại Trường Cơ hẳn là sẽ ép giá, chúng ta tăng giá 10%, bọn họ ít nhất sẽ đè giá xuống trong khoảng 5%, bởi vì xu thế tăng giá nhà gần đây vào khoảng 5%. Nhưng nếu bọn họ lại chủ động đến, chính là một khối thịt lớn, không thoải mái mà cắt một dao, thì thật sự đáng tiếc. Bởi vậy chúng ta nhượng bộ nhiều nhất là 2%, nếu thấp hơn mức tăng 8%, thì không ra tay dứt hẳn một lần. Hạ Tưởng nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của từng người, bất kể là Tôn Hiện Vĩ cợt nhả, hay là Thẩm Lập Xuân vui tươi hớn hở, Tiêu Ngũ câu nệ, Lý Thấm khó hiểu, cùng với vẻ mặt Tề Á Nam cẩn thận, bị ánh mắt Hạ Tưởng đảo qua, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu đồng ý. Lý Thấm nghĩ Hạ Tưởng vẫn còn có một mặt uy phong, thật sự là một người đàn ông ngàn mặt. Không ai đề xuất ý kiến phản đối, Lý Thấm thì kiềm chế không được sự khó hiểu trong lòng, mở miệng hỏi. Tôi còn chưa rõ, tại sao Thương mại Trường Cơ muốn làm ra vẻ coi tiền như rác, phải để chúng ta kiếm trác một vố. Chẳng lẽ chính bọn họ không thể xin phê duyệt một dự án, mua lại đất nền, sau đó xúc tiến việc tiêu thụ bất động sản của chính mình? Hạ Tưởng cười nói. Đã là vốn lưu động, chính là đặc tính tự do và mơ hồ. Nếu phát triển bất động sản, sẽ không còn là vốn lưu động, mà chính là tài sản đầu tư cố định, muốn rút vốn sẽ khó khăn. Trực tiếp tiếp nhận khu chung cư có sẵn, rủi ro giai đoạn đầu bằng không, rủi ro tiêu thụ về sau cũng cực thấp, cho dù có nảy sinh sai lầm không thể kiếm trác nhiều, cũng có thể thông qua cách thức dùng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng, làm cho không phải bồi thường, sau đó đúng lúc rút lui. So sánh một cách không thỏa đáng, hiện tại bất động sản giống như người phụ nữ trưởng thành vậy, tự mình phát triển giống như lên kế hoạch nuôi dưỡng Lolita. Là nhân vật cô bé con đáng yêu trong tiểu thuyết cùng tên, vốn lưu động cũng không đủ kiên nhẫn để chờ Lolita lớn lên. Chương 628, buồn gần lo xa. Lolita, là ý gì? Lý Thấm sửng sốt, tuy rằng chưa bao giờ nghe qua cách nói Lolita, mơ hồ cũng có thể đoán ra ý nghĩa đại khái. Là cô bé gái. Hạ Tưởng liền cười. Đại khái là ý tứ này, tóm lại không cần lo Thương mại Trường Cơ sẽ không chấp nhận điều kiện của chúng ta. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ giúp chúng ta kiếm lời, bởi vì bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và tập đoàn Đạt Tài, cũng không thiếu tiền mặt, tài chính đều rất vững chắc, không giống một số công ty bất động sản duy trì dựa vào vốn vay, sẽ nóng lòng ra tay. Bởi vậy giá cả chúng ta đưa ra tuy rằng cao, Thương mại Trường Cơ cũng trong lòng biết rõ, bởi vì thực lực của chúng ta, hơn nữa tên tuổi của chúng ta, cũng như vị trí bất động sản so với những chỗ khác tốt hơn hẳn. Triển vọng tiêu thụ khả quan, tuyệt đối đáng tăng giá 8%. Tôi không quá tin là Thương mại Trường Cơ sẽ mắc mưu, cảm thấy để giá quá cao, có phần hơi phiêu lưu. Lý Thấm khẽ lắc đầu. Tiêu Ngũ không khách sáo mà nói một câu. Lãnh đạo chỉ bảo, chúng ta nhất định nghe theo, đâu ra mà nhiều vấn đề như vậy.
Lãnh đạo cũng là người, cũng có thời điểm phạm sai lầm. Tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở anh ấy, tự tin quá độ chính là tự đại. Lý Thấm lập tức phản bác. Thẩm Lập Xuân ha hả cười. Chủ tịch Thành đã bảo tôi hạ tưởng nói như thế nào, thì anh cứ làm như vậy. Nếu hắn giải thích, anh nghe không hiểu, anh chỉ cần đi theo học là được, không cần hỏi thêm vì sao. Đợi sau khi có kết quả, anh quay đầu nhìn lại quá trình, thì sẽ hiểu được vì sao người khác tài trí hơn anh. Lý Thấm vốn thẳng tính, hơn nữa cô ở nước ngoài nhiều năm, đã hình thành thói quen tranh luận trực tiếp với cấp trên, vẫn không vừa lòng nói. Tôi cảm thấy chủ tịch quận hạ đôi khi quá hống hách, nói sao làm vậy, không chịu nghe ý kiến khác, chuyên quyền độc đoán. Độc đoán có cái tốt của độc đoán, đôi khi trong một việc quan trọng, phải thống nhất chỉ huy, phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, nếu không rất dễ khiến việc thất bại. Hạ Tưởng không chút để ý nói. Lý Thấm, tôi nói cô làm, thành công, coi như công lao của cô. Thất bại, thì coi như lãnh đạo của tôi sai lầm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, được không? Được, một lời đã định. Lý Thấm đã không nghe kỹ sơ hở trong lời nói của Hạ Tưởng, hoàn toàn mặc kệ thành bại, hắn đều không có lợi. Lời cô vừa ra khỏi miệng mới ý thức được Hạ Tưởng mặc dù đôi lúc chuyên quyền độc đoán, nhưng lời vừa nói vẫn rất đàn ông, có sự khoan dung, liền lại khiến cô ngượng ngùng nói thêm. Nếu thành công, tôi xin nhận sai trước mặt anh. Sai, sai ở chỗ nào? Hạ Tưởng rộng lượng mà vung tay lên. Có tranh luận là chuyện tốt, chứng minh cô cũng một lòng muốn làm tốt công việc. Chẳng qua là bất đồng ý kiến mà thôi, cũng chứng minh lá gan của cô to hơn bọn họ. Quả thật bọn họ cũng không phục lắm, tuy nhiên không dám nói ra, chỉ cô dám đối mặt chống đối tôi. Tôn Hiển Vĩ cười ha hả không ngừng. Nhưng không bao gồm tôi phục, thật lòng phục. Thẩm Lập Xuân cười mà không nói, Tiêu Ngũ và Tề Á Nam đều cùng nhau gật đầu, tất cả đồng thanh. Tâm phục khẩu phục, Lý Thấm khẽ mỉm cười. Tốt, tôi đành im lặng. Sợ các anh rồi. Hội họp lần này đã định ra quan điểm chủ yếu, duy trì mức giá 8%. Tập đoàn Tề thị chính thức tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, công việc cụ thể do Tề Á Nam và Lý Thấm bắt tay vào làm, Hạ Tưởng không hề hỏi đến công tác chuẩn bị giai đoạn đầu. Buổi chiều trở lại văn phòng, nhận được điện thoại của Lịch Phi, đã tiến hành tiếp xúc với cảnh sát tỉnh dự, dưới sự phối hợp với cảnh sát địa phương, sau khi gặp mặt quân đội đóng giữ địa phương, đối phương cũng đồng ý thả người. Đang trong quá trình xin chỉ thị cấp trên, nói là muộn nhất tối nay có hồi âm. Lịch Phi hơi có phần hưng phấn. Lãnh đạo, tôi đã gặp Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ. Ngưu Kỳ không nói gì, ngoan cố, thấy tôi một câu cũng không nói. Vương Đại Pháo trái lại là một gã nực cười, thấy tôi còn đầm đìa nước mắt nước mũi, nói gã là người của quân giải phóng. Còn bà nó, nếu không có người ngoài ở đấy, tôi thế nào cũng phải bẻ gãy một tay của gã. Tuy nhiên tôi có điều lo lắng, Vương Đại Pháo đầu óc hơi kém cỏi, những điều gã biết chắc chắn chỉ có hạn, nếu Ngưu Kỳ dù chết không chịu mở miệng, thật sự khó mà làm to chuyện. Hạ Tưởng hiểu rõ tâm tư của Lịch Phi, cũng là một lòng muốn thay hắn báo thù, liền giải thích nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đầu tiên việc thẩm án không cần nghĩ nhiều, nhiệm vụ trước mắt của anh chính là đem Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ bình an trở về. Nhớ lấy. Trên đường không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Lịch Phi xốc lại tinh thần, hướng về Hạ Tưởng bày tỏ sự bảo đảm. Hy vọng dọc đường không gặp phải sai lầm gì thì tốt. Hạ Tưởng hiện tại cũng có phần bị Vương Đại Pháo làm cho mất bình tĩnh, chỉ sợ lại thêm phiền toái. Sau khi hết giờ làm hắn vốn định về nhà yên tĩnh một chút, ngẫm nghĩ lại ý đồ kéo dài thời gian của Phó Tiên Phong rốt cuộc là kiếm chỉ vào nơi nào. Vừa vào đến cửa liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Nói là muốn đến nhà gặp. Hạ Tưởng hiển nhiên hoan nghênh, vội bảo Tào Thù Lê và Lam Miệt chuẩn bị cơm chiều, bởi vì hắn biết Tống Chiêu Độ không thích ăn cơm ngoài một chút nào. Lam Miệt hiện tại trên cơ bản đã trở thành một nửa thành viên của gia đình, ban ngày đi làm, cứ đến buổi tối thì đến đây. Cô thứ nhất là tình cảm khăng khít với Tào Thù Lê, thứ hai là hiện tại càng ngày càng không thể rời khỏi Hạ Đông, rất thích Hạ Đông. Tuy rằng lúc Hạ Đông mới sinh ra, đã có Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc làm mẹ nuôi. Nhưng theo Hạ Tưởng thấy, trước mắt xứng với chức mẹ nuôi nhất kỳ thật là Lam Miệt. Bởi vì Hạ Đông hiện tại thích được Lam Miệt bồng nhất, tuy rằng đôi khi tình cờ dùng tay bất nhã sờ vào ngực Lam Miệt, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại làm ảnh hưởng đến sự thân thiết của Lam Miệt đối với cậu bé. Vóc dáng của Tào Thù Lê đã hoàn toàn khôi phục,
hình thể so với trước kia càng khỏe đẹp nhiều hơn, sau khi sinh đẻ thân thể càng nở nang đẫy đà, không mập không gầy, càng khiến Hạ Tưởng để tâm. Cô bình thường ở nhà sẽ mặc một chiếc áo ngủ rất đặc sắc của cô gái trẻ, đôi khi từ phía sau nhìn lại còn tưởng một học sinh chưa tốt nghiệp. Nếu cô không ôm Hạ Đông, bất kể ai thấy cũng sẽ không nghĩ rằng cô đã là mẹ của một đứa con, còn tưởng rằng cô là một cô bé ngay đến bạn trai còn chưa có. Tống Chiêu Độ muốn tới, Tào Thù Lê không dám chậm trễ, tuy rằng cô cũng biết Phó Chủ tịch Thường Trực tỉnh và Hạ Tưởng quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng vẫn phải để tâm đến thân phận quan lớn cấp phó tỉnh của ông. Dĩ nhiên, bởi vì Tống Nhất Phàm chắc chắn cũng sẽ đi cùng, cô rất vui. Cô đã thích kẻ tinh danh cổ quái Tống Nhất Phàm, từ trên người Tống Nhất Phàm, cô nhìn thấy hình bóng chính mình năm đó. Bận rộn trong chốc lát, Tào Thù Lê vừa lơ đãng quay đầu lại, phát hiện Hạ Tưởng ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi đau xót trong lòng. Hắn quá mệt mỏi, mỗi ngày giống như chiếc trong chóng chuyển động không ngừng, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi, hơn nữa còn phải chịu đựng áp lực mọi mặt, vừa phải đối phó các mối quan hệ phức tạp ở mọi phương diện. Cứ nghĩ tới những lận đận long đong mà hắn từng trải qua, cô không khỏi đau lòng không ngừng, đàn ông quả thật không dễ dàng, nhìn vẻ bề ngoài của bọn họ, ai lại biết được đằng sau con người của họ là sự cô đơn và buồn phiền. Lam Miệt đem Hạ Đông giao cho bảo mẫu, cũng giúp Tào Thù Lê chuẩn bị mọi việc. Cô nhìn thấy tình cảm dịu dàng trong mắt Tào Thù Lê, nhỏ giọng nói. Đôi khi tôi nghĩ, thật ra Phương Cách cũng khá tốt. Ít nhất anh ấy cũng là người vô tâm, không cho người khác quan tâm, cũng không làm cho người ta đau lòng. Cô bé Lê, cô nói tôi có nên cưới Phương Cách hay không, anh ấy vừa cầu hôn tôi. Cưới, cưới liền. Tào Thù Lê giống như đang giận dỗi với ai. Cô thật ngốc, vất vả lắm mới gặp được một người đàn ông tốt, vì sao không nhanh chóng kết hôn, chẳng lẽ còn chờ người khác cướp mất à? Sự xinh đẹp của cô có thể so sánh với Nghiêm Tiểu thì không? Sự thanh lịch có thể so sánh với Cổ Ngọc không? Chờ lúc mấy người phụ nữ khác thích Phương Cách, cô hối hận cũng không kịp. Đúng, những lời vừa nói thật là đúng. Cô không nói thì tôi cũng không biết, những gì cô vừa nói, tôi thật có cảm giác nguy hiểm. Lam Miệt lập tức vẻ mặt căng thẳng. Nghe lời cô, ngày mai tôi sẽ đáp lại anh ấy, trở thành cô dâu của anh ấy. Hi hi, Tào Thù Lê lại vui vẻ mà mỉm cười. Cô dâu, có nghĩa là, cô gả anh ấy, về sau vừa là vợ của anh ấy, nhưng cũng vừa giống mẹ của anh ấy quan tâm chăm sóc anh ấy. Cô dâu, chính là một nửa người mẹ mới cưới về. Đàn ông, đôi khi giống như nuôi dưỡng một đứa trẻ, bọn họ cũng cần dụ dỗ. Chuông cửa vang lên. Tống Nhất Phàm và Tống Chiêu Độ đã tới. Tống Nhất Phàm vừa vào cửa, chỉ kịp hướng Tào Thù Lê và Lam Miệt gật đầu một cái, liền bổ nhào đến bên người Hạ Tưởng, giữ chặt cánh tay của hắn nhìn tới nhìn lui, vòng quanh hắn hai vòng, mới vỗ vỗ ngực, thở phào một cái. Không thiếu tay thiếu chân, nhan sắc không tàn phai, vẫn còn đẹp trai giống như trước đây, nhìn chung cũng khiến tôi yên tâm. Bộ dạng người lớn khiến cho người ta buồn cười. Không ngờ cô lại nói một câu, khiến mọi người cùng cười phá lên. Hạ ca ca, anh có biết tôi là ai không? Tôi thử kiểm tra anh, xem trí nhớ của anh có bị hỏng hay không. Hỏng cái đầu quỷ của cô ấy. Hạ Tưởng giơ tay búng vào đầu Tống Nhất Phàm một cái. Cô có phải định biến tôi thành đồ ngốc hay không? Nếu không có Phó Chủ tịch tỉnh Tống ở đây, tôi chắc chắn trừng trị cô một trận. Anh định trừng trị tôi như thế nào? Tống Nhất Phàm học hư rồi, cô cười ma quái. Trong khuôn mặt tươi cười có vẻ hồn nhiên ngây thơ của một cô bé, nhưng trong ánh mắt lại biểu lộ sự giảo hoạt và khiêu khích. Chẳng lẽ anh cũng dám tét mông tôi? Khụ khụ. Tống Chiêu Độ cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được. Tiểu Phàm, không được quấy rối, đi chỗ khác chơi đi. Tống Nhất Phàm không sợ Tống Chiêu Độ, hướng Tống Chiêu Độ nhăn mặt. Ba lấy thân phận người bố để nói chuyện với con, hay là lấy thân phận của Phó Chủ tịch Thường Trực tỉnh? Nói cho ba biết. Bất kể là thân phận gì, con cũng không nghe, hừ. Hạ Tưởng liền dụ dỗ Tống Nhất Phàm. Mau đi xem Hạ Đông một chút đi, nó biết nói rồi đấy. Thật à, có gọi em là chị được hay không? Tống Nhất Phàm làm sao có khái niệm đối với việc lúc nào trẻ con biết nói, lập tức tin là thật, tuy nhiên lập tức lại ý thức được mình vừa giảm thân phận tiền bối của chính mình, lại sửa lại lời. Không đúng, Hạ Đông phải gọi em là cô. Em không đồng ý cùng vai vế với một đứa trẻ con đâu. Một hồi cười vang. Hạ Tưởng chỉ biết Tống Nhất Phàm là trung tâm trêu đùa của mọi người. Sau khi cười xong,
hắn liền cùng Tống Chiêu Độ lên lầu nói chuyện. Hai người đầu tiên là thảo luận một chút tình hình trước mắt, còn nói tới tình hình bế tắc hiện tại của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng cũng đề cập đến điều kiện của Phạm Duệ Hằng. Khâu Tự Phong đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Tống Chiêu Độ hơi khó hiểu. Chủ tịch tỉnh Phạm đồng ý hoàn toàn có thể hiểu được, trưởng ban Mai cũng có thể đáp ứng. Tống Chiêu Độ khó hiểu không phải không có lý, xem tình hình trước mắt, Ngô Gia và Phó Gia Mạnh ai nấy tự bố cục tại tỉnh Yến, trên cơ bản là trong bốn nhà, là hai nhà có lợi nhất. Mà Mai Gia giai đoạn hiện tại chỉ có một mình Mai Thái Bình tại tỉnh Yến, theo địa vị tỉnh Yến nước lên thì thuyền lên, Mai Gia chắc chắn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, cũng chuẩn bị xếp người nhà đến tỉnh Yến mưu cục. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy quan trọng như thế, Mai Thái Bình sẽ chắp tay tặng cho Khâu Gia một trong những đối thủ sao? Tống Chiêu Độ không hiểu rõ suy nghĩ của Mai Thái Bình. Hạ Tưởng cũng nghe được tỉnh Yến đã tiến hành tiếp xúc và thảo luận với nội các chính phủ về đề tài vòng kinh tế ở Bắc Kinh, tin tưởng rằng không bao lâu sẽ đề ra lộ trình, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm, về cơ bản có thể nhanh chóng đặt chân đúng chỗ. Thời gian 2-3 năm dùng để xây dựng thế cục tại tỉnh Yến, cho dù là gia tộc có thế lực, cũng có chút khó khăn vất vả. Mai Thái Bình phê chuẩn việc bổ nhiệm Khâu Tự Phong, cũng là dựa trên cân nhắc về sự hợp tác hữu hạn. Trên thực tế quan hệ giữa bốn đại gia tộc, là trong anh có tôi, trong tôi có anh. Vừa có phân chia vừa có hợp tác, trong đó Mai Gia và Khâu Gia hợp tác nhiều nhất, lại cùng Ngô Gia quan hệ xa nhất. Mà Khâu Gia và Phó Gia hợp tác nhiều nhất, quan hệ với Ngô Gia và Mai Gia cũng không xa không gần, đứng vị trí trung gian. Mà Ngô Gia được công nhận là đệ nhất trong bốn nhà. Ba nhà đều phải ngưỡng mộ, lại đều muốn nuốt chửng thế lực của Ngô Gia. Hợp tác giữa Ngô Gia và ba nhà cũng không coi là chặt chẽ lắm, không thể nói rõ cùng ai xa ai gần, cũng không có đối kháng trực tiếp với ba nhà. Tương đương với Ngô Gia cầm đầu, chỉ cần Ngô Gia lên tiếng, muốn hợp tác với nhà nào, bất kể là Phó Gia, Khâu Gia hay là Mai Gia, đều vô cùng vui mừng, quả thật cũng là bởi vì hợp tác với Ngô Gia sẽ có kết quả rất tốt, cũng bởi vì thực lực đích xác của Ngô Gia rộng lớn hơn ba nhà. Quan hệ giữa bốn nhà, bởi vì lý do xã hội hiện tại đa nguyên hóa, so với quan hệ giữa ba nước trong thời đại Tam Quốc trước kia, đúng là phức tạp hơn. Cho dù giữa bốn nhà có đối kháng qua lại, cũng thường xuyên phát sinh sự việc phá đám, nhưng đều đã giấu kín trong bí mật, ở ngoài mặt vẫn muốn giữ gìn một cục diện chính trị yên ổn đoàn kết. Tranh đấu giữa mấy nhà cũng không thể quá quyết liệt, nếu không sẽ khiến cho cục diện chính trị bất ổn. Trong tầng lớp cấp cao, không chỉ người của bốn đại gia tộc, nhưng cũng có người xuất thân bình dân, bọn họ giữ cái nhìn cảnh giác và mâu thuẫn đối với các thế lực gia tộc, thậm chí còn âm thầm tìm đủ mọi cách có thể để từng bước làm suy yếu ảnh hưởng của thế lực gia tộc đối với tình hình chính trị. Trong thời gian nằm viện ở Bắc Kinh lần này, Hạ Tưởng có thể nói đã thu hoạch được khá nhiều, chẳng những được Thủ tướng thăm hỏi, còn gần gũi và tiếp xúc rất nhiều nhân vật, thông qua sự ra tay và hỗ trợ giữa mấy đại gia tộc, cùng với lời đồn về việc Thủ tướng không có hứng thú với mấy đại gia tộc. Khiến cho hắn đối với sự phức tạp và tàn khốc trong đấu tranh chính trị giữa cấp cao, có hiểu biết sâu sắc hơn. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa thể coi là quan lớn, nói chung từ cấp sở trở lên, mới tính là chính thức gia nhập vào hàng ngũ quan lớn. Nhưng việc gì cũng phải lo trước tính sau, huống chi giữa hắn và bốn đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có đủ loại quan hệ. Trong quan trường, khắp nơi đều là bãi mìn, vách núi liền kề, không thể không quan sát, phải thận trọng đi từng bước. Thủ tướng chính là một trong những người ở cấp cao rất không thân thiện với thế lực gia tộc. Hạ Tưởng sau khi được Thủ tướng thăm hỏi, trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu việc Thủ tướng trong lúc vô tình đi ngang qua là sự sắp xếp cố ý của Lão Cổ, chẳng lẽ nào, Lão Cổ cũng là một trong những người phản đối thế lực gia tộc? Hạ Tưởng đoán không ra lại không tiện trực tiếp giáp mặt mở miệng hỏi Lão Cổ, có một số việc, không trực tiếp nói ra ngược lại càng thú vị hơn, hắn liền kiềm chế tâm tư. Dù sao với cấp bậc và thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ để tham gia đánh cờ trong tầng lớp cấp cao. Nhưng ván cờ giữa bốn đại gia tộc trong tỉnh Yến lúc này, hắn dĩ nhiên không thể không quan tâm. Vấn đề Tống Chiêu Độ, đã nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng. Trưởng ban Mai hiện tại có thể đối với thế cục tỉnh Yến, còn chưa có ý tưởng tiến thêm một bước, tạm thời cũng có thể chưa có người thích hợp đến tỉnh Yến. Ông giơ cao đánh khẽ thả cho Khâu ra một lần, cũng là lựa chọn thông minh. Khâu Gia về sau chắc chắn cũng sẽ có qua có lại. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ không tồi, liền nói ra suy đoán của hắn.
Đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán, hắn cũng biết tuy rằng hắn bên ngoài có thể có quan hệ với Mai Thái Bình, nhưng cũng chưa đến mức khiến Mai Thái Bình có thể nói thật với hắn. Hạ Tường cũng hiểu rõ, Mai Thái Bình đối với hắn vừa hữu hảo, lại dè chừng. Dù sao quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạp đều khiến cho Mai Thái Bình cũng được, Khâu Tự Phong cũng được, có cảnh giác nhất định. Hơn nữa cho dù có quan hệ mới nói, khi đề cập đến bí mật trọng tâm, sẽ không ai tiết lộ. Tống Chiêu Độ gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Y đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, gõ gõ trán. Chính khách chính là chính khách, phòng kinh tế Bắc Kinh chỉ là kế hoạch tương lai, thì đã có thế lực các nơi nghe tin lập tức hành động, tình hình Tỉnh Yến về sau, phỏng chừng sẽ càng ngày càng phức tạp. Sau đó còn nói việc Vương Đại Pháo xa lưới sẽ mang đến ảnh hưởng và sự xáo động tới mức nào cho quận Hạ Mã. Quan điểm của Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng giống nhau, cho dù không động đến Phó Tiên Phong, chắc chắn cũng sẽ liên lụy đến một số người của quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã chỉ sợ phải có một phen điều chỉnh nhân sự. Nhanh đến lúc ăn cơm, Tống Chiêu Độ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mỉm cười. Nói ra thì cậu là chủ tịch quận vẫn chưa hợp pháp lắm. Vẫn chưa thông qua bổ nhiệm của Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã cũng nên tổ chức cuộc họp. Nên tổ chức họp, hiện giờ đã giữa tháng 11, muộn nhất là trước tháng 12 sẽ tổ chức họp. Hạ Tưởng cười lắc đầu. Gần đây quận Hạ Mã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phỏng chừng tất cả mọi người không có tâm trạng nào mà quan tâm đến sự việc Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau khi sự việc Vương Đại Pháo có kết quả, họp hành, khởi động. Hạ Mã cũng sẽ hạ mã xuống ngựa ha ha. Tống Chiêu Độ cũng mở miệng vui đùa một câu. Giữa trưa ngày hôm sau rốt cuộc tin tức trông mong đã lâu cũng tới, nhóm của Lịch Phi đã đem Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ thuận lợi áp tải đến thành phố Yến. Tin tức truyền tới quận Hạ Mã, cả quận Hạ Mã xôn xao. Tin tức nhanh chóng vươn đôi cánh dài từ trụ sở quận ủy truyền đến trên công trường quận Hạ Mã, lập tức phát sinh làn sóng vui mừng của những người công nhân, không ít công trường nghỉ chúc mừng. Rất nhiều công nhân tự phát mà mua pháo mang đến. Suốt một buổi chiều, quận Hạ Mã tiếng pháo liên tiếp, đồng thời vang vọng lại trong không trung, cũng kinh ngạc lòng người. Dân làng thôn tiểu đấu rìu già dắt trẻ, hướng về đầu phố, người khua chiêng gõ trống, người thả pháo hoa, còn có người đến khu cục công an tặng cờ thưởng, đều là vì việc hung thủ xa lưới mà vui mừng khôn xiết. Quận Hạ Mã giống như đang mở tiệc đón năm mới vô cùng náo nhiệt, hân hoan. Đối ngược với đám đông phấn chấn, Bạch Chiến Mặc nhíu mày, đóng chặt cửa sổ, trốn trong phòng làm việc, buồn bực khó chịu. Chưa từng có tiếng pháo nào giống như hôm nay khiến cho người ta nghe xong liền cảm thấy bực bội, y thầm nghĩ đem tất cả mọi người đốt pháo bắt lại mới tốt. Nhưng tiếng pháo vẫn từ ngoài cửa sổ ngoan cố mà truyền vào, rơi vào trong lỗ tai Bạch Chiến Mặc, khiến cơn tức trong lòng y càng lớn lên, càng ngày càng bực bội bất an. Không phải tiếng pháo khiến y bực bội. Mà là Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới khiến y bực bội. Chính xác mà nói, là bệnh tình của Khang Thiếu Diệp khiến y bực bội. Bởi vì y theo lời của Phó Tiên Phong, tới nhị viện thông qua quan hệ tìm được một bác sĩ quen thuộc tên Phan Án, trong tình huống tin chắc Phan Án đáng tin cậy, Bạch Chiến Mặc nói ra ám chỉ làm cho Khang Thiếu Diệp không kịp cấp cứu, không ngờ Phan Án lại một mực từ chối. Chương 629, Ẩn họa và nguy hiểm. Tuy về sau qua những lời khuyên lấy lợi làm lời hứa lấy tình cảm lay động của Bạch Chiến Mặc, Phan Án đã có những dao động, nhưng vẫn không cho ông ta một cách nói xác thực, mà bây giờ Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ đã áp giải về thành phố Yến, bệnh tình của Khang Thiếu Diệp nghe nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng ông ta vẫn chưa dám đem tin tức phản hồi lại với Phó Tiên Phong, e sợ Phó Tiên Phong sẽ mắng nhiếc ông ta một trận. Làm sao bây giờ? Bạch Chiến Mặc hết đường xoay sở, cảm thấy đau đầu và bất đắc dĩ. Ông ta dám khẳng định, khi Vương Đại Pháo thú nhận, Ngưu Kỳ vu cho Khang Thiếu Diệp, rồi sau đó Khang Thiếu Diệp tỉnh lại, thì sẽ đẩy ngã được quân bài domino thứ nhất. Cái ghế bí thư của ông ta không chỉ khó mà giữ được, nói không chừng còn phải chịu trách nhiệm hình. Sự, đã sơ suất rồi, lúc đó nên tăng thêm ít lợi thế, đánh động Phan Án mới đúng, bây giờ hối hận cũng. Đã muộn, Tôn Định Quốc và Hoàng Kiến Quân đều có quan hệ không tồi với Hạ Tưởng, chắn chắn sẽ. Trông coi Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ đến mức người ngoài không thể tiếp cận được, cũng khẳng. Định sẽ đột kích thẩm vấn thâu đêm, sáng ngày hôm sau, Khang Thiếu Diệp sẽ mất hết thanh danh. Khang Thiếu Diệp vừa mở miệng,
gã sẽ lập tức bị Ủy ban Kỷ luật thành phố lập án điều tra. Bạch Chiến Mặc đứng lên rồi lại ngồi xuống, giống như con kiến trong lò vi sóng, biết chỉ cần một cánh tay mấu chốt ấn cái nút nguồn điện, ông sẽ bị nướng cháy xém từ trong ra ngoài. Ông nhấc điện thoại lên rồi lại hạ xuống, muốn gọi cho Phan Án, lại cảm thấy Lâm Trận mới mài gươm, chỉ e không có tác dụng nữa, muốn gọi cho Phó Tiên Phong báo cáo với ông ta sự tình, trong lòng lại thấy khiếp đảm. E sợ bị chửi cho mất mặt. Nhưng hiện tại lửa đã xém lông mày rồi, tất cả đã rơi vào đường cùng, Bạch Chiến Mặc nghiến răng. Cuối cùng vẫn quyết định xin chỉ thị của Phó Tiên Phong xem rốt cuộc phải làm như thế nào, đột nhiên. Điện thoại không có dấu hiệu gì mà reo lên. Bạch Chiến Mặc giống như mông bị đâm rất mạnh mà nhảy dựng lên, nhận điện thoại, còn chưa kịp chào hỏi, liền nghe thấy tiếng rít gào của Phó Tiên Phong. Khang Thiếu Diệp xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu có dựa theo chỉ bảo của tôi để làm không? Tôi đã cho cậu thêm thời gian rồi, Bạch Chiến Mặc, tại sao ngay cả một chuyện nhỏ như thế này mà cậu cũng làm không xong, không phải tôi đã nói với cậu, Khang Thiếu Diệp không chết, thì cậu đến mà gánh trách nhiệm. Phó Tiên Phong quả nhiên như Bạch Chiến Mặc đã lường, vừa bắt đầu đã chửi ông ta té tát. Bạch Chiến Mặc vừa định giải thích vài câu, di động lại không đúng lúc mà reo lên. Trong lòng ông đang bực bội, nhìn cũng không thèm nhìn liền ấn nút từ chối cuộc gọi. Không ngờ vừa tắt xong lại gọi. Lại, ông liền nhìn vào dãy số gọi đến, thoát cái liền thấy giật mình, vội vàng cẩn thận mà nói với Phó Tiên Phong một tiếng. Bên nhị viện có tin tức rồi. Bí thư Phó, xin anh đợi chút. Phó Tiên Phong vốn còn một đống lời muốn mắng chửi. Vừa nghe bên nhị viện có tin tức, liền nuốt tức giận vào trong. Chỉ có điều với thời gian nửa phút, mà Phó Tiên Phong cảm thấy dài như cả một ngày, cuối cùng Bạch Chiến Mặc cũng hưng phấn đến mức giọng nói có chút không thật vang lên. Bí thư Phó, chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt, Khang Thiếu Diệp đột nhiên lại phát bệnh, đã qua sự cố gắng cứu chữa của bác sĩ, nhưng vẫn cấp cứu không kịp. Phó Tiên Phong vốn đang ở phòng làm việc sốt ruột đến khắp đầu đẫm mồ hôi, Khang Thiếu Diệp. Nếu bị Ngưu Kỳ quay lại cắn một miếng, không đảm bảo được y sẽ cắn loạn lên, cho dù bản thân có chỗ dựa vững chắc, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết nhơ chính trị. Bây giờ tốt rồi, Khang Thiếu Diệp đã chết, manh mối gián đoạn, Hạ Tường, cậu đến cả Bạch Chiến Mặc cũng không quật ngã được, cũng chỉ bằng bận bịu vô nghĩa thôi. Buông điện thoại xuống. Phó Tiên Phong lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng, ha 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 mà. Cười lớn ba tiếng, sau đó ngồi lại ghế, dùng sức ngả ra phía sau, trong lòng bắt đầu tính toán thế cục. Quận hạ mã của thời kỳ sau Khang Thiếu Diệp, xem liệu có còn cơ hội để nhét thêm một người của mình vào đảm nhận phó bí thư quận ủy. So sánh với sự vui mừng như điên của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng khi nghe tin Khang Thiếu Diệp đột nhiên bị bệnh mà chết, ban đầu thấy giật mình. Sau đó lắc lắc đầu, vô cùng tiếc nuối mà nói. Khang Thiếu Diệp đáng thương, vất vả cả đời, lại rơi vào kết cục cấp cứu không kịp, trách ai. Thật là, vì ai vất vả vì ai bận bịu. Hạ Tưởng rất nhanh đã nghĩ thông dụng ý Phó Tiên Phong cố ý kéo dài thời gian giam giữ Vương Đại Pháo, hóa ra nơi mà mũi kiếm chỉ tới là Khang Thiếu Diệp. Lúc đó hắn không nghĩ rằng Khang Thiếu Diệp lại cố ý sơ suất. Mà cảm thấy Khang Thiếu Diệp kỳ thực không được coi là một khâu quan trọng nhất, trong kế hoạch của Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp vốn không phải là điểm xuất phát cuối cùng. Thân thể của Khang Thiếu Diệp đã trải qua hai lần nhập viện, trên cơ bản đã không còn bước điều trị. Nào, thành ủy sẽ không khuyên một người thường xuyên nằm viện ra đảm nhiệm vị trí quan trọng phó. Bí thư, Khang Thiếu Diệp cho dù không chết, thành ủy cũng sẽ khuyên ông ta rút lui. Đương nhiên. Khang Thiếu Diệp vừa chết, Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc đã tự thấy là an tâm. Rồi, mọi manh mối đến Khang Thiếu Diệp là chấm dứt, chết không đối chứng, hiển nhiên sẽ không. Có cách gì điều tra nổi, tất cả mọi trách nhiệm đối với hành vi phạm tội cuối cùng do một người chết. Gánh vác, Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc yên tâm, không ít người cũng sẽ yên tâm, sự việc sẽ được khống chế trong phạm vi cấp trên có thể tiếp nhận. Hạ Tưởng nhớ lại ngày hôm qua. Khi Kim Hồng Tâm báo cáo công việc, nhìn như vô ý kỳ thực lại có ý, mà để lộ ra kết luận của gã và Trần Cẩm Minh về việc xử lý như thế nào chuyện ghi âm, cho dù là thời
Gian công bố phương pháp hay là lựa chọn, đều khiến Hạ Tưởng vô cùng hài lòng, Hạ Tưởng lúc ấy. Liền vừa đến mức mà duy trì sự trầm mặc, làm bộ không nghe thấy gì. Hạ Tưởng không ừ hứ tỏ rõ thái độ, Kim Hồng Tâm hiển nhiên hiểu được ý vị trong đó, cười và rời đi. Hạ Tưởng liền tin tưởng, vào một thời cơ thích hợp, khẳng định sẽ có sự dẫn phát bùng nổ tin tức theo. Kiểu phản ứng dây chuyền vang vọng đến từng phố lớn ngõ nhỏ. Tuy nhiên hắn vẫn thấy vô cùng thương xót cho Khang Thiếu Diệp tội không đáng. Chết, hơn nữa, gã sống vẫn khiến cho nhiều người lo lắng hãi hùng hơn là chết. Chỉ tiếc là gã đã chết. Rồi, tuy Hạ Tưởng đồng thời lại thấy không đáng cho Phó Tiên Phong, kỳ thực dựa vào thân thể và tố. Chất tâm lý của Khang Thiếu Diệp, không cần phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần nghiêu kỳ mở. Miệng thú tội, Khang Thiếu Diệp có thể lại thêm một lần nữa tái phát bệnh tim, nói không chừng lập. Tức có thể chết, cũng không cần đến bây giờ phải phí công sức nghĩ cách để cho Khang Thiếu Diệp. Sớm kết thúc, hắn cũng hiểu rõ lập trường bất đồng, góc độ đối đãi vấn đề bất đồng, Phó Tiên Phong và Bạch Chiến. Mặc sẽ không dương dương tự đắc giống như hắn, bọn họ khẳng định là lòng nóng như lửa đốt, cũng. Một lòng cho rằng Khang Thiếu Diệp mãi mãi câm miệng. Sự việc mới có thể khống chế trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa. Thực tế, vì Vương Đại Pháo cũng không rõ người sai khiến phía sau bức màn thực sự là ai, theo sự phỏng đoán của hắn, để cho Vương Đại Pháo thú tội dễ dàng, còn khiến Ngưu Kỳ mở miệng thì khó, vì Ngưu Kỳ đã hết đường có thể lui rồi. Chỉ sợ kết quả tốt nhất chính là sự việc đến Ngưu Kỳ là chấm dứt. Nếu Phó Tiên Phong có được bản lĩnh hơn người là nhìn người rất chuẩn của Hạ Tưởng, ông ta cũng sẽ không lo lắng đến bốc hỏa, sốt ruột đến độ dậm chân mà mắng Bạch Chiến Mặc, cũng sẽ không để cho Bạch Chiến Mặc chấp nhận rủi ro, muốn dồn Khang Thiếu Diệp vào chỗ chết. Nếu để cho Bạch Chiến Mặc biết phán án thực ra đã lừa y, cũng không làm cái động tác ngầm gì đó. Gạch dưới phán án nhát gan, do dự mãi không ra tay. Mà là sau khi Khang Thiếu Diệp tỉnh lại, nghe được tin. Tức Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ đã bị áp giải về thành phố Yến, giận dữ hại đến mức bệnh tim lại. Tái phát, bản thân phải bỏ mạng Bạch Chiến Mặc e rằng cũng sẽ hối hận không kịp, sớm biết Khang Thiếu Diệp muốn tự mình đi tìm cái chết, hà tất phải tìm người ra tay, để rơi vào điểm sơ hở. Bạch Chiến Mặc càng không biết chính là, phản án thấy hơi tiền mà nổi máu tham, tuy không phải là kẻ ăn trộm nhưng lại có ý gian, sau khi Khang Thiếu Diệp bình thường mà chết, gã ham muốn những ưu đãi mà Bạch Chiến Mặc hứa hẹn, đã chủ động gọi điện cho Bạch Chiến Mặc, lấy cái chết của Khang Thiếu Diệp tham công chiếm làm của riêng. Ai cũng không ngờ đến chính là, một lần sự kiện chết bình thường, vì tâm tư của mỗi người khác nhau. Những mưu tính khác nhau, chôn xuống một tai họa ngầm chết người. Điều không sai lệch với những dự đoán của Hạ Tưởng là, đêm đó, Hoàng Kiến Quân tự mình đưa ra. Hỏi cung với Vương Đại Pháo, Lịch Phi cũng tham dự xét hỏi. Tóc của Vương Đại Pháo vì trong lúc chạy trốn con đường chết, không có cách nào để nhuộm màu, bây. Giờ vừa dài vừa rối, nửa trên là màu vàng, nửa dưới là màu đen, đen vàng lẫn lộn, trông rất buồn cười. Khuôn mặt Vương Đại Pháo với thái độ không hề gì, ngồi trong phòng thẩm vấn, dưới sự chiếu rọi của đèn điện rất mạnh, bình tĩnh như thường. Còn ưỡn mặt hướng về phía Hoàng Kiến Quân đòi hút thuốc. Xếp Hoàng, cho điếu thuốc để tỉnh người. Nếu như cho một điếu thuốc ngon, hỏi gì nói ấy. Nếu như thuốc không ngon, thì phải suy nghĩ lại. Hoàng Kiến Quân vốn hận Vương Đại Pháo đến tận xương tủy, vì gã là hung thủ chính đụng xe khiến Hạ Tưởng bị thương, bây giờ cuối cùng đã đem gã bắt giữ quy án, vốn nghĩ sẽ trừng trị gã một phen. Nhìn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt ngây ngô cười, không có hình dáng ngay ngắn, vừa nhìn thì không phải giả bộ, mà là chỉ số thông minh có hạn, không khỏi dở khóc dở cười. Nếu như Vương Đại Pháo vừa có chỉ số thông minh lại ngoan cố đến cùng, Hoàng Kiến Quân hẳn phải có những thủ đoạn để chơi với gã, không ngờ lại là một kẻ trí thức nửa mùa, ông ta một chút tâm tư để đấu trí đấu dũng với Vương Đại Pháo cũng không có, chấp nhặt với Vương Đại Pháo cũng chỉ bằng tự hạ thấp mình. Ông ta ném qua một điếu thuốc, hỏi. Cậu cũng biết vì sao phải bắt cậu, mọi người đều là người hiểu biết, cũng không cần tôi phải nói nhiều nữa. Thẳng thắn chút, ai là người sai khiến phía sau,
tại sao phải hãm hại chủ tịch quận hạ, hãy nói ra hết sự thật đi, gạch dưới đem tất cả mà giải thích rõ ràng đi, cậu giảm bớt thủ tục, tôi cũng bớt phiền. Vương Đại Pháo bắt lấy điếu thuốc, dùng sức mà hút một hơi, cái vẻ hưởng thụ nuốt xương nhả khói một lúc lâu, mới ha hả cười.